Tiên nghịch chương 143, ba viên hàng đan. Sử dụng thổ động thuật, hắn phải phí mất 10 ngày mới từ thi cốc về tới động phủ. Sau khi tới trước động phủ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Xác định không hề có chuyện gì dị thường, Vương Lâm mới nhảy ra, ném sát con dao long xuống đất. Mặt đất lập tức rung lên. Tiếng động trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Lý Mộ Uyển. Sau khi, Vương Lâm sử dụng thần thức liên lạc, nàng liền mở đại trận đi ra. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng như bị hút hồn bởi thi thể dài tới cả mấy trượng của con dao long mà ngơ ngẩn. Lấy thi cốt của nó để bố trí trận pháp có đủ hay không? Sau khi Vương Lâm kéo dao long vào trong trận liền quay sang hỏi Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển ngơ ngác, gật đầu. Nàng đã từng đọc một số cổ thư có nói về dao long. Đó là một loại linh thú có thực lực sánh ngang với Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thân thể của nó hoàn toàn là một loại bảo vật. Trong đầu của nó có nội đan. Giao đan chính là một loại thiên niên đan dược. Sau khi luyện chế liền có thể trở thành một loại đan dược gia tăng tu vi. Da gia của giao long là vật liệu rất tốt để chế tạo nội giáp. Giao cốt, giao cân đều là những loại bảo bối khó gặp. Trong số đó thì quý nhất chính là cốt tủy của giao long. Chất lượng tủy của giao long là do thời gian sống của nó quyết định. Sống càng lâu thì số lượng tủy càng ít tác dụng của nó hoàn toàn có công hiệu vượt dai. Cho đến khi lột xác, chính thức trở thành long, cốt tủy của nó liền hóa thành long đan. Long đan chính là thứ mà tu sĩ thời thượng cổ luôn mơ tưởng. Tục truyền rằng sau khi ăn vào liền có được long thể. Từ đó về sau, tu vi không còn có bất kỳ một sự hạn chế nào nữa. Chỉ có điều, hình thành một viên long đan thì giao long phải sống 999.000 năm nhưng điều này cũng chưa có một điển tịch nào dám khẳng định chắc chắn. Sau khi ném con dao long cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm chẳng thèm để ý đến nữa. Hắn xoay người đi vào trong động phủ. Lần này ra ngoài, ngoại trừ dông lô ra, tất cả những chuyện khác đều rất tốt. Còn về dông lô, Vương Lâm từ tan một nhai biết được trong tu ma hải, tất cả các loại khí cụ đều có thể đến một nơi tên là luyện khí tông để mua sắm. Luyện khí tông có rất nhiều chi nhánh. Ở mỗi một địa phương đều có cửa hàng. Nơi gần đây nhất cách khoảng 40 dặm, nằm bên ngoài Nam Đấu Thành. Có điều, loại đồ vật như dông lô thường có giá rất cao. Vương Lâm suy nghĩ một lúc. Nhưng sau khi nghe Tăng một nhai nói trưởng môn của đấu tà phái vừa mới tốn hơn nửa số linh thạch của môn phải mới mua được một cái thượng gia dông lô, hắn liền bỏ ý định đi tới Nam Đấu Thành để mua sắm. Chuyện dông lô, Vương Lâm tạm thời bỏ qua. Trước mắt có dao long cốt, uy lực của cửu ly thi quốc trận chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Cuối cùng cũng có thể bảo vệ mình. Vương Lâm quyết định bế quan, đột phá cảnh giới kết đan kỳ. Ở trong một gian thạch thất, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Sau khi lấy cự thạch phong kín cửa, hắn vỗ vào túi trữ vật. Từ trong đó bay ra hơn 30 thanh phi kiếm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ tay xuống đất. Phi kiếm nhanh chóng đào bới. Không mất quá nhiều thời gian, một cái động xuyên vào trong núi đã được làm xong. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú, đánh ra một đạo linh quang, hóa thành một cái quan cầu. Màu sắc của quan cầu lập tức thay đổi, cuối cùng biến thành màu lam. Vương Lâm nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Địa âm phổ thông nhất phẩm mặc dù không thể so sánh với thi cốc nhưng tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết cũng đủ rồi. Hắn nhanh chóng hạ người xuống động. Dưới đáy động, phẩm chất của cực âm đạt tới địa âm phổ thông tam phẩm đã là cực hạn vương lâm thu lại quan cầu nhắm mắt ngồi xuống dù sao thì với hoàng tuyền thăng khiếu quyết vương lâm cũng đã tu luyện một lần lần này là lần thứ hai nhưng lúc này cảm giác của hắn hết sức thuần thục khí âm hàng chầm chậm được hút vào bên trong cơ thể thời gian chậm rãi trôi đi ba ngày sau vương lâm mở hai mắt lộ vẻ trầm tư sau đó hắn vỗ tráng một cái Ngịch thiên châu liền xuất hiện một giọt sương chứa khí âm hàng từ trên bề mặt hạt châu chảy ra được vương lâm hứng lấy thời gian trôi qua cực nhanh mỗi ngày vương lâm đều ngồi hấp thu tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết đồng thời hắn cũng không quên thu thập linh dịch âm hàng sau khi linh dịch thu được cũng tương đối hắn liền dành mỗi ngày một nửa thời gian tiến vào không gian trong Ngịch thiên châu mà tu luyện kể từ đó tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng chỉ gần một tháng, hắn liền ngưng tụ được hai viên hàng đan. Chỉ còn một viên nữa là có thể khiến cho tam đan dung hợp, tiến hành kết đan. Một viên hàng đan cuối cùng, dù sao cũng lâu hơn không ít. Năm đó, Vương Lâm nhiều nhất cũng chỉ ngưng kết được hai cái mà thôi. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết ngưng tụ hàng đan thứ ba không có khả năng thổ nạp mất mấy năm mới có thể thành công. Đối với viên hàng đang thứ ba, Vương Lâm nắm chắc chỉ trong 3 tháng là có thể thành công. Từ lúc đó, trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề có chút lo lắng. Mỗi ngày ngoại trừ thu thập linh dịch âm hàng ra, hắn dành thêm một chút thời gian để từ từ luyện dưỡng ma đầu. Trước kia, Vương Lâm đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể trực tiếp ngưng kết thần thức khống chế trên người ma đầu. Vì vậy chỉ còn cách là sử dụng phương pháp nuôi dưỡng từ từ mà ngưng kết vương lâm có điểm trọng dụng đối với con ma đầu nên rất quan tâm tới nó hắn liên tiếp rút hồn phách từ trên hồn kỳ sau đó nhả thêm một chút thần thức rồi đút cho ma đầu ăn hồn phách trên hồn kỳ hiển nhiên là tu sĩ trong tu ma hải phần lớn trong số đó là đệ tử đấu tà phái theo lời tăng một nhai thì những năm gần đây tất cả những người tranh đoạt sự ân sủng của sư môn với hắn đều bị hắn sát hại sau đó bắt lầy hồn phách đem phong ấn thời gian từ từ trôi đi. Sau khi cho ma đầu cắn nuốt gần hết chỗ hồn phách, trong cơ thể ma đầu từ từ ngưng kết thành một tia thần thức của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả ma đầu cũng không biết trong cơ thể mình xuất hiện cái thứ đó. Vì vậy mà nó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nháy mắt một cái, Vương Lâm đã bế quan tu luyện được 3 tháng. Viên hàng đang thứ ba trong cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành. Trong 3 tháng này, hắn có đi ra ngoài mấy lần. Nơi thạch thất của Lý Mộ Uyển có một đống dược thảo, tài liệu. Thậm chí còn không biết được nàng lấy ở đâu về một ít bùn đất rồi trồng lên một số loại linh thảo. Xung quanh linh thảo, vô số trung phẩm, hạ phẩm linh thạch bị nàng bố trí thành một loại trận pháp, giữ cho linh thảo sinh trưởng có đủ linh khí. Một cái đan lô nằm ở giữa gian thạch thất. Bên cạnh nó có rất nhiều tro tàn do luyện đang thất bại. Từ sau khi Vương Lâm bế quan, Lý Mộ Uyển cũng bắt đầu tiến hành luyện chế trên mặt đất, ngoại trừ số tro tàn ra, còn có một số ngọc giản vất lung tung. Thông thường, trong khi luyện đan, mỗi khi có được linh cảm hay sự kiến giải nào đó, Lý Mộ Uyển liền lấy ngay ngọc giản ra để ghi chép hoặc là tra cứu. Trong động phủ có bốn gian thạch thật. Ngoại trừ một gian vương lâm dùng để bế quan, ba gian còn lại trừ một gian để luyện đan, một gian để trồng trọt ra thì gian còn lại được Lý Mộ Uyển biến thành phòng tắm rửa. Trong tu ma hải toàn sương mù mặc dù trong động phủ thì cũng chẳng có ngoại lệ. Thông thường chỉ cần một lúc là quần áo trên người lại ướt hết. Lý mộ viễn là nữ tử, không thể chịu nổi chuyện ấy. Hơn nữa, quần áo ướt mang tới cảm giác dinh dính khiến cho nàng mất rất nhiều công sức để tạo ra được cái gian để cho mình tắm rửa. Đối với gian dành để tắm rửa, Vương Lâm cũng chẳng chú ý, hắn chỉ cần vận chuyển linh lực là hàng khí trên quần áo liền bị hút vào trong cơ thể, dung nhập vào trong hàng đan. Phần đất bên ngoài động phủ được bố trí cửu ly thi cốt trận. Do có giao long cốt làm mắt trận nên uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Theo lời Lý Mộ Uyển nói thì trận pháp này không thể gọi là cửu ly thi cốt trận mà phải gọi là cửu ly giao long trận. Một khi trận pháp được mở ra, kết đăng kỳ mà đi vào đó sẽ bị vây khốn mất mấy tháng. Cho dù là nguyên anh kỳ cũng phải tốn mất vài ngày. Có một điều khiến Lý Mộ Uyển cảm thấy đáng tiếc đó chính là con dao long bị chết nếu nó còn sống có thể lấy giao hồn dung nhập vào trong trận thì chẳng những trận pháp có thể vây khốn mà lại có thêm cả tính công kích dưới nguyên anh mà tiến vào trong trận thì chắc chắn phải chết cho dù là nguyên anh kỳ cũng sẽ phải khổ sở mà bỏ cuộc đáng tiếc muốn có được giao hồn là chuyện quá khó khăn lý mộ uyển cũng chỉ thầm nghĩ vậy mà thôi còn về những thứ khác của giao long thì giao đang trong đầu nó được lý mộ uyển để trong phòng luyện đan chờ sau này có được dông lô chất lượng tốt sẽ luyện chế. Với da của nó, nàng phải mất tới một tháng mới có thể dùng phi kiếm lột xong. Ngoài những thứ đó ra còn có một đoạn giao cân. Trên thân thể giao long, ngoại trừ cốt tủy, giao đan thì giao cân chính là vật thần kỳ thứ ba. Nếu được luyện khí sư tế luyện thì có thể phóng to, thu nhỏ tùy tâm. Đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn. Cuối cùng là một cái bình nhỏ đựng cốt tủy. Do mức độ quý giá của nó quá lớn nên cho dù là vật để luyện chế đang dược, nhưng Lý Mộ Uyển vẫn sợ hãi khi luyện đang thất bại thì quá lãng phí. Vì vậy mà nàng đưa tất cả cho Vương Lâm. Vương Lâm cũng chỉ lưu lại cốt tủy và giao cân. Tất cả nhân vật còn lại hắn đưa hết cho Lý Mộ Uyển. Sau khi xử lý qua lớp da của nó, dưới bàn tay khéo léo của Lý Mộ Uyển, lớp da được chế tạo thành hai bộ nội giác. Vương Lâm mặc một bộ liền hơi trầm ngâm một chút bộ còn lại nhìn thoáng qua có chút nữ tính, hắn liền đưa cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển mỉm cười, không nói gì, cho vào trong túi trữ vật. Làm xong hai bộ nội giáp, da của Giao Long vẫn còn lại rất nhiều. Vương Lâm liền thu vào trong túi trữ vật để sau này đổi lấy tài liệu. Một con Giao long hoàn chỉnh liền biến thành đủ mọi loại bảo bối. Một tháng trôi qua, cuối cùng thì viên hàng đang thứ ba trong cơ thể Vương Lâm cũng được ngưng kết ba viên hàng đang nằm tại ba vị trí trong cơ thể hắn linh khí âm hàng cứ thế tuần hoàng liên tục dư ba viên hàng đang vương lâm mở hai mắt hít sâu một hơi trong lòng cảm thấy kích động hắn nhanh chóng tập trung tinh thần dung hợp ba viên hàng đang lại làm một tư đồ nam đã từng giảng giải một cách chi tiết rằng tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết thì quá trình dung hợp tam đang được chi làm sơ bộ dung hợp và thâm tầng dung hợp nếu như hắn có thể thực hiện được sơ bộ dung hợp thì coi như đã đặt được một chân vào kết đan kỳ. Vào lúc thâm tầng dung hợp liền ăn một viên thiên ly đan, là hắn nắm chắc tới 8 phần có thể kết đan thành công. Thiên ly đan hắn vẫn chưa để cho lý mộ uyển luyện chế thành thành phẩm. Dù sao, cũng chỉ có một viên bán thành phẩm. Hắn phải kiếm một cái lô đỉnh tốt hơn để nâng cao tỷ lệ thành phẩm. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị thật kỹ, sử dụng ma huyết đằng chế tạo một viên thứ phẩm thiên ly đan. Trước kia, hắn biết dòng lô của luyện khí tông ở Nam Đấu Thành có giá trị rất cao. Bây giờ có da giao long, chắc chắn hắn có thể đổi được. Nếu vẫn không đổi được, Vương Lâm quyết định bất chấp tất cả cũng phải có được một cái. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thử tiến hành dung hợp tam đan. Mỗi huyệt tổ khiếu, khí hải, đan điền đều có một hàng đan, tam đan hợp nhất chính là đánh vỡ sự cân bằng của ba huyệt khiến cho hàng đan trong huyệt tổ khiếu trầm xuống dung hợp với hàng đan ở khí hải đây là bước dung hợp đầu tiên nếu làm được bước này bước tiếp theo là trầm xuống đan điền cuối cùng là dung hợp với hang đan của huyệt đan điền nếu thành công đem ba khỏa hàng đan hợp nhất thì có thể đột phá đến kết đan kỳ chân chính hình thành kim đan với tỷ lệ thành công nhất định vương lâm tĩnh tọa ở trong thạch thất không gian nơi này không lớn âm hàng khí nồng đậm hai mắt hắn nhắm lại thần thức tiến vào trong cơ thể tâm thần chìm đắm trong huyệt tổ khiếu bước đầu tiên hắn phải làm là ở trong cơ thể là bài trừ huyệt tổ khiếu làm cho hàng đan của huyệt tổ khiếu trầm xuống độ khó của tam đan quy nhất là rất lớn trước đây vương lâm chỉ biết đại khái nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận rất sâu sắc khó khăn này nếu dùng hai từ rất lớn để hình dung thì thật quá mức nhẹ nhàng mà phải nói là cực độ khó khăn chỉ vì phá trừ huyệt tổ khiếu, Vương Lâm đã tĩnh tọa mất một tháng. Một tháng qua, hắn chưa có tiến bộ gì. Bốn phía của huyệt tổ khiếu như có một cổ trở lực vô hình, mặc cho hắn công kích như thế nào đều không thể lay động mảy may. Yêu cầu của việc tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết đó là ba huyệt tổ khiếu, khí hải, đang điền lần lượt toái liệt ba lần để kết thành hàng đan. Một lần lại khó khăn hơn một lần. Lần đầu tiên có thể nói là khó khăn, lần thứ hai là rất khó khăn thì lần thứ ba phải nói là vô cùng khó khăn hiện tại công việc của vương lâm phải làm chẳng khác nào là lần thứ tư toái liệt huyệt tổ khiếu do đó độ khó có thể nghĩ công kích nhiều lần mà không được vương lâm cải biến phương pháp hắn không công kích mà chạm rãi mài mòn theo thời gian tầng vô hình kia dần dần hư bạc đi không ít tuy nhiên sự đau đớn do lấy linh khí của cơ thể không ngừng ma sát thì vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường cho dù là văn chương cũng không thể diễn tả nổi. Mỗi lần ma sát, thân thể vương lâm đều run rẩy, đau đầu kịch liệt, mồ hôi đổ như mưa. Quần áo hắn mặc trên người từ khi hắn bắt đầu tỉnh tọa vẫn chưa thay lần nào. Nếu không có nghị lực rất lớn thì chuyện tam đang hợp nhất quyết không thể hoàn thành được. Tuy nhiên, cái vương lâm không hề thiếu lại chính là nghị lực. Năm đó, tham gia khảo nghiệm để tiến nhập hàng nhạc phái nghị lực của hắn đã khiến người ta phải động dung, trên thềm đá dẫn lên hàng nhạc phái chắc vẫn còn để lại hai đạo huyết ngân. Nếu không phải tư chất của hắn có điểm khuyết thiếu thì bằng vào nghị lực của hắn lúc đấy đã có thể được hàng nhạc phái xem trọng tiến hành bồi dưỡng trọng tâm. Hiện tại điều này cũng đã theo hàng nhạc phái tan thành mây khói. Nghị lực của Vương Lâm thật kinh người, với sự thống khổ khó có thể tưởng tượng hết được của hắn, rốt cuộc huyệt tổ khiếu đã tan biến sau 3 tháng thời gian. Một khỏa hàng đang màu lam, to bằng chừng nắm tay từ vị trí của tổ khiếu từ từ trầm xuống. Theo nó trầm xuống là một tia tinh mịn như một sợi tơ nhỏ cũng lan tràn ra, trải dài khắp cơ thể của Vương Lâm. Mỗi khi hàng đang trầm xuống một tí, những sợi tơ này lại dài ra một tí, lúc hàng đang dừng lại ở bên ngoài huyệt khí hải. Vương Lâm thở sâu, không chút do dự lại bắt đầu ma sát lần thứ hai. Lại ba tháng nữa trôi qua, trong huyệt khí hải vang lên âm thanh ba ba, rồi tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, hai hàng đang va chạm chạm mãnh liệt vào nhau. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể quanh, lên một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng sinh ra từ sự va chạm của hai hàng đang bùng nổ điên cuồng trong cơ thể hắn sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không một chút huyết sắc, cổ họng đắng lên, phun ra một nguồn máu tươi. Búng máu vừa xuất hiện đã lập tức biến thành sương lạnh, bàm vào vách đá, hình thành bông tuyết màu đỏ. Sau khi phun ra búng máu, vương lâm lấy từ trong túi trữ vật ra tám khối hạ phẩm lịnh thạch sau khi được xuất ra tám khối này va chạm với nhau hóa thành linh phấn chiếu theo một quỷ tích nào đó dừng ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một phù văn quỷ dị phù văn này lóe lên rồi biến mất ngay lúc đó hắc sắc phi kiếm từ túi trữ vật phóng ra vòng quanh vương lâm một vòng rồi phiêu phù giữa không trung hư ảnh ma đầu hiện ra ở trên thân kiếm đầu tiên nó liếc mắt nhìn vương lâm một cái trên mặt Lô ra vẽ do dự, nhưng rất nhanh, thần thức của Vương Lâm giấu trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, ý niệm cắn trả trong đầu hắn vừa hiện lên đã lập tức tiêu thất, đành đứng thủ hộ bốn phía cho Vương Lâm. Vương Lâm làm xong hết thảy, đầu ông lên, ngã xuống mặt đất. Trước khi hôn mê hắn còn kịp bày thêm một trận pháp phòng ngự. Nói đến trận pháp này, trước đó Vương Lâm đã bày mấy trận pháp thuấn di đơn giản, dùng khi có chuyện cấp bách xảy ra. Ma đầu ở một bên nhìn quanh bốn phía, lại trộm nhìn Vương Lâm đã ngã xuống đất, đáy lòng lại rụt rịch, thầm nhủ, ta có nên liều mạng với hắn không? Hắn hẳn không phải là giả bộ. a, à, thật khó biết. Hắn quả thật rất giả hoạt. Ai, rốt cục có nên liều mạng không đây? Nếu mà thất bại thì hậu quả. Ma đầu không kìm được trùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm trong đầu để sang một bên. Một ngày sau, ý nghĩ này lại chậm rãi chiếm hết tâm tư của hắn ánh mắt hắn lóe lên nhìn vương lâm đáy lòng lại nổi lên cùng hắn liều mạng đây là thời cơ tốt nhất nếu bỏ qua về sau lão tử có lẽ không còn cơ hội nào nữa a à, không được tên vương lâm này rất gian xảo làm sao hắn lại không phòng bị ta chứ hắn trước khi hôn mê sao còn đem ta phóng thích ra ai thật khó lý giải ma đầu lắc đầu một cái thật mạnh không tợn nhìn vương lâm tiếp tục nghĩ ta không ngốc đâu ngươi cứ tiếp tục mà giả bộ nữa đi ý nghĩ liều mạng lại bị hắn gác lại lại qua một ngày ánh mắt ma đầu này lại ngóng nhìn vương lâm nội tâm lại rụt rịch hắn gầm lên một tiếng lại thầm nhủ liều mạng chết thì hết có vẻ như không phải hắn đang giả bộ liều mạng liều mạng liều mạng hai mắt hắn đỏ ngầu thân hình nhanh chóng lao ra đánh về hướng vương lâm Trận pháp phòng ngự đối với hắn không có tác dụng, bị ma đầu trực tiếp xuyên qua, bổ thẳng vào người vương lâm. Nhưng ngay sau đó, ma đều thảm thiết liên tục kêu lên, thân mình thoát ra những làn khói nhẹ, có dấu hiệu tiêu tán. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, thảm hại nói, biết ngay hắn là một tên giảo hoạt, làm sao có thể không lo lắng bị ta cắn trả khi phóng xuất ta ra được. Hắn lưu lại thần thức trong ta lúc nào? Sau này ta sẽ tồn tại ra sao? À à à ma đầu dậm chân đấm ngực không ngừng kêu lên trải qua việc này ma đầu ngoan ngoãn an phận ngồi ở một góc nhìn vách tường đối diện trong lòng đầy bi phẫn ngày thứ ba vương lâm thanh tĩnh ngồi dậy cười khổ một tiếng hắn biết bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của tam đan hợp nhất mấu chốt là ở chỗ hai viên hàng đan khi dung hợp đã sinh ra của hàng khí có tính hủy diệt hàng khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể nếu không dung hợp sẽ thất bại nhưng nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt Vương Lâm âm tình bất định, trầm mặt suy tư. Căn bản là thân thể hắn không thể chịu đựng được hàng khí nhưng Vương Lâm không giải thích được là những vị tiền bối trước hắn khi tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết làm thế nào để tam đang hợp nhất được. Như tư đồ nam, hắn cũng tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết, vậy hắn thành công như thế nào? Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mà mãi không ra, hơn nữa tư đồ nam cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Làm thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàng khí kinh khủng như thế? Vương Lâm thì thào nói, sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi một đống trong góc. Sau khi thấy Vương Lâm thanh tĩnh, ma đầu này vẫn cẩn thận trộn nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn quét sang, thân mình lập tức trung lên. Hắn vội vàng nói, ta luôn không có điểm lơi lỏng, luôn hộ pháp bên người ngươi vương lâm duỗi bàn tay ra bắt lấy ma đầu ném vào trong kiếm đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo ly khai thạch thất ở ngoài phòng lý mộ uyển vương lâm hướng vào bên trong nhìn lại lý mộ uyển đang đang ngồi dựa vào bàn đá bên cạnh đang lô hơi thở đều đều đang ngủ say mái tóc như tơ lụa của nàng tùy ý xõa xuống mấy sợi tóc vòng qua tai làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào nhưng không phải như đã qua trang điểm mà nhan sắc như vốn có của nó nàng mặc trên người một bộ quần áo màu tím làm tôn lên làn da trắng nõn nà của mình, làm cho người ta không kìm được, tim đập thình thịch. Lúc này bên đang lô thoát lên những đám khí màu trắng nhẹ nhẹ, cảnh tượng này làm cho người ta liên tưởng tới bức tranh tiên nữ. Hơn nữa, gian thạch thất này được lý mộ uyển bố trí tỉ mỉ, nàng treo rất nhiều những cây dây leo màu xanh đậm lên vách tường, không biết là nàng lấy từ nơi nào về. Nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác về một bức tranh động lòng người một cổ dược hương mơ hồ truyền đến vương lâm hít sâu một hơi đầu óc lại thấy thêm thanh tĩnh nhìn một lúc hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt xoay người nhìn về phía thạch thất tiếp theo một nửa thạch thất này gieo trồng rất nhiều dược thảo nửa khác thì để đặt một số tài liệu không phải dùng để luyện đan nửa cái đầu lâu của giao long cũng đặt trong đó thi cốt của giao long rất dài nhất là đầu lâu của nó lại lớn nếu dùng toàn bộ để bố trí cửu ly thi cốt trận thì có chút lãng phí nên vương lâm đã bảo lý mộ uyển giữ lại một ít phân phó xong việc này thì hắn mới bắt đầu tiến hành tam đan hợp nhất nhìn gần nửa đầu lâu này vương lâm trở nên trầm ngâm đầu lâu này lộ ra một cổ tử khí nhìn qua thì không giống xương cốt mà lại giống như một loại tinh thể nào đó chắc đây là do cấu tạo thể chất đặc thù của cơ thể giao long hình thành nên vương lâm quan sát một lúc đột nhiên tâm thần khẽ động, xoay người lại. Lúc sau, Lý Mộ Uyển ánh mắt nhập nhèm, ngáp dài một cái, đi ra thạch thất, kinh ngạc liếc nhìn Vương Lâm, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất. Tâm tình của Lý Mộ Uyển mấy ngày qua chậm rãi biến đổi, nàng thường hay miên man suy nghĩ, sợ Vương Lâm đối với nàng nổi lên thú tính. Dù sao những người tu luyện tử chú thuật thường am hiểu thái bổ nguyên âm. Nhưng sau, nàng phát hiện Vương Lâm gần như luôn bế quan khổ tu. Lý Mộ Uyển trước vẫn cho rằng ca ca Lý Kỳ Khánh của mình đã cực kỳ chăm chỉ tu luyện rồi nhưng sau khi biết Vương Lâm thì hai từ chăm chỉ lập tức được chuyển dành cho Vương Lâm. Dưới con mắt của nàng, Vương Lâm đã có tu vị trúc cơ đại viên mãn, tiến thêm một bước đó là kết đan kỳ. Nhưng Lý Mộ Uyển biết rằng muốn đột phá đến kết đan kỳ đâu phải là chuyện dễ dàng. Ở Hỏa Phần Quốc mấy ngàn năm qua, người kết đan nhanh nhất, 17 tuổi trúc cơ đại viên mãn nhưng cũng phải dùng đến hơn 30 năm sau mới có thể kết đan thành công. Người này chính là thủy tổ của Hỏa Phần Quốc, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đem Hỏa Phần Quốc từ cấp 2 thăng lên cấp 3 tu chân quốc. Nhưng nàng nhìn tướng mạo của Vương Lâm, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Muốn kết đan trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng. Lúc trước Vương Lâm nói rằng sau khi kết đan sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây, đáy lòng nàng cười khổ mãi nàng nghĩ rằng chờ được đối phương kết đang thành công thì đã mấy chục thậm chí mấy trăm năm sau đáy lòng còn đối với vương lâm sinh ra một tia châm chọc tưởng là lưu nhân không bằng nói thẳng ra cứ cố làm ra vẻ huyền bí ngươi luyện công gặp bình cảnh sao lý mộ uyển do dự một chút hai mắt nhìn vương lâm nhẹ nhàng hỏi hồn huyết của nàng bị đối phương nắm giữ nếu đối phương đưa ra yêu cầu gì quá phận nàng không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào Vấn đề này nàng từ lâu luôn tự hỏi bản thân mình. Hôm nay, thấy đối phương nhíu mày, không khỏi nghĩ đến việc tu luyện tử chú thuật thường xuyên cần hấp thu tam khí nếu không công pháp sẽ trì trệ, không tiến được, rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nàng tính toán rằng sau khi trở lại đối phương đã bế quan đến mấy tháng. Mấy tháng này chưa biết mùi đàn bà, chưa giết người, hiện tại có lẽ tử chú thuật đã đến bình cảnh. Vương Lâm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lý Mộ Uyển, Nhìn đối phương gật gật đầu, Lý Mộ Uyển trong lòng rung lên, lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhật Nàng trốn tránh một lúc cuối cùng âm thầm cắn răng nói, "Ngươi, ta chỉ đáp ứng luyện đang cho ngươi. Nếu là ta, ta chết cũng không chấp nhận." Thanh âm của nàng vừa có chút oán giận, vừa có chút trách móc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn qua Lý Mộ Uyển một cái, xoay người nhìn về cái đầu lâu, bình thản nói, "Cái đầu lâu của giao long này sao lại có nhan sắc như thế?" Giao Long toàn thân là kịch độc, xương cốt biến thành màu tím thì có gì lạ đâu." Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hạ giọng nói. "Toàn thân là độc." Vương Lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này. Trong cơ thể của Giao Long khi còn sống chứa đầy kịch độc. Nếu tử vong thì độc tố lại cải biến thân thể, biến thành chí bảo. Trong sách cổ có ghi, giao sanh thân độc, giao tử thân bảo. Cốt tủy của Giao Long là độc nhất, nhưng cũng là tối trân quý nhất. Lý mộ uyển thanh âm ngày càng lạnh, biểu tình dần trở nên bình đạm. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đầu lâu này, cũng không nói câu nào, trên mặt âm tình bất định, trở nên suy tư. Một lúc lâu sau, trong miệng hắn thì thào tự nhủ, một thân đầy chất độc. Kịch độc ẩn chứa trong cơ thể của Giao Long sao tự thân nó lại không bị ảnh hưởng gì. Một tia linh quan đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, Vương Lâm vừa tưởng là đã rõ ràng nhưng không ngờ vẫn mê mang không hiểu. Lý mộ uyển lãnh đạm liếc mắt nhìn sang, thấy mặt mày đang nhăn nhó, lộ ra nét suy tư, không kìm được nói, giao long này khi còn sống trong cơ thể chứa toàn là độc tố, huyết nhục xương cốt, tạng phủ, thậm chí ngay cả nước bọt đều ẩn chưa kịch độc, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi chất độc đó. Ý niệm trong đầu vương lâm lại lóe lên, càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt hắn phát sáng, mày giãn dần ra, cuối cùng bỗng nhiên cười lên sảng khoái. Tay hắn vung lên, đầu lâu của giao long được hắn thu vào trong túi trữ vật. Nếu cơ thể ta không thể chịu được hàng khí thì biến toàn thân chỗ nào cũng là hàng khí, từ đó tự nhiên là có thể chịu đựng được. Vương Lâm thở sâu, xoay người lại nhìn Lý Mộ Uyển, bước nhanh về phía nàng. Lý Mộ Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt, lùi nhanh về vách động, thân hình run rẩy, lộ vẻ sầu thảm, đang muốn tự đoạn tâm mạch. Đột nhiên Vương Lâm nói, ngày ta kết đang thành công sẽ là ngày đưa ngươi trở lại Lạc Hà Môn nói xong hắn không quay đầu lại xoay người đi ra khỏi động phủ ra khỏi đại trận nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả lý mộ uyển hoàn toàn ngây dại trong đầu nang giờ là một mảnh hỗn loạn đủ loại ý niệm tuôn ra như suối chảy cuối cùng ngồi sụp xuống đất bên vách động vương lâm toàn lực triển khai thổ động thuật hướng về phía thi cốc vừa rồi lý mộ uyển nói ra câu đó làm tan đi mây mù trong đầu hắn giờ đây hắn có thập thành nắm chắc có thể làm cho tam đang dung hợp. Hắn đẩy nhanh tốc độ, ba ngày sau đã đến bên ngoài thi cốc, theo con đường đã quen thuộc đi vào một đường đi thẳng từ sơn cốc thứ nhất đến sơn cốc thứ 13. Đứng trước sơn cốc 14, hắn hít thật sâu, kiên định bước vào. Ở trong sơn cốc 14, mặt đất có một tầng băng màu lam, vương lâm dẫm trên mặt đất, một tia hàng khí từ dưới chân truyền lên, tiến vào trong thân thể hắn vương lâm không chút do dẫm chân phải xuống sử dụng thổ độn thuật trầm cả thân mình xuống lòng đất theo cơ thể trầm xuống âm hàng khí càng thêm nồng đậm ước chừng hạ xuống được trăm thước vương lâm không thể không dừng lại thân thể hắn dĩ nhiên đã đông cứng lại với khổng lồ âm hàng khí của nơi này chỉ cho phép hắn xuống đến đây nếu hắn xuống thêm chút nữa thì không chỉ có thân thể cho dù là linh hồn thần thức đều có thể bị đóng băng trong nháy mắt về phần dưới đáy cốc này có gì huyền diệu, Vương Lâm cũng không rảnh đi dò xét. Hắn hết sức bảo trì tim đập, chậm rãi hoạt động thân mình thành tư thế khoanh chân ngồi. Tam đang không dung hợp được thì thề không xuất cốc. Vương Lâm trong lòng tự nhủ, nhắm chặt hai mắt lại. Xuân qua thu đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhán một cái mà đã ba năm trôi qua. Thiên tai của hỏa thú tại hỏa phần quốc buộc tứ cấp tu chân quốc phải phái người đến giải quyết. Cuối cùng ba hóa thần kỳ cao thủ, tiêu hao mất 9 ngày mới hoàn toàn thu phục được tất cả các hỏa thú, đem chúng tế luyện với nhau, luyện ra một trung phẩm linh cấp hỏa thú mang về tứ cấp tu chân quốc. Cấp bậc của linh thú có cách phân chia rất rõ ràng, chia làm 4 giai vị, dị, linh, hoang, tiên. Mỗi giai vị lại chia làm 3 phẩm cấp, hạ, trung, thường. Hỏa linh thủy tổ bị nghịch thiên hạt châu hấp thu, mới chỉ có thể coi như vừa bước vào cấp bậc hoang thú, nếu ứng theo giai vị sắp xếp là thượng phẩm linh cấp đỉnh con cháu của nó đều chỉ là hạ cấp linh gia mà thôi chênh lệch giữa ba cấp thượng trung hạ là rất lớn nếu không phải hỏa linh thủy tổ kia đang trong giai đoạn suy yếu thì căn bản không có khả năng dễ dàng bị thôn vệ như thế phải biết rằng một thượng phẩm linh cấp đỉnh là tương đương với hóa thần đại viên mãn hai phẩm cấp trung hạ tương ứng với nguyên anh đại viên mãn và kết đan đại viên mãn con giao long đã chết kia chính là một con trung phẩm linh thú. Hỏa thú thiên tai mặc dù đã được trừ diệt, nhưng hỏa phần quốc thật sự không thể giải quyết được khô nóng linh khí trong đất nước, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua mà thôi. Dùng thời gian để chậm rãi trung hòa linh khí khô nóng này. Chiến đấu với tuyên vũ quốc thì vẫn tiếp tục nhưng những trận đấu có hơn trăm người tham gia đã rất ít khi phát sinh, chủ yếu là các trận chiến nhỏ của mấy chục người mà thôi. Dần dần, hỏa phần minh vững vàng trạm ổn, chiếm giữ khoảng một phần ba nhưng sau đó cũng không còn lực mà tiến tới đành ổn định dừng lại còn chiến đấu giữa tu sĩ hai nước thì từ sinh tử chiến đã biến thành chiến trường để đệ tử hai nước luyện tập lấy kinh nghiệm chiến đấu những trận chiến trước đây đối với những đệ tử chết trận mà nói là tình huống bất đắc dĩ lại nói sau khi vương lâm trụy hạ dưới trăm trượng của đệ thập tứ cốc hắn như lão tăng ngồi nhập định tim hắn ngày càng đập chậm lại theo đó cực âm hàn khí theo mọi vị trí toàn thân tiến nhập vào cơ thể, khuếch tán đến bên trong cả huyết nhục. Chậm rãi, cực âm khí tích lũy ngày một nhiều. Nửa năm sau, huyết nhục trên thân thể, tứ chi đã biến thành màu lam, có dấu hiệu kết tinh hóa. Trong nửa năm này, tổng số lần tim hắn đập chỉ có 9.837.543 lần, thân thể hắn trầm sâu xuống 180 trượng. Lại qua nửa năm, lục phủ ngũ tạng của thân thể hắn cũng bị cực âm khí xâm nhập hoàn toàn. Huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Hai tay hắn thậm chí đã biến thành tinh thể màu lam, cảm giác như chỉ cần gõ nhẹ đã có thể vỡ vụn. Nửa năm này, số lần tim đập chỉ còn 487.559 lần, thân thể hắn đã trầm xuống 730 trượng. Lại qua nửa năm tiếp theo, tinh thể lan tràn hết tứ chi, toàn bộ chân tay đã có màu lam tinh thể thậm chí xương cốt bên trong cũng đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thân thể hắn cũng bắt đầu dấu hiệu kết tinh. Tim đập đã hạ xuống 3.865 lần, thân hắn trầm xuống 1.460 trượng. Đến nửa năm tiếp, thân thể hắn ngoại trừ đầu ra toàn bộ biến thành lam tinh, tim hắn đã bị đóng băng, không còn đập nữa. Lúc này hắn đã cách mặt đất 3.672 trượng hai năm qua đi, giữa năm thứ ba, đầu của Vương Lâm chậm rãi biến thành lam tinh. Lúc này toàn bộ hơi thở sinh mạng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất, chân chính luyện đạt yêu cầu của Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, Hoàng Tuyền Chi Cảnh. Thân thể hắn trầm xuống đến 7979 trượng, xuất hiện ở một thế giới màu lam, ở đây dày đặc xương cốt to lớn của linh thú. Những linh thú này không biết vì sao mà ở nơi tại cực âm nhưng thân thể của chúng vẫn đang tiêu tan, chỉ lưu lại nơi đây tạo thành cốt hải mà thôi. Vương Lâm ở bên trong cốt hải, lẳng lặng, lặng tĩnh tọa nửa năm hắn dùng một tháng để tim khôi phục đập trở lại, dùng hai tháng để khôi phục thần thức, dùng ba tháng mới cảm ứng được ba viên hàng đan sau khi hàng đan của huyệt tổ khiếu và khí hải chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, hàng khí mang tính hủy diệt lại xuất hiện. tuy nhiên hàng khí lần này không thể so với cực âm khí bên trong cơ thể của vương lâm được, nó quá nhỏ bé không đáng kể, dễ dàng để cho hai hàng đan dung hợp một chỗ, không thể phân ra được nữa, dần ngưng kết thành nhất thể. ngay sau đó hàng đan đã dung hợp tiếp tục tràn xuống huyệt đan điền. Bên ngoài huyệt đan điền có một tấm trắng vô hình, ngăn trở thời gian gần nửa nén nhang, liền lập tức tan rã. Hàng đan trầm xuống, va chạm với đan điền hàng đan, một cổ hàng khí có mật độ cực cao, còn gấp hơn 10 lẫn cổ hàng khí trước đó xuất hiện, nhưng vẫn còn kém hơn mật độ cực âm khí bên trong cơ thể vương lâm một chút. Ba viên hàng đơn hoàn toàn dung hợp, giao hòa cùng một chỗ chẳng qua màu sắc của nó bây giờ không còn là màu vàng mà là màu xanh đậm của tử khí vương lâm không biết vì hắn có nghịch thiên châu cực cảnh linh lực nên tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết cũng có chút khác biệt mức độ khó khăn mà hắn vượt qua chỉ có thể nói là có chút khó khăn mà thôi sở dĩ hoàn tuyền thăng khiếu quyết được coi là pháp quyết có tốc độ kết đan nhanh nhất bởi vì phản lại các pháp môn khác đầu tiên lấy hàng đan dung hợp thành đan phôi lại lấy linh lực trùng kích cuối cùng tiến hóa thành kim đan bước vào kết đan kỳ. Hắn hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ còn phải dùng linh khí trùng kích. Tuy nhiên không thể dễ dàng thành công kết đan kỳ như vậy. Bước cuối cùng này cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Tam đan hợp nhất, một khi đan phôi đã thành thì bước tiếp theo chính là dung hợp với thân thể. Nếu không sinh ra bài xích thì có thể sử dụng linh lực để công kích, thần thức nuôi dưỡng, kết thành kim đan, tiến vào kết đan kỳ. Linh lực tấn công cần thiên ly đang gia tăng xác suất thành công, Vương Lâm bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân thể hắn từ hạ bộ bỗng nhiên xuất hiện một vết rách. Vết rách này càng lúc càng lớn, rồi nhanh chóng trở nên dày đặc toàn thân. Theo từng cử động của thân thể hắn, vết rách này lan ra với tốc độ càng lúc càng nhanh, có mấy chỗ bong ra từng mảng. Vương Lâm chậm rãi đứng lên, toàn thân rung lên mãnh liệt, những vết rách nhỏ như bị trận gió lớn cuốn qua rơi xuống ào ào. Quần áo trên người hắn cũng bong ra, hóa thành cho bụi tiên tan không còn, chỉ để lại giao long nội giáp có chút tàn phá trên người. Vương Lâm lặng lặng đứng tại chỗ, lại nhắm hai mắt. Một lúc sau mở ra, hai đạo hàng mang xuất hiện, hai tay bất giác nắm chặt. Mặc dù tam đang hợp nhất mới chỉ coi như tiếng một chân vào kết đan kỳ nhưng hoàn tuyền thăng khiếu quyết của hắn đã đại thành. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam theo đang phôi tản ra theo kinh mạch chảy xuống đầu ngón tay phải. Lúc này lam hỏa tầm ba tất vô thanh vô tức xuất hiện đầu ngón tay, lặng lẽ thiêu đốt. Nó tản mát ra không phải là nhiệt lượng mà là hàng khí. Đoàn lam sắc băng diễm này chính là tinh túy của hoàng tuyền thăng khiếu quyết hoàng tuyền chi viêm. Hoàng tuyền băng diễm vừa xuất hiện, một tầng tinh thể màu lam rất dày dưới chân vương lâm tản mát ra bạch khí, có dấu hiệu tan ra. Tay phải vương lâm huy động, băng diễm lập tức biến mất, bạch khí cũng tiêu tán. Lúc này lam tinh đã lộ ra một điểm lõm xuống. Quy lực của băng diễm làm vương lâm thất kinh, nhìn qua xung quanh, từ túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo thay vào. Hắn nhìn vào đống xương cốt của linh thú một lúc, rơi vào trầm tư. Một nén nhang sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi trữ vật, đầu của con dao long từ bên trong bay ra. Ánh mắt vương lâm chấp động nhìn cái đầu dao long, hắn sắp tới muốn đến Nam Đẩu Thành để đổi lấy lò luyện đan để khiến cho lý mộ uyển luyện chế thiên ly đan. Tuy ba năm nhoáng cái mà qua nhưng dựa vào một tia liên hệ với hồn huyết, Vương Lâm biết Lý Mộ Uyển cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nhìn thấy vô số thú cốt bị đóng băng xung quanh, ý tưởng của Vương Lâm có chút thay đổi. Luyện khí thuật của Chiến Thần Điện yêu cầu trọng yếu nhất chính là Phiên Ưng Lô. Lần đó sau khi thất bại, trong tay hắn cũng không có thêm đầu của con linh thú nào nữa. Lúc trước hắn để Lý Mộ Uyển giữ lại đầu giao long cũng là tính toán để luyện chế Phiên Ưng Lô, chẳng qua giữa chừng lại vì sự việc Tam đang hợp nhất mà trì hoãn. Hơn nữa tâm lý của Vương Lâm cũng không nắm chắc, nếu thất bại thì phải tìm kiếm linh thú đầu lâu khác để luyện chế, qua lãng phí sức lực. Nhưng hiện tại hắn đã phát hiện ra cốt hải này rồi, ý tưởng đó lại xuất hiện trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu nhớ lại Luyện Khí Ngọc giảng viết về phương pháp chế tác phản ứng lô. Một lúc sau hắn xuất ra Ngọc giảng nhìn lại một lần. Hắn vỗ nhẹ hai tay với nhau, sau đó duỗi ra thì trong lòng bàn tay đã dần xuất hiện ba đường linh tuyến gương mặt vương lâm lộ vẻ ngưng trọng hai tay đồng thời hướng về phía trước vẫy ra linh tuyến lập tức bay lên hai mắt hắn nhìn không chớp hai tay lại tạo thành chữ thập cứ liên hoàn vòng đi vòng lại dần dần linh tuyến trước người ngày càng nhiều càng dày đặc cuối cùng hình thành một đạo linh trù phát ra từng đạo ánh sáng trong suốt làm xong hết thảy vương lâm thở ra một hơi nhẹ nhõm bước đầu tiên kéo tơ làm kén để chế tác viên ưng lô đã hoàn thành Hiện tại cần khảo nghiệm xem lô phôi có thể hay không chịu đựng được linh tơ luyện chế. Hắn điểm vào đầu giao long, linh tơ hóa thành một giải lụa nhanh chóng quấn vào đầu giao long. Vương Lâm gưng thần tĩnh khí quan sát thật kỹ những biến hóa xảy ra. Chỉ thấy linh trù chậm rãi thâm nhập vào bên trong đầu lâu, làm cho màu tím của đầu giao long dần nhạt đi. Nhưng chỉ một lát sau, từ bên trong chiếc đầu lâu giao long đột nhiên phát ra âm thanh ca ca, tiếp theo tại nơi linh trù đang bọc lấy nó xuất hiện các vết rách cuối cùng toàn bộ nó vỡ ra hóa thành các mẫu xương, chỉ để lại linh trù gửa không trung, phát ra từng trận linh lực dao động. Vương Lâm than thầm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ánh mắt hắn đảo qua, nhảy lên giữa không trung, bắt lấy linh trù, nhanh chóng lao vào một chỗ thật nhiều thú cốt. Thú cốt ở đây có cái dài đến năm, 60 trượng, xương cốt tản mát màu trắng xám, đầu lâu của nó cũng rất lớn, so với cái đầu lâu của giao long vừa bị hắn làm hỏng thì cũng tương đương. Trong nháy mắt, linh trù dung nhập đã xuyên qua thú cốt. Vương Lâm ngẩn ra, lại nếm thử một phen, linh trù không bị ngăn trở, xuyên hẳn qua thú cốt. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào thú cốt, ánh mắt lóe lên, thú cốt này bị một tầng băng tuyết màu lâm bao lấy, nhìn qua giống như là thủy tinh. Tay phải hắn xuất ra một trảo, miết trên xương nó, hơi dùng sức, bên trong xương phát ra tiếng ca ca nhưng vẫn không gãy. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vung tay lên, Hoàng Tuyền băng diễm theo ngón tay tràn ra, vừa mới tiến nhập vào trong thú cốt, từng đợt bạch khí đã phát tán ra. Băng diễm tràn đến gần thì bạch khí thoát ra càng nhiều, bao vây lấy màu lam tinh thể. Sau đó chúng nhanh chóng tiêu tan với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng toàn bộ biến mất, lộ ra bạch cốt thú bên trong. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, cầm lấy linh trù ấn xuống phía dưới. Lúc này linh trù đã trực tiếp cuốn lấy đầu lâu nhưng chừng thời gian đốt nửa nén nhang qua đi, màu sắc của thú cốt đã biến đổi ba lần rồi nổ tung, vỡ thành tro tàn. Linh trù thoát ra, sợi tơ cũng ít hơn trước, linh lực cũng dần yếu nhược. Hai hang lông mày của Vương Lâm nhăn lại, chế tác viên ưng lô khó khăn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Người nắm giữ luyện khí thuật của chiến thần điện thật rất ít là bởi vì liên quan trực tiếp đến phiên ưng lô này người bên ngoài chỉ sợ là muốn có một linh thú đầu lâu đã phải là cực kỳ may mắn rồi nhưng chế tác phản ứng lô điều kiện cần là có linh thú đầu lâu điều kiện đủ là phải có đầu lâu cứng rắn của linh thú nếu linh thú chết đã lâu dùng đầu lâu của nó thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi đương nhiên nếu có được hoang thú đầu lâu mặc cho đã chết lâu hay mới tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều bởi vậy khó khăn cũng tăng lên khi giao long vừa chết Vương Lâm tự tin nếu là lập tức luyện chế thì xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút, nhưng lúc ấy tâm tư của hắn lại không đặt vào việc luyện khí, chỉ nghĩ mau chóng kết đan. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Mắt nhìn Cốt Hải vô tận, nơi này có bao nhiêu linh thú xương cốt thì hắn cũng không tính ra được. Ta không tin nhiều như thế này linh thú cốt cũng luyện chế không được một phản ứng lô. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hai tay kết thành chữ thập, luyện ra linh tơ. Sau khi bổ sung vào linh trù lại khống chế nó đặt lên một thú cốt khác. Một nén nhang sau, thú cốt lại vỡ vụn. Liên tiếp như vậy, Chính Vương Lâm cũng không biết được hắn đã phá nát bao nhiêu thú cốt. Chỉ biết rằng hắn đã hơn trăm lần bô sung linh trù. Khuôn mặt hắn càng lúc càng nặng. Cuối cùng, Vương Lâm nhảy lên, đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, sau đó đem linh trù bỏ ra. Linh trù liên hóa thành một trận quyển phong, chuyển động bên ngoài thân thể Vương Lâm hai tay hắn không ngừng kết ấn thành chữ thập vung ra mỗi lần như thế sẽ có một ít linh tơ xuất hiện dung nhập vào bên trong linh trù sau đó theo tốc độ ngày càng nhanh của vương lâm linh tơ dung nhập liên tục vào trong linh trù làm nó nhanh chóng phát triển bên ngoài thân thể hắn linh trù cũng xoay càng lúc càng nhanh hình thành một đại quyển phong vương lâm vẫn không dừng tay sử dụng toàn thân linh lực luyện hóa ra linh tơ sau đó uống vào mấy ngụm linh khí dịch thể lại luyện hóa tiếp. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài thân thể hắn, linh trù quyển phong càng lúc càng lớn, đã khuếch tán đến hơn trăm trượng bên ngoài. Chắc vẫn chưa đủ. Vương Lâm nhìn vào phạm vi của cốt hải, thầm nhũ, lại uống thêm linh dịch, tiếp tục chuyển hóa. Cứ thế, quyển phong đã hóa thành một đại quyển phong rộng ngàn trượng. Vương Lâm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, hai tay nâng lên, thần thức buông ra khống chế linh trù quyển hạ xuống phía dưới cùng lúc đó băng diễm lại tùy ý phóng ra chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm liên tục trong phạm vi nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm thú cốt như thủy triều hất lên tầng tầng tro cốt tro cốt liên miên không dứt không có xương cốt nào có thể chống lại tất cả đều hóa thành tro bụi gia nhập vào trong cốt lãng bên trong đó còn chứa vô số bạch khí theo thời gian tích tụ cực kỳ đồ sộ sau khi bạch khí tán đi trong vòng nghìn trượng trống rỗng không còn vật gì hắn lại cắn răng lấy ra linh dịch lại luyện chế ra nghìn trượng linh trù hướng về một phía khác hướng đến cốt lãng quay cuồng bạch khí lãng đi đồng tử trong mắt vương lâm co lại chỉ thấy một tiểu thú cốt ở trong phạm vi nghìn trượng này vương lâm lộ ra thần sắc vui mừng thân mình trầm xuống lập tức phóng đến bên cạnh tiểu thú cốt ngưng thần nhìn qua đây là một khối thú cốt bình thường nhìn cũng không ra có gì thần kỳ thú cốt này có màu bạc khá tinh tế nhìn qua trông cực kỳ bình thường ánh mắt vương lâm chợt lóe lên tay phải đưa lên linh trù như bị một bàn tay vô hình bắt lấy hướng về tiểu thú đầu lâu hạ xuống màu sắc của đầu lâu này lập tức biến hóa một lần hai lần ba lần sau khi biến đổi đến chín lần đầu lâu rắc một tiếng tách ra khỏi xương sống phiêu phù khỏi mặt đất linh trù đã hoàn toàn dung nhập vào trong nó sau khi biến hóa nhan sắc chín lần nó biến thành dạng một cái bát từng trận linh lực dao động từ bên trong thoát ra. Vương Lam hút đến tay, bắt đầu nhìn kỹ. Luyện khí thuật của chiến thần điện có lai lịch rất thần bí. Nghe đồn là tổ tiên của chiến thần điện cũng là người phát hiện thiên đạo thuật. Hậu nhân sau này tách riêng ra tu luyện, hao phí rất nhiều tâm tư để nghiên cứu luyện khí thuật, lúc này mới chỉnh lý, đem phiên ưng lô trong luyện khí thuật chia làm thập phẩm. Phẩm bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. Phẩm bậc khác nhau thì phương pháp cũng khác nhau. Tại khi chế luyện ra phiên ưng lô thì nhan sắc của nó biến hóa mấy lần là đại biểu cho cấp bậc của nó. Cửu phẩm. Vương Lâm thì thào tự nói, đáy lòng có chút tiếc nuối. Tốn hao nhiều khí lực như thế, lại sử dụng cả thần bí cốt hải này nữa, không ngờ không thể luyện chế ra thập phẩm phiên ưng lô. Tuy nhiên, cửu phẩm còn hơn là không luyện chế ra được. Vương Lâm lại xuất ra luyện khí ngọc giảng ngưng thần xem xét. Vương Lâm cũng không biết dù là điện chủ hiện tại của luyện khí điện thuộc chiến thần điện với tu vị nguyên anh kỳ cũng chỉ có một phiên ưng lô lục cấp mà thôi, còn lại chỉ có thêm vài cái dưới tam phẩm. Sở dĩ cái của Vương Lâm là cử phẩm và vì có liên quan trực tiếp đến thú cốt nhìn như bình thường kia, đó là một khối hoang thú thú cốt cực kỳ hiếm thấy trong cốt hải. Sau khi hoang thú tử vong, xương cốt của nó so với các linh thú khác cũng không có gì khác biệt nếu không phải có nghiên cứu thì không dễ dàng phân biệt được. Tâm thần của Vương Lâm theo Ngọc Giảng thu hồi. Hắn ngưng thần trầm tư một lát, luyện khí thuật của chiến thần điện chú ý ba quá trình. Phân biệt là, điều, dung, hợp. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí, mắt cũng không chớp một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít tài liệu, lần lượt ném vào trong phiên ưng lô. Những tài liệu này đều được ghi trong Ngọc Giảng, Vương Lâm trước đó đã nhớ kỹ cũng chính là tìm thấy trong túi trữ vật, kê huyết thạch dưới sự thúc giục của linh lực đã tạo ra nhiệt độ rất cao. Tử Nguyệt Đằng là một loại thực vật, cùng với thiên cương một dưới sự tác dụng của linh lực sẽ phân giải ra. Thiên cương một, một loại tài liệu có một thuộc tính, có tác dụng ăn mòn. Ba loại tài liệu này, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng trong túi trữ vật hắn vẫn có, đủ dùng cho luyện khí. Khi hắn vẫn chưa có luyện khí ngọc giảng, những tài liệu lấy được từ vực ngoại chiến trường này hắn cũng không biết để làm gì. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu đây là những tài liệu luyện khí cơ bản, cũng hiểu biết thêm một chút về chúng. Đem tử nguyệt đằng ném vào trong phản ứng lô từng đoạn một, hắn đều dùng thú cốt bên trong phá toái, đồng thời sử dụng linh lực thâm nhập, dung hợp vào nó. Theo tử nguyệt đằng cho vào mỗi lúc một nhiều, một cổ niêm trù tử sắc dịch thể dần dần tích lũy ở trong phản ứng lô. Nhìn chầm chầm vào phiên ưng lô, vương lâm lẩm bẩm dường như đang tính toán cái gì đó một lúc sau ánh mắt hắn lóe lên bắn một giọt máu của mình thả vào trong lô trong nháy mắt trong phản ứng lô thoát ra một vài bọt khí vương lâm không chút hoang mang phát ra một chút thần thức ngưng tụ trên phản ứng lô linh lực nhẹ nhàng rót vào trong ngọc giảng đã tỉ mỉ giới thiệu về tác dụng của phiên ưng lô rằng loại thủ pháp luyện khí này là kiếm tổ thiên phong dùng phiên ưng lô làm vật dẫn thông qua nó luyện khí sư có thể khống chế, thay đổi tài liệu bên trong. Vương Lâm thở sâu, do dự một chút nhanh chóng xuất ra thiên cương một, nhẹ nhàng bóp nát rồi thả vào trong phản ứng lô. Tử sắc dịch thể liền thoát ra một đám bọc khí, tản ra một mùi hương gây gây mũi. Sau đó Vương Lâm xuất ra khối kê huyết thạch ném vào trong lô. Làm xong hết thảy, khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng, bấm tay niệm chú, phóng ra vài đạo linh quang, dần cùng dịch thể trong lô ngưng kết thành một thể hình thành một tử sắc viên cầu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay phải vung lên, viên cầu phân làm hai nửa, một nửa nổi lên, một nửa chìm vào trong phản ứng lô. Dưới sự khống chế của Vương Lâm, nửa viên cầu bên trên chậm rãi bay lên cao. Vương Lâm trầm ngâm một lát, đặt hai tay lên mi tâm và ngực, hơi dùng sức, một ngụm tử phủ linh khí trong cơ thể bị bứt ra, bắn vào trong viên cầu. Bước đầu tiên của luyện khí thuật chiến thần điện đến đây coi như hoàn thành. Bước thứ hai là dung. Bước dung này cần có khí phôi. Vương Lâm vỗ vỗ túi trữ vật, đem một loạt thanh phi kiếm to nhỏ phóng ra. Tổng cộng là có 35 thanh, chúng đồng thời lơ lửng ở giữa không trung trong không trung. Vương Lâm chỉ vào một thanh phi kiếm trong số đó, nó lập tức bắn ra, đâm vào viên cầu. Mũi kiếm chậm rãi hoài tan, cuối cùng cả thanh phi kiếm đều bị dung vào. Kế tiếp, 34 thanh phi kiếm dưới sự khống chế của Vương Lâm cũng lần lượt dung vào trong viên cầu. Cuối cùng viên cầu phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Toàn bộ quá trình này tiêu tốn khoảng 2 canh giờ. Trong thời gian này, Vương Lâm vẫn hết sức chăm chú. Lúc này hắn không những không thả lòng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Nhìn chăm chú vào viên cầu, tù túi trữ vật hắn lại đem ra một thanh hắc sắc phi kiếm. Có thể nói thanh phi kiếm này đã luôn cùng chung hoạn nạn với Vương Lâm từ lúc đạt được đã uống máu đằng lệ, rồi cùng hắn quyết chiến quyết minh cốc, đến khi thần thức tan biến bị tư đồ nam mang đi, thân kiếm cũng bị phá toái, chỉ có kiếm linh vì được vương lâm huyết luyện nên mới có thể tồn tại trong thần thức của hắn. Sau đó, vương lâm tìm cho nó một số phôi thể nhưng hiệu quả đều không được tốt. Phôi thể hiện tại của nó, dưới vài lần thuấn di tiến công đã có một chỗ bị lõm xuống, nhìn rất chật vật, sắp chịu không được nữa. Tay phải vương lâm bắt lấy phi kiếm, bàn tay vuốt nhẹ trên thân kiếm. Một tiếng kiếm minh từ trong thân kiếm truyền ra, sau đó một đạo hư ảnh bóng kiếm chậm rãi phiêu khởi trên thân kiếm, lơ lửng trước người vương lâm. Cùng lúc đó, ma đầu ở trong phi kiếm cũng lao ra, phiêu phù một bên, ngơ ngác nhìn bốn phía, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vương lâm thở thật sâu, bàn tay mở ra, viên cầu kia lập tức phi đến. Hắn cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, hư ảnh trên phi kiếm lập tức lao vào trong viên cầu thần thức của Vương Lâm nháy mắt tràn ra, bao lấy viên cầu. Bước cuối cùng của luyện khí thuật hợp đã được hắn bắt đầu triển khai. Thời gian chậm rãi trôi qua, viên cầu chậm rãi bị kéo giãn ra, dần dần động lại. Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm từ bên trong nó phát ra. Một luồng ánh sáng trong suốt phát ra, lưu quan bốn phía thủy tinh phi kiếm, chậm rãi biến ảo trước mặt Vương Lâm. Phi kiếm này vừa hiện, một đạo linh lực lốc xoáy cũng lập tức xuất hiện, bên người vương lâm vòng vo một lúc rồi nhập vào trong phi kiếm nhìn thủy tinh phi kiếm hồi lâu vương lâm lại há miệng ra thủy tinh phi kiếm hóa thành một đạo thủy tinh hào quang bay vào trong miệng hắn ma đầu ngẩn ra xoa tay cười nói này ngươi nuốt nó vào thì ta biết ngủ ở đâu vương lâm ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái hữu thủ vung lên giao long cân từ trong túi trữ vật bay ra hắn hướng về phản ứng lô vẫy tay nửa viên cầu đang chìm trong đó lao ra ánh mắt vương lâm lóe lên long cân lập tức bay vào trong viên cầu sau khi tế luyện viên cầu này ngày càng nhỏ lại cuối cùng hóa thành long cân chẳng qua lúc này long cân đã biến thành kim hoàng sắc vương lâm nhìn ma đầu một cái ma đầu lập tức chui vào trong long cân này tay phải thu lại long cân vương lâm ngưng thần nhìn một chút rồi cất vào trong túi trữ vật hắn ngẩng đầu lên nhìn vách động màu lam tinh tay phải vung lên hoàng tuyền băng diễm xuất hiện, chân hắn đạp mạnh, thân mình nhanh chóng bay đi. Với thế như trẻ tre, từ mấy ngàn trượng dưới lòng đất phóng lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại có lực phá hoại kinh khủng của hoàng tuyền băng diễm, làm cho toàn bộ mặt đất rung động. Một số tu sĩ đang ở trong cốc tìm thú cốt sắc mặt đại biến, kinh hoàng vội bay khỏi nơi này. Mặt đất càng lúc càng chấn động mãnh liệt có mấy tu sĩ tinh mắt lập tức nhìn A à ở phương hướng đệ thập tứ cốc truyền ra một trận nổ vang, một bóng đen bắn lên cao, nháy mắt bay vào mê vụ phía trên, biến mất không thấy. Hồi lâu sau những tu sĩ này vẫn nghi hoặc nhìn về phía đó, đủ loại phán đoán chậm rãi truyền ra. Thậm chí có tin đồn trong thi cốc có một khối vạn năm thi thể. Khối thi thể này lúc đó đột nhiên thức tỉnh mới khiến cho thi cốc kịch liệt rung động. Bóng đen phá không bay lên kia thực chất chính là khối thi thể này đã hóa thành tinh. Sau khi bắn ra, Vương Lâm vẫn không dừng lại, nhanh chóng hướng về phương Nam bay đi. Dựa theo tin tức thu được từ tăng một nhai, Nam Đấu Thành nằm ở phía Nam, cách thi cốc chừng 30 vạn dặm. Vương Lâm biết mình luyện khí đã tiêu hao mất một ít thời gian, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm đó là nhanh chóng kiếm được lò luyện đan để nhanh luyện chế thiên ly đan. Hai ngày hai đêm sau, trong ánh mắt của Vương Lâm xuất hiện một tòa thành trì thật lớn màu đen. Tòa thành này rất lớn, từ xa nhìn lại cũng không thể thấy hết giới hạn. Đây là Nam Đẩu Thành, một trong 998 tòa thành lớn của Tu Ma Hải. Sở dĩ nó có tên là Nam Đẩu Thành là vì chủ thành tên là Nam Đẩu, có tu vị nguyên anh kỳ, dưới trướng cao thủ vô số. Có thể nói hắn là nhất phương bá chủ. Trên cơ bản, trong Tu Ma Hải nội, nếu có được một tòa thành tức là đại biểu cho một thân phận nhất định. Thành chủ chắc chắn là một nhân vật hiển hách. Dưới thành chủ có nhiều môn phái lớn nho. Những môn phái này có thực lực không đồng nhất nhưng đều kém xa uy nghiêm của thành chủ. Cũng may là nam đẩu thành chủ từ 500 năm trước đã mất tích, trong phạm vi trăm vạn giảm giống như quần long vô chủ, khiến cho các môn phái lớn nhỏ có điều kiện phát triển, nên mới có thể hình thành nên những môn phái lớn như đấu tà phái. Nam Đẩu Thành trở thành một thành vô chủ trong Tu Ma Hải, bị mấy môn phái lớn cùng nhau quản lý. Tuy nhiên, Nam Đẩu Thành thuộc một vùng hẻo lánh, tài nguyên càng cỗi, linh mạch khuyết thiếu nằm ở rìa của Tu Ma Hải. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thường sẽ không đến những nơi này. Do đó đây là nơi không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong vòng trăm vạn dặm xung quanh. Còn Kết Đan tu sĩ thì nơi này có rất nhiều. Từng có người đoán rằng nếu nơi này có thể xuất hiện một vị nguyên anh kỳ thì đương nhiên sẽ trở thành chủ nhân mới của Nam đậu Thành. Trong 500 năm qua, nơi này cũng không phải không có nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chiếm cứ. Nhưng được một thời gian thì không chịu được cảnh linh khí thiếu thốn và hoàn cảnh cằn cỗi nơi này mà buông tha rời đi. Dần dần, nơi này cũng không có nguyên anh kỳ lai vãng đến. Dù sao Tu Ma Hải có đến gần một ngàn thành trì, làm sao mà phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Nam đậu Thành này lúc này đây nam đẩu thành bị tru thiên giáo diệt hồn môn cùng với thiên nhất đạo giáo liên hợp quản lý đấu tà phái dù có tư cách nhập chủ nhưng dưới sự liên hợp của ba nhà cũng khiến môn phái này không thể tiến vào nửa bước dù sao tam phái quản lý và tứ phái quản lý cũng có sự khác biệt rất lớn cũng không ai thiển cận ngồi nhìn đấu tà phái tiêu diệt một môn phái khác để thế chỗ ở điểm này ba phái kia vẫn luôn thống nhất với nhau sau khi giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch để có được lệnh bài nhập thành, Vương Lâm vội vàng đi vào Nam Đẩu Thành. Mục tiêu của hắn là luyện khí cắt ở Thành Đông. Luyện khí cắt có 3 tầng, theo mỗi tầng tăng lên, pháp bảo càng trân quý thêm mấy phần. Khi Vương Lâm đến nơi này, tầng 1 có 7-8 tu sĩ đang cùng mấy tên tiểu nhị cò kè mặt cả. Vương Lâm trước khi tiến vào thì lấy từ trong người ra một chiếc khăn đen dùng để che mặt. Khi vào bên trong hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, tầng một lấy kiếm làm pháp bảo chính, đa số không phải là kiếm tầm thường, chúng đều được đặt trong những hộp nhung. Hai bên của hộp nhung đều có phong ấn, để ngăn kiếm khí thoát ra ngoài. Ngoài ra, ở giữa của tầng một, còn có một cột bằng thủy tinh hình trụ. Bên trong xếp ba thanh phi kiếm theo hình tam giác. Mũi kiếm hướng lên trên và lay động. Ba thanh kiếm này phát ra ánh sáng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy Vương Lâm đang chăm chú nhìn vào chiếc trụ thủy tinh một tên tiểu nhị đi tới, hắn khoảng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt rất thông minh, hắn đi đi lại lại như muốn tìm hiểu Vương Lâm. Dùng khăn che kín mặt, đây là một điều bình thường. Nhiều khách nhân luôn không muốn người khác nhìn thấy diện mạo thật của mình, nên mới ăn mặc như vậy. Về tu vi của đối phương luyện khí tông có phương pháp để nhận biết, nhưng hắn càng xem trong lòng càng thấy cổ quái. Hắn dùng bí thuật để dò xét thì thấy tu vi của đối phương lúc là kết đan kỳ, khi lại thấy là trúc cơ hậu kỳ viên mãn. Tên tiểu nhị này trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng bên ngoài tỏ ra bình thường, không có gì khác lạ. Hắn nói một cách lễ phép, "Tiền bối, thích thanh phi kiếm nào?" Vương Lâm không nhìn nữa, quay lại quan sát tiểu nhị. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấu hiểu hắn tu luyện được ngưng khí kỳ. Hắn thấn sắc bình thản nói, "Quý các có bán lò luyện đan không?" Tiểu nhị mỉm cười gật đầu, nói, "Tiền bối Nhìn khắp cả thành Nam đấu này nếu bán lò luyện đơn thì chỉ có mỗi nhà chúng tôi. Loại vật dụng này không phải ai cũng có thể mua được. Nếu như tiền bối cần thì xin hãy theo tại hạ lên tầng 2. Vương Lâm bình thản, cất bước theo hắn lên tầng 2. Tiểu Nhị đi trước vài bước, vừa đi vừa chỉ dẫn. Khi bước lên cầu thang. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chết sang một đạo sĩ đang mặc cả ở dưới tầng 1. Trầm ngâm một lúc, rồi bước lên lầu khi lên đến tầng 2, tiểu nhị đi về phía một người trung niên đang ngồi trên ghế mây ở bên phải của căn phòng nói thầm với người này mấy câu sau đó đi xuống lầu người kia mặt nhẵn không có một sợi râu nào hai mắt sáng như sao thỉnh thoảng đảo qua đảo lại hắn đứng bật dậy nói ngài muốn loại lò luyện đang như thế nào xin hãy nói vương lâm thầm đánh giá tu vi của hắn thì thấy đây là trúc cơ đại viên mãn trong lòng thầm nhũ luyện khí cắt phân làm ba tầng tầng thứ nhất là ngưng khí kỳ tầng thứ hai là trúc cơ kỳ tầng thứ ba chẳng phải là sẽ có kết đan kỳ trấn thủ sao hắn bình thản nói có thể mang ra đây cho tại hạ xem qua được không người kia cười ha ha chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói xin mời ngồi tại hạ sẽ đi lấy cho ngài xem hắn liền rót một ly trà đặt lên bàn rồi sau đó đi vào sau tường giơ tay lên vỗ vào vách tường ba cái Tiếp theo đó từ bên trong xuất hiện ba mỹ nữ mặt cung sa đi ra, trên tay mỗi người đều bưng một chiếc mâm bằng bạch ngọc. Bên trên mỗi chiếc mâm phân biệt đều có một chiếc hộp gỗ hình vuông. Ba chiếc hộp này kích thước như nhau, nhưng trên mặt có vẻ những hoa văn khác nhau, hơn nữa ở bên ngoài ba hộp gỗ đều được dán những phong ấn khác nhau. Ba thiếu nữ lần lượt đi đến trước mặt Vương Lâm, ánh mắt nhìn vào hắn, không ngừng nhìn vào chiếc áo choàng đen của hắn. Người trung niên kia cầm lấy một chiếc hộp, đặt lên bàn. Nói, các hạ, đây là đan lô do thanh cương nham cùng huyền vũ tinh ở sâu trong tu ma hải dung hợp lại tạo thành, chiếc đan lô này phải luyện chế mất 7749 49 tháng mới chế ra được. Hàng tam phẩm. Nói xong, hắn mở chiếc hộp gỗ ra, chiếc hộp mở ra để lộ ra bên trong vô số lò luyện đơn to nhỏ khác nhau. Vương Lâm bình thản lúc đầu khi Lý Mộ Uyển nhắc đến lò luyện đan. Đã từng nói đến, Chiếc lò luyện đan mà cô mang theo chỉ là hàng nhị phẩm, chỉ khi đạt được hàng tứ phẩm mới có thể đảm bảo không xuất hiện biến cố lớn khi luyện thiên ly đan. Nhìn qua một cái, Vương Lâm không nói không rằng. Người trung niên kia cười, khẽ vẫy tay một cái, những chiếc hộp gỗ trên bàn lập tức biến mất, quay trở lại chiếc đĩa bạc trên tay ba thiếu nữ. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV lướt qua người thiếu nữ thứ hai. Với tay nắm lấy chiếc hộp trong tay người thiếu nữ thứ ba, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cười nói, đạo hữu chắc muốn chế trân phẩm đang dược. Đây là do 99 hạ phẩm nội đang linh thú mà luyện chế ra bách thú linh lô. Dùng nó để chế tạo sẽ có một tỷ lệ lớn để hấp thu đan khí của linh thú làm tăng phẩm chất của đan dược. Nói rồi, hắn liền mở hộp gỗ ở bên trong đặt một chiếc đan lô đỏ như máu, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bên ngoài lò luyện đang có khắc 99 bộ mặt dữ tợn của linh thú những con linh thú này trông sống động như thật từ trên đó toát ra một tia linh khí yếu nhược đang lô bị phong ấn mà còn có thể toát ra được linh khí nếu mở phong ấn ra thì chỉ sợ linh khí lập tức sẽ tràn ngập xung quanh chiếc bách thú linh lô này giả làm vương lâm động tâm chẳng qua bên ngoài mặt hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa người trung niên sờ sờ lên chiếc hộp nói đạo hữu hẳn là biết loại hạ phẩm linh thú kia tương đương kết đan kỳ rồi tại hạ cũng phải tốn hao rất nhiều tinh lực và thời gian mới có thể thành công luyện chế ra được. Chiếc bách thú linh lô này phẩm chất đạt tới ngũ phẩm. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói, giá bao nhiêu? Người trung niên kia mỉm cười, nói, thượng phẩm linh thạch 10 vạn khối. Đây là giá chuẩn, hoặc các hạ có thể đổi một báo vật gì ngang giá cũng được. Nghe đối phương báo giá, cho dù Vương Lâm đã tính toán từ trước, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống. Chiếc lò luyện đan này quá đắt. Chẳng trách trưởng phái đấu tà phái mất nửa số linh thạch của môn phái mới mua được một chiếc. Người trung niên kia vẫn cười, bình tĩnh, nhẹ nhàng rót thêm một chén trà. Uống một ngụm rồi nói, đạo hữu, chiếc bách thú linh lô này rất đắt, hay là các hạ đổi cái khác. Chiếc đan lô lúc trước giá mặc dù cũng là 10 vạn linh thạch, nhưng là trung phẩm linh thạch, chỉ bằng một vạn viên thượng phẩm linh thạch mà thôi. Vương Lâm liếc nhìn người trung niên kia, vỗ vào túi bảo vật, một khối da của giao long lập tức bay ra, rồi nằm yên trên bàn. giao long bì giáp người trung niên kia nói với giọng có phần kinh ngạc cầm lên nhìn chầm chầm vào đó một lúc, rồi đặt sang một bên trầm ngâm một lúc ngẩng đầu lên nói là trung phẩm linh thú giao long bì giáp loại này các hạ có bao nhiêu vương lâm bình thản không trả lời mà hỏi lại bao nhiêu thì có thể đổi chiếc bách thú đan lô này người trung niên cúi đầu tính toán một lúc ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nói, nếu như dài trên một nghìn trượng, thì một chiếc dao long bì giáp có thể đổi được. Vương Lâm không nói gì. Lại vỗ vào túi bảo vật, dao long bì giáp lập tức chất đống trước mặt người trung niên kia. Vương Lâm không thêm nhìn lại đã liền cầm lấy chiếc hộp đựng bách thú linh lô, rồi chạy thẳng xuống lầu. Người trung niên hô hấp có chút dồn dập, nhìn chầm chầm vào dao long bì giáp, nhìn qua thì biết đây không phải là một đoạn hoàn chỉnh, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đây là một đoạn gia của trung phẩm linh thú Giao Long A, phải biết rằng trung phẩm linh thú tương đương với Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Linh thú cấp bậc này cho dù là ở Tu Ma Hải cũng là bá chủ một phương. Người trung niên mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng nhiều nhất chỉ nhìn thấy một ít trung phẩm linh thú bị giáp mà thôi. Còn về những bị giáp có độ dài lớn thì ngoại trừ của hạ phẩm linh thú thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy ở trung phẩm linh thú. Đến khi ngẩng đầu lên thì Vương Lâm đã mang luyện giang lô cất vào trung túi trữ vật, vội vàng chạy xuống cầu thang. Báo vật không được lộ ra, Vương Lâm biết rõ đạo lý này, do vậy hắn mới hóa trang che kín mặt, nhưng dù đã làm như vậy hắn vẫn không yên tâm. Hắn biết mình không hiểu biết nhiều về giao long bị giáp như đối phương, nhưng cũng biết đây là bảo bối khó kiếm. Chỉ cần đối phương nổi lòng tham, nghĩ đến những bảo bối khác từ trên cơ thể con giao long, thì mọi việc sẽ phức tạp vô cùng nếu như không phải vì bất đắc dĩ thì Vương Lâm không bao giờ mang dao Long Bì Giáp ra đổi. Một là giá của lò luyện đang quá cao, trong túi của hắn ngoài hồ lô đựng chất lỏng linh khí ra cũng chỉ có dao Long Bì Giáp là có thể đổi được. So đi tính lại, nếu như đưa ra hồ lô đựng chất lỏng linh khí thì đấy lại càng là vật phẩm nghịch thiên, e rằng hậu họa càng lớn. So đi tính lại, hắn dứt khoát mang dao Long Bì Giáp ra đổi, đổi xong lập tức đi ngay rời khỏi luyện khí cắt vương lâm lạnh lùng nhìn về phía đối diện lúc trước khi đi lên lầu hắn đã lưu lại trên cơ thể đối phương một tia thần thức bây giờ đi ra liền cảm nhận đối phương đang ở nhà trò đối diện nhà trọ phía đối diện có không ít khách bên cạnh người nọ còn có ba kết đan kỳ tu sĩ vương lâm trầm ngâm một lúc không phá hủy thần thức trên người đối phương mà bước vòng qua mấy ngõ nhỏ dùng thổ động thuật nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên mà vương lâm vẫn chưa biến xuống dưới đất cả nam đấu thành như bị bao phủ bởi một loại cấm chế bao phủ, nó làm ảnh hưởng đến độn thổ chi thuật. Vương Lâm trao mày, nhanh chóng bay người lên, bay ra phía cửa thành. Khi hắn bay ra không được bao lâu. Một tư sĩ vừa gầy vừa đen, xuất hiện ngay ở chỗ Vương Lâm vừa thi triển thổ độn thuật, y nhìn về phía Vương Lâm đang bay đi, ánh má lộ ra vẻ tham lam. Vị tu sĩ này, chính là một trong số khách hàng ngã giá ở tầng 1 khi Vương Lâm bước vào. Người này tên là Vệ Tam, là do đấu tà phái cử đến Nam Đấu Thành để thu nạp đệ tử. Khi y nhìn thấy Vương Lâm đi lên tầng 2, tổng lòng không yên, giả vờ lơ đảng quan sát mấy lượt, rời khỏi luyện khí cát, y tìm một chỗ trong quán trọ để theo dõi. Không những vậy còn truyền tin cho một vài đồng môn đang thu mua ở Nam Đấu Thành. Đợi một lúc sau, mới nhìn thấy Vương Lâm đi xuống. Hắn dự tính thời gian, nhất định Vương Lâm sẽ đổi một bảo bối quý do vậy có ý xấu. Nhưng chẳng qua hắn không nhìn rõ tu vi của đối phương, hắn đoán có thể là kết đan kỳ tu sĩ. Khi hắn gọi được đồng môn tới, hắn không ngờ có đến ba môn phái trưởng lão cũng đến. Vui mừng quá đổi, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Bên cạnh hắn, lần lượt xuất hiện mấy chục người, những người này đẳng cấp khá giống nhau đều là trúc cơ kỳ. Nhưng trong số những người này, có ba người ở phía sau màn che thì lại khác ba người này đúng là ba kết đan kỳ tu sĩ khiến cho vương lâm phải có chút e dè trưởng lão không ngờ ba vị lại đến nam đấu thành tôi có thể chắc chắn trên người đối phương có bảo bối vệ tam quay người lại khúng núng người nói vệ tam ngươi nói láo ta còn nghĩ là một tu sĩ kết đan kỳ hừ rõ ràng là một giả đan tu sĩ thì làm gì có bảo bối đợi lâu như vậy thật là mất thời gian một người trong số đó có vẻ bực tức nói ngươi chết tiệt một người ở phía sau màn che trầm giọng nói cùng lúc đó từ bên trong màn sương chìa ra một bàn tay khô mang theo một chút hắc khí chụp về phía vệ tam sắc mặt vệ tam lập tức tái nhợt thân hình thủ phục trên mặt đất run rẩy nói đệ tử những câu nói của đệ tử là thật ngoại trừ tu vi của hắn ta phỏng đoán có chút sai lầm đệ tử quá sợ hãi nên lời nói của hắn có chút lộn xộn bốn phía hắn là những đồng môn trong đấu tà phái cả đám đều không có biểu tình thậm chí còn có một số tên cười trên sự đau khổ của người khác trong lòng vệ tam thấy hàng ý càng mạnh nhìn thấy cánh tay khô kia sắp hạ xuống trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng lập tức lớn tiếng nói ta ta nhớ ra rồi hắn hỏi người trong luyện khí cắt ở đây có bán ngũ phẩm đang lô trở lên không thật ra vệ tam cũng không nghe rõ lời nói này Hắn bây giờ do bị uy hiếp tới tính mạng, dưới tình huống cấp bách lập tức nói lung tung. Nói, chính hắn cũng có chút không tin, nói không chừng đối phương quả thật là muốn mua lò luyện đan. Cánh tay khô gèn lại một chút, âm thanh âm u lại truyền đến, lò luyện đan sao? Vệ tam, ngươi cũng biết rõ hậu quả khi gạt ta rồi chứ. Vệ tam cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nói, đệ tử có thể lấy tính mạng để đảm bảo. Hắn trong lòng cười khổ, thầm nghĩ chính mình nếu không nói như vậy, bây giờ sẽ chết, không bằng đánh cuộc một lần. Nếu như thua, thì đúng là xui xẻo. Nhưng nếu thắng, sẽ duy trì được tính mạng. Mặc kệ hắn nói là thật hay giả, đi xem thì không phải biết rồi sao. Vị trưởng lão thứ ba từ đầu đến cuối không nói câu nào, lúc này giọng nói lại giống như chuông, ầm ầm truyền đến. Lời này vừa nói ra, ba người không hề do dự, lập tức bay lên, nhanh chóng lướt về phía Vương Lâm vừa bay đi. Những đệ tử ở phía sau vội vàng đuổi theo sát nút. Vệ Tam xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm mắng nhưng cũng bay theo phía sau. Ba người trưởng lão của Đấu Tà phái, vốn là đại biểu của Đấu Tà phái đến Nam Đấu Thành có chuyện quan trọng muốn thương lượng trưởng giáo của Tam phái. Lúc này khi chuyện đã xong xuôi, đệ tử của Tam phái kia cũng nhận được mệnh lệnh, không được ngăn cản ba người. Cho nên dọc theo đường đi đấu tà phái người tuy đông khí thế như chẻ tre nhanh chóng đuổi theo còn vương lâm mỗi khi bay một đoạn đều có người kiểm tra sau khi cẩn thận kiểm tra lộ bài mới cho đi qua sau vài lần vương lâm trong lòng mất kiên nhẫn hơn nữa phát hiện ở phía sau có người truy đuổi mới dứt khoát không thèm dừng lại một đường đánh đấm lung tung nhanh chóng lao đi rất nhanh hắn đã đi đến cửa thành trong nháy mắt liền xông ra ngoài không lâu sau tất cả người của đấu tà phái đuổi đến, lóe lên mà lao qua. Khi bọn họ rời khỏi, đệ tử của Tam phái trong Nam đấu thành xuất hiện trên cửa thành. Bọn họ vừa rồi mới nhận được mệnh lệnh, nếu như đối phương đánh nhau ở bên trong thành, vậy thì nhanh chóng đuổi ra. Còn nếu như đối phương rời khỏi thành, lại không được ngăn cản, cũng không tương trợ. Vương Lâm ra khỏi Nam đấu thành, chân đạp một cái, cơ thể lập tức chui vào trong lòng đất, thổ động thuật nhất thời được phát động nhanh chóng bỏ chạy. Ba người tu sĩ kết đan kỳ trong khi truy đuổi, một người trong đó khẽ a lên một tiếng, tay phải phất lên, một mặt cổ kính xuất hiện trên lòng bàn tay. Hắn hà mồm phun ra một ngụm linh khí, linh khí thổi lên trên cổ kính lập tức cuồn cuộn bay ra bốn phía. Bên trong cổ kính ánh sáng lấp lánh, hóa thành một đạo cầu vòng nhanh chóng bay ra từ trong tay của tu sĩ. Sau khi xoay vài vòng ở trên không trung, từ bên trong cái kính đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, hướng về một vị trí khá xa đồng thời ánh sáng cũng nhanh chóng được chuyển dời về phía đó ba người cười khẩy bay theo ánh sáng của kính đệ tử của đấu tà phái cả đám cũng hết sức hưng phấn loại cảm giác cùng đi theo trưởng lão của môn phái truy sát con mồi làm cho họ cảm thấy có sự kích thích lớn vương lâm nhíu mày trong lòng hừ lạnh thần thức đặt ở bên trong cơ thể của vệ tam lập tức nổ tung ra chỉ thấy vệ tam ở bên trong đám đệ tử của đấu tà phái đột nhiên kêu thảm một tiếng miệng phun ra máu tươi cơ thể ngã ngược ra từ trên phi kiếm rơi xuống dưới đồng môn ở bên cạnh hắn cả đám trở nên cực kỳ hoảng sợ tốc độ của vương lâm cũng không giảm mà tiếp tục bỏ chạy nhưng thần thức lại lan ra ngưng tụ lại ở trên người một địch nhân lòng khẽ động lại một người đệ tử của đấu tà phái kêu thảm lên rồi rơi xuống vì vậy những đệ tử của đấu tà phái tham gia truy kích không tự chủ được mà phải tới tấp ngừng lại không dám tiếp tục tiến lên chỉ riêng ba người tu sĩ kết đan kỳ chẳng thèm có chút để ý nhìn chằm chằm vào chỗ trên cái gương mà đuổi theo bàn tay của một người tu sĩ trong đó vung lên một con dấu màu đen cực lớn từ trong tay áo bay ra nó ở trên không xoay chuyển vài vòng rồi hóa thành những cơn gió lớn theo ngón tay của tu sĩ đang cười nhạt đó mà ầm ầm nện xuống đất trong nháy mắt khi nó nện xuống đất cơ thể của vương lâm trong lòng đất lập tức xoay chuyển tránh qua nụ cười của tên tu sĩ kia lại càng lạnh liên tục khua tay luồng gió lại liên tục nện xuống mạnh mẽ trong những tiếng ầm ầm liên tiếp một đạo thân ảnh màu đen từ trong mặt đất bay ra rồi quay đầu lại lạnh lùng nhìn ba người kia một cái nhanh chóng bay đi giao ra những pháp bảo đã mua ở bên trong luyện khí cắt nếu không chết tên tu sĩ ném ra cổ kính hai mắt như điện quá lớn lên. Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên trước mặt xuất hiện từng đợt ánh sáng chói mắt, một đạo kiếm khí rất mạnh, mạnh mẽ đâm tới. Hắn hoảng hốt, cơ thể hắn giống như có một cái gì cứng rắn đâm từ bên trái qua vài tấc, ngay sau đó ngực hắn đau lên, cảm thấy có một cái gì đó đâm vào bên trong, lại chui ra ở phía sau lưng, một nguồn máu tươi trong miệng lập tức phun ra. Đây là phi kiếm gì? Sắc mặt hắn tái nhợt, lộ ra vẻ nghĩ lại mà vẫn còn phát sợ vừa rồi nếu hắn không phải chạy nhanh sợ rằng ngày hôm nay đã bỏ mạng ở đây rồi vương lâm thầm thang đáng tiếc tay phải vung lên cây phi kiếm thủy tinh lấp lánh xuất hiện trong tay hắn hai người tu sĩ kết đan còn lại trên mặt đều lộ vẻ kinh hoàng không nói nhiều mà liên tục thi triển ra vài cái pháp bảo phòng ngự lúc này ánh mắt mới lấp lánh nhìn chằm chằm vào vương lâm cúc ánh mắt vương lâm lạnh lẽo sau khi nói một chữ tiếp tục bay nhanh về phía trước ba người tu sĩ kết đan kỳ đưa mắt nhìn nhau cuối cùng ánh mắt đồng loạt nhìn cây phi kiếm đang bay lượn bên cạnh vương lâm trong mắt ánh lên vẻ tham lam phi kiếm sắc bén như vậy có thể nói rất hiếm có trên thế gian ba người không nói nhiều lại tiến hành truy đuổi tên tu sĩ bị thương kia trong khi truy kích liên tục ném ra rất nhiều kiện pháp bảo phòng ngự đem bốn phía chung quanh cơ thể mình mà phòng ngự không có một khe hở lúc này mới thở vào nhẹ nhõm rồi lại liên tục nhai vài miếng đan dược, sau đó nhai nhổ ra, bôi lên trên vết thương. Tiếp đó hắn do dự một chút, lấy ra ngọc giảng, sau khi đặt lên trán rồi trải ra, ngọc giảng lập tức lấp lánh vài cái, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thần thức vương lâm đảo qua, phát hiện ba tên này vẫn còn truy kích, đáy lòng không khỏi cười nhạt. Ý nghĩ của ba tên này chính là giết người đoạt bảo. Có thể để cho ba tên tu sĩ kết đang truy sát, đối với Vương Lâm bây giờ chỉ là chuyện bình thường. Nếu như là một người, thì hắn cũng có sức để liều mạng, nhưng đối phương là ba người, tuy đều là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng không thể kinh thường. Tuy nhiên một khi hắn kết đan thành công, thì giết ba tên này, đơn giản giống như bóp nát một con kiến vậy. Dưới sự truy kích của ba người, Vương Lâm chạy trốn một ngày một đêm, trong khoảng thời gian đó đối phương đánh ra vô số pháp bảo. Dần dần, tâm sức của Vương Lâm cũng không đủ, khi kiếm thủy tinh sau một lần đánh lén nếu tiếp tục sử dụng khi đối phương đã có phòng ngự thì sẽ không có hiệu quả ánh mắt vương lâm càng ngày càng lạnh thần thức của hắn nhìn chằm chằm vào ba người cực cảnh lập tức đánh ra như chớp giật trước mắt ba tên tu sĩ kết đang lập tức có hồng quang lóe lên trong đầu giống như bị một cây búa lớn hung hăng đập vào ngay lập tức máu từ trong miệng mũi chảy ra sau khi cơ thể có chút lung lay trong mắt cả đám lộ ra vẻ hoảng sợ và ngưng trọng trước nay chưa từng có tên tu sĩ đã bị thương lúc trước lại càng điên cuồng phun ra một nguồn máu tươi lớn hai mắt đỏ hồng trên mặt lộ ra vẻ đau đớn nếu không phải ở bên cạnh có người giữ lại được chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi phi kiếm hắn tuyệt đối không phải đơn giản là trúc cơ kỳ phải là loại chỉ còn kém một chút thì có thể trở thành tu sĩ kết đan kỳ hắn thở sâu cố gắng áp chế thần thức đang rung động mạnh rồi nói với hai người bên cạnh phải giết chết hắn nếu không với bản lĩnh của tên này một khi hắn kết đan thành công ba người chúng ta chắc chắn sẽ chết ta đã thông báo cho trưởng giáo sẽ nhanh chóng có người đến chi viện thôi vương lâm cho mày cực cảnh thần thức chịu ảnh hưởng của tu vi vốn là đối với kết đan kỳ thì không hiệu quả nhưng bây giờ hoàng tuyền thăng khiếu quyết ở bên trong cơ thể đã đại thành tam đang hợp nhất tạo thành đan phôi đã sinh ra một tia hiệu quả nhưng cũng chỉ có thể đã thương chứ không thể giết được bọn chúng thương thế này thoạt nhìn thì rất nặng nhưng đối với tu sĩ kết đan mà nói, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, thì có thể hồi phục. Nếu như đối phương chỉ có một người, mượn toàn lực của ma đầu, giết chết một người cũng không ngại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể chạy. Trong lòng vương lâm thầm than, nhanh chóng bay về phía trước. Sau 8 canh giờ, sắc trời dần tối, cực cảnh thần thức của vương lâm đã sử dụng mấy lần, mỗi lần sử dụng chỉ có thể trì hoãn được một chút. Thần thức của hắn quét mạnh qua khoảng không, đột nhiên ngừng cơ thể xoay người lại nhìn quân địch đã đuổi theo mình hai ngày một đêm ba người cũng mệt mỏi không chịu nổi nhưng lại không thể không đuổi theo bằng không thì một ngày nào đó đối phương kết đan ba người bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn lúc này đột nhiên nhìn thấy vương lâm dừng lại ba người đều có chút nghi ngờ trong lòng đúng lúc này chỉ thấy tay phải của vương lâm duỗi lên cao giống như chống trời vậy trong mắt lấp lánh hàng quang tóc bay theo gió quần áo trên người lại càng phát ra âm thanh phần phật phi kiếm thủy tinh ở dưới chân hắn lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo rất nhanh một tia lam sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên tay phải của hắn ngọn lửa này vừa xuất hiện bầu không khí ở bốn phía lập tức trở nên lạnh lẽo ngoại trừ cực cảnh thần thức là đòn sát thủ của vương lâm ra thì lam sắc hỏa diễm này cũng được tính đến nếu cực cảnh thần thức còn có thể sử dụng thì lam sắc hỏa diễm này hắn cũng chẳng muốn dùng khi còn ở bên trong sơn cốc thứ 14, Vương Lâm phát hiện hỏa diễm này sau mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một lần. Nhưng bây giờ đối phương đã từng bước áp sát, không để cho hắn băng khoăn thêm nữa. Ngọn lửa băng vừa hiện ra, ba người tu sĩ kết đang sắc mặt có biến đổi lớn, không đợi bọn họ có hành động, tay phải của Vương Lâm đã được huy động, ngọn lửa băng lớn bằng nắm tay, được thổi từ từ về phía bọn họ. Nhìn tốc độ có vẻ chậm, nhưng thật sự lại rất nhanh, những ngọn gió từ bốn phía trên không trung thổi tới, lập tức trở thành gió băng, giống như một con dao nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ lại trở thành vật thể, bay về phía ba tên kia. Ba tên kia không chút do dự, lập tức phân tán ra bốn phía, nhưng tốc độ của ngọn lửa băng đột nhiên tăng mạnh, lấy một góc độ khó tin, nhiều lần đánh lên cánh tay của tu sĩ bị thương kia. Trong nháy mắt, tên tu sĩ kia thậm chí kêu cũng chẳng kịp, cả người đều bị ngọn lam sắc hỏa diễm bao phủ, Khoảnh khắc đã tiêu tan chẳng còn gì. Ngọn lửa băng mỏng manh vẫn tiếp tục bay về phía một người tu sĩ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng sấm nổ, ngay sau đó bảy tám đạo cầu vòng phá không bay đến. Vương Lâm biến sắc, tay phải hóa thành trảo, ngọn lửa băng lập tức được thu vào bên trong cơ thể, không nói nhiều lại quay đầu bỏ chạy. Lúc này, hắn xuất linh lực ra 100%, bất chấp mọi thứ mà liều mạng bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, thần thức của Vương Lâm quét qua nhìn ngọn lửa băng ở bên trong đan phôi, màu sắc của nó lúc này đã nhạt hơn trước. Ngọn lửa băng này bắt nguồn từ đan phôi, nếu như dùng nhiều lần, trước khi kết đan, tất nhiên sẽ tạo nên ảnh hưởng đến đan phôi, thậm chí cuối cùng còn ảnh hưởng đến xác suất thành công của việc kết đan. Quy lực tuy mạnh, nhưng lại không thể bổ sung. Mỗi một lần sử dụng, độ lớn của nó sẽ giảm đi vài phần. Ngoài ra khi ở dưới sơn cốc 14, ngọn ngọn lửa băng thực tế cũng không phát ra uy lực cao nhất vẽn vẹn chỉ bằng với chỗ nóng ấm mà thôi nhưng nếu dùng để giết địch lại hoàn toàn khác hẳn trực tiếp giết chết đối thủ thì tốt chỉ khi nào đối phương sử dụng pháp bảo lúc đó sẽ trở thành đấu pháp lực với nhau sự tiêu hao của ngọn ngọn lửa băng lại gấp mấy lần so với trước mặt khác vừa rồi đối phương có ba người mới có thể tạo ra hiệu quả chấn nhiếp tốt như vậy lúc này dọc theo đường đi do vương lâm thi triển ra phi kiếm có uy lực rất lớn làm cho ba người đã giống như chim sợ cành công nếu không phải như vậy thì khi hắn giết chết người đầu tiên hai người kết đan kỳ còn lại chắc chắn sẽ có đủ thời gian thi triển pháp thuật đây là nguyên nhân mà từ trước đến giờ hắn không dám sử dụng ngọn lửa băng dù sao hắn cũng chưa tới kết đan kỳ không được phép có một chút sai lầm ngọn lửa băng này nếu có thể không sử dụng thì càng tốt nếu không phải như vậy với tính cách của vương lâm chắc chắn lần xuất thủ đầu tiên sẽ tiêu diệt sạch đối phương tuyệt đối không dây dưa đến tận bây giờ hắn thật sự không muốn mình phải chịu trăm ngàn cây đắng để kết đan mà lại tạo ra chút sai lầm để rồi ôm hận cả đời nếu không phải là uy hiếp làm cho vương lâm bực mình thì hắn thật sự không muốn sử dụng ngọn lửa băng nhưng đối phương truy đuổi không tha bước vào đường cùng hắn lúc này mới cắn răng chuẩn bị liều mạng rồi tạm thời không kết đan không ngại đang phôi vỡ nát sử dụng ngọn lửa băng. Nhưng đột nhiên đối phương xuất hiện 78 tên chi viện kết đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất trong 78 người này cũng là kết đan trung kỳ. Vương Lâm trong lòng thất kinh, không để ý đến chuyện giết địch nữa, mà nhanh chóng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc bỏ chạy, lòng hắn đã hiểu rõ, lúc này đây, mình đang bước trên một con đường không có lối thoát. Ngoại trừ kết đan thành công, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trên đoạn đường 30 vạn dặm, rất nhanh đã gần đến biên giới. Đằng sau hắn là 10 người kết đan kỳ, với thái độ nhàn nhã, cả đám không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Tiểu Bối ở phía trước, lão phu muốn xem, ngươi có thể chạy đi đến đâu. Giết trưởng lão của đấu tà phái ta, cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng chỉ có con đường chết thôi. Đại trưởng lão kết đan trung kỳ Tiễn Khôn, chậm rãi nói. Tay phải của hắn tùy ý mà vất lên một cái ngay lập tức một cái phù văn màu vàng ngưng tụ lại thành hình trước người hắn hắn đưa tay ấn một cái phù văn kia lập tức lấp lánh bay đi vương lâm cảm thấy hậu tâm bị uy hiếp hắn không chút do dự mà khẽ lắc người né cái phù văn đang đánh tới chỗ hiểm nhưng ngay sau đó rất nhiều văn xuất hiện vương lâm một mực né tránh hắn một mực không quay đầu lại cắn chặt răng nhanh chóng bay về phía trước dần dần những tu sĩ ở phía sau hắn càng lúc càng gần Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn biết bây giờ chỉ có một phương pháp. Phương pháp này tuy có sự nguy hiểm rất lớn, nhưng một khi thành công, như vậy tất cả nguy cơ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia nhìn lạnh lẽo. Cơ thể hắn khẽ chuyển động, thay đổi phương hướng lập tức bỏ chạy. Không lâu sau, ánh mắt Vương Lâm đã có thể nhìn thấy một nơi, xuất hiện một ngọn núi. Bên ngoài ngọn núi này có rất nhiều sương mù nhìn không thấy được vẻ bề của nó. Vương Lâm không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng vọt xuống. Trong nháy mắt khi hắn tới sát bên đám sương, làng sương đột nhiên mở ra một con đường. Một cô gái xinh đẹp quần áo màu tím, kinh hoàng lộ ra thân ảnh. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, liên tiếp những phù văn màu vàng lấp lánh chói mắt, lao tới giống như tia chớp. Khi Vương Lâm bay vào trong màn sương mù, từng cái một bay đến sau lưng hắn. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi. Cơ thể giống như một con diều đứt dây mà rơi vào bên trong mê vụ. Cô gái đồ tím sắc mặt tái nhật nhìn những tu sĩ kết đan kỳ đang nhanh chóng đuổi theo một cái, vẫy cờ ở trong tay lên, làng sương nhất thời quay cuộn, che giấu thân ảnh của nàng lại. Đúng lúc này, 10 tên tu sĩ kết đan kỳ đấu tà phái, đi đến trước làng sương, một lão già lùng tịt ở giữa có cái đầu rõ ràng to hơn người thường nhiều lần, sờ sờ cái đầu khổng lồ của mình, cười lạnh rồi âm u nói con quỷ nhỏ vừa rồi thuộc về lão phu lão phu đúng lúc đang thiếu một cái lô đỉnh để tu luyện nói xong hắn liếm liếm môi tay phải hóa thành trảo lập tức ở giữa không trung xuất hiện một bàn tay to lớn hung hăng chọc lên trên làng sương mù trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ của hắn chạm vào màn sương mù sương mù dày đặc lập tức quay cùng lên từ bên trong xuất hiện một con dao lông to lớn có thân thể dài hơn cả nghìn trượng lão tu sĩ đầu to vội vàng quát lên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. những tu sĩ kết đan kỳ ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng chớp động, nhìn chầm chầm vào làn sương mù. chỗ này từ lúc nào lại xuất hiện trận pháp bậc này chứ? đại trưởng lão tiễn khôn sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói. cả đám tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. tiễn khôn hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận quan sát trận pháp này vài lần rồi nhíu mày nói, trận pháp này có thể biến hóa ra giao long, nhất định không đơn giản. Cung Tang, ngươi dùng vạn phong ấn thử xem. Cung Tang chính là một trong ba người đã đuổi theo Vương Lâm từ đầu. Hắn không nói nhiều mà lập tức chuyển thân bay lên trời, vung tay áo bên phải xuất ra một thạch ấn màu đen, nó ở trên không trung đóng gió mà trở nên to lớn hơn, rồi lập tức hóa thành một ngọn gió lớn. Ánh mắt Cung Tang ngưng trọng, bàn tay ấn xuống phía dưới một cái, ngọn gió này lập tức rung động, hung hăng từ trên không thổi xuống. Giao long được tạo thành từ sương mù rống lên một tiếng, rồi phóng lên cao, cùng với ngọn gió kia va chạm vào nhau. Tiếng sấm vang lên, ngọn gió bị đánh ngược trở lại. Cung tan sắc mặt có chút trắng nhợt, linh lực ở trong cơ thể bị kích động. Hắn hít sâu mấy hơi, lúc này mới trì hoãn lại được. Đồng thời khi ngọn gió bị đánh bay, thân thể con dao long kia lập tức hóa thành sương mù, tiêu tan sạch. Toàn bộ đại trận lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Tiễn Khôn cười nhạt vài tiếng, nói: "Công Tang, đưa hắc thạch ấn của ngươi cho ta dùng một chút." Nói xong, hắn cũng không đợi đối phương đồng ý, trực tiếp xuất ra một trảo, ngọn gió ở giữa không trung bị một cổ sức mạnh từ phía dưới kéo xuống. Khi rơi vào trong tay Tiễn Khôn, đã trở về trạng thái như lúc ban đầu. Tiễn Khôn đưa tay lên khẽ huy động, sau khi bỏ đi thần thức của Công Tang, rồi giấu ấn của mình vào sau đó mở miệng phun ra một ngụm linh khí, đợi đến khi linh khí hoàn toàn dung hợp vào bên trong thạch ấn, hắn vung tay ném lên. Thạch ấn vừa bay lên không, lập tức nở to ra, lại biến thành một ngọn gió lớn, nhưng mà nói về độ lớn, thì phải lớn gấp đôi so với khi nãy. Ngọn gió phiêu đảng ở không trung khiến cho bên dưới xuất hiện một vùng tối đen như mực, hình dung nó là cái nắp vung che trời cũng không quá đáng. Tiễn không nhìn chầm chầm vào sương mù, tay phải khẽ nhấn xuống, ngọn gió kia lao xuống dưới ầm ầm, giao long ở trong làng sương lại được hóa thành hình, kêu to lên một tiếng rồi lao lên không. Cũng là một cảnh tượng, nhưng kết quả lại có sự khác biệt lớn. Trong nháy mắt khi đụng vào, ngọn gió hơi dừng lại một chút, mà thân thể của giao long kia lại tan biến không một tiếng động, ngọn gió lập tức bay xuống lần nữa. Nhưng trong nháy mắt khi đập xuống, 10 con giao long đột nhiên từ bên trong đại trận bay ra, cùng với ngọn gió va vào nhau. Tiễn không cười lạnh, quát to các vị trưởng lão đồng loạt ra tay đi vừa nói dứt lời những tu sĩ kết đan kỳ còn lại lập tức cười gằn rồi đưa pháp bảo của mình ra bắt đầu mạnh mẽ phá trận nói đến vương lâm sau khi được lý mộ uyển diều vào thạch phủ lại lập tức phun ra vài nguồn máu tươi sau lưng hắn giao long giáp bị lõm vào thật sâu tỏa ra một tia khói đen ở bên trong làng khói giao long giáp chuyển động một cách quỷ dị dần khôi phục lại như thường nhìn không thấy một chút vết lõm nào. Nếu không có cái dao long giáp này, Vương Lâm sẽ không bị thương một cách đơn giản như vậy được. Tiễn không tuy là kết đan trung kỳ, nhưng uy lực của Đại Duyệt tuyệt phù quả thật là rất mạnh, nếu trực tiếp va chạm với da thịt thì xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn mà chết. Vương Lâm sắc mặt trắng xanh, sau khi đi vào thạch phủ thì lập tức lấy cái hộp gỗ chứa bách thú linh lô ra đưa cho Lý Mộ Uyển ở phía sau rồi yếu ớt nói, đây là đan lô cấp 5, dùng tốc độ nhanh nhất trong một ngày phải luyện chế được thiên ly đan. Vương Lâm nói xong, lập tức há miệng phun ra phi kiếm thủy tinh. Phi kiếm chậm rãi dừng trên vai hắn, mũi kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Vương Lâm bản tính vốn cẩn thận, mặc dù nắm giữ linh hồn và máu huyết của Lý Mộ Uyển, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, phải có sự đề phòng. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn hộp gỗ ở trong tay, sau khi mở ra nhìn thoáng qua, tận đáy lòng đã xác định được giá trị của cái đan lô này. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Lâm, khẽ nói, "Cái này, bọn họ truy sát ngươi, có phải vì cái này không?" Vương Lâm nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xuống, sau đó mới khẽ nói, "Không phải." Ánh mắt phức tạp của Lý Mộ Uyển nhìn vào Vương Lâm, bằng vào sự thông minh của nàng, lúc này trong lòng đã phân tích được, 10 người đối phương là vì đan lô mà tới. Giá trị của đan lô, Vương Lâm không biết, còn nàng sao lại không biết, một cái đan lô cấp 5, có thể nói là giá trên trời. Ngươi, ngươi dùng cái gì để đổi? Hay là trộn? Nàng vẽn đôi môi mộng đỏ lên, nhìn thấy Vương Lâm có chút êm dịu, khẽ hỏi. Vương Lâm nhíu mày, mở mắt ra, lạnh lùng nói, đi luyện đang đi. Đúng lúc này, hang động có chút chấn động, ở bên ngoài truyền đến tiếng rít cào đánh nhau. Vương Lâm hít thở sâu, lại nhắm mắt, ngồi xuống thổ nạp. Lý Mộ Uyển ba năm không gặp Vương Lâm. Trong ba năm đó nàng cẩn thận đem tất cả quá trình tiếp xúc với hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Dần dần nàng đã nhận định, chắc là đối phương sẽ không đưa ra yêu cầu mà nàng khó có thể thực hiện được. Ba năm qua, nàng không dám đi ra ngoài, may mà người tu chân không có yêu cầu gì lớn với đồ ăn. Chỉ cần một linh quả và đan dược thì có thể sống qua ngày. Sau ba năm, nàng mỗi khi nhớ tới Vương Lâm, trong lòng đều rất phức tạp, cũng có lúc nghĩ nếu như đến một ngày nào đó mình chết đi, thì chứng tỏ Vương Lâm đã bỏ mình ở bên ngoài rồi. Trừ lần đó ra, nàng cũng từng nghĩ có một ngày Vương Lâm xuất hiện ở bên trong thạch phủ. Nhưng trong những suy nghĩ này, không có cái nào giống như ngày hôm nay, nhìn thấy hắn bị 10 tu sĩ kết đang đuổi giết trở về. Nàng than nhẹ một tiếng, cầm đan lô bước nhanh đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế thiên ly đan. Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một, Lý Mộ uyển luyện đan một ngày, không sinh ra tạp niệm tập trung tất cả vào trong công việc này. Mặc dù vậy, nàng vẫn rất căng thẳng. Mức độ căng thẳng thế này, mặc dù khi nhỏ lần đầu tiên nàng nhìn sư phụ luyện đan, cũng chưa bao giờ xảy ra. Từ tận đáy lòng nàng một lần rồi lại một lần nói với chính mình, nhất định phải thành công. Nếu không, một khi đại trận bị phá, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể thành công, thì tất cả những chuyện này vẫn còn có một con đường sông. Ít nhất, cũng không ngại chạy trốn thạch phủ chấn động theo thời gian càng lúc càng kịch liệt từng tảng tro bụi rơi xuống trên mặt đất đã nhanh chóng sinh ra một tầng bụi âm thanh va chạm ở bên ngoài cũng càng ngày càng gần càng lúc càng lớn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha vương lâm vẫn ngồi xuống thổ nạp chốc chốc lại mở mắt nhìn ra ngoài phủ ánh mắt ẩn chứa hàng mang dần dần một cổ dược hương từ đan phòng phiêu tán ra Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh mở túi trữ vật, sửa sang lại những thứ bên trong. Khi xuất ra Long Cân, ánh mắt hắn nheo lại. Pháp bảo Long Cân này tác dụng không lớn, tuy nó có thể phân tán ra vô số nhánh khác nhau, theo tâm niệm của hắn bao trùm lấy mọi vật, nhưng nếu gặp phi kiếm sắc bén Long Cân này vẫn sẽ bị chém đứt. Ngay cả một ít hỏa cấm chế pháp thuật lợi hại cũng có thể thiêu cháy nó. Vương Lâm vuốt ve Long Cân, trong mắt hắn hàng mang càng dày hắn cười lạnh, trong lòng tính toán rằng một khi kết đang thành công, long cân này sẽ hữu dụng. Bên ngoài oanh kích quá mạnh, cảm giác như ngay trước mắt hắn. Vương Lâm nhìn về phương đang phòng của Lý Mộ Uyển, lòng trầm xuống, thầm than nhẹ một tiếng. Lý Mộ Uyển cắn môi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nước mắt trực trào ra, viên thiên ly đang bán thành phẩm thất bại trong gan tắc. Thân là luyện đan sư, những lần thất bại không ít, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy lúc này đây nhất định phải thành công một lần, nhưng đáng tiếc là thiên ý khó dò, thành bại chỉ trong chớp mắt. Lý mộ uyển nghiêng người nhìn thoáng qua vương lâm đang ngồi ở bên ngoài, nước mắt rơi lã chả, lúc này, nàng tỏ vẻ yếu đuối khác thường. Một lát sau, nàng cắn răng, từ trong túi trữ vật xuất ra ma huyết đằng rồi để vào lò luyện đan. Nếu thiên ly đang lần thứ nhất thất bại, thời gian gấp gáp, phải dùng ma huyết đằng luyện chế thêm lần nữa. Thời gian dần trôi qua, động phủ có dấu hiệu sụp xuống, một số hòn đá nhỏ dần dần bị tróc ra. Bên ngoài sương mù cũng dần tan biến, như thể động phủ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Vương Lâm vốn vẫn luôn bình thản nhưng dần thay đổi, ẩn chút lo lắng. Đang lúc này, bỗng nhiên Lý Mộ Uyển tóc tai bù xù từ đan phòng lao ra. Hai mắt chứa đầy những tơ máu, thần sắc mệt mỏi dị thường, ném cho Vương Lâm một viên hồng sắc đang dược. Một tia linh khí sung mãn từ đang dược tràn ra, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần tràn đầy. Đây là thiên ly đang được luyện chế từ ma huyết đằng, hiệu quả hơi giảm xuống. Vương Lâm không nói hai lời, hai ngón tay kẹp lấy đan dược, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, không cần nghĩ ngợi lập tức bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng đã ngay lập tức tan ra, một cổ hảo nhiệt từ trong bụng dần nóng lên. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra linh khí dịch thể. Uống lấy vài ngụm, sau đó thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống, trùng kích kết đan kỳ. Thạch phủ chấn động mạnh, đất đá rơi xuống ngày một nhiều. Bên ngoài sương mù dày đặc chỉ còn lại một ít. Lý mộ uyển ngơ ngác nhìn, cắn môi, xuất phi kiếm và thủ ở cửa động, hộ pháp cho vương lâm. Đồng thời đánh nát tất cả hòn đá đang rơi xuống, không cho chúng rơi trên người vương lâm. Tiễn không huy động cự phong, không ngừng ập xuống. Hắn đưa mắt đảo qua tình hình bên dưới lộ trên mặt sát khí càng lúc càng mạnh những tu sĩ xung quanh cũng mang vẻ mặt hưng phấn, khống chế pháp bảo, triển khai cường công vào trận pháp trên ngọn núi này. Khóe miệng hắn nhúc nhích, âm trầm nói, đại đầu tọa tử, đầu to người lùng, có thể cho ngươi con tiểu nha đầu kia. Nhưng sau khi trận pháp bị phá ngươi phải để cho chúng ta chơi đùa trước một chút. Ngươi có bằng lòng hay không? Đại đầu tu sĩ phân vân một chút, chua xót cười nói, đại trưởng lão, ngài đã nói thế, ta nào dám không đồng ý. Tiễn không cười nhạt, huy động cự phong, rồi nói, tiểu tử này mới chỉ đạt đến cảnh giới giả đan, nhưng thực lực của hắn không đơn giản, đã có thể giết được kết đan kỳ tu sĩ. Tuy nhiên, hôm nay hắn chết chắc rồi. Nói xong, ánh mắt hắn lóe ra, lòng thầm nhủ, ngọn lửa màu lam kia nhất định là một bảo bối A. À. Đại đầu tu sĩ trong lòng buồn bực, vội vàng liếc nhìn tiểu nương tử kia, trong lòng dâng lên một cảm giác, lập tức nói mấy câu. Hắn vốn tưởng rằng không ai tranh giành với hắn, nhưng ngay cả đại trưởng lão, vốn ít chú ý đến nữ sắc, không ngờ cũng thốt ra lời này. Pháp bảo trong tay hắn càng thêm cuồng mảnh phát tiết bực tức trong lòng. Mê vụ trên trận pháp thưa dần, 10 con dao long cao đến trăm trượng được ảo hóa ra, cũng chỉ còn đến hơn 30 trượng nữa. Tay phải tiễn không vung lên, lập tức cự phong thu nhỏ lại, hóa thành thạch ấn dừng lại trong tay côn tang. Ném cự phong lại phía sau, tiễn không khẽ quát một tiếng, nhảy ra bên cạnh giao long. Hai tay hắn hợp nhất, phát ra một đạo điện võng, ấn xuống đầu giao long. Tiễn không quát lớn, phá. Mê vụ giao long rên lên một tiếng, thân mình lập tức tiêu tan, dần biến mất. Đó cũng là đám mê vụ cuối cùng của cửu ly thi cốt trân. Cửu ly thi cốt trận uy lực tuy lớn, nhưng không chịu được sự công kích ba ngày liên tục của 10 tên kết đan kỳ tu sĩ. Nếu như Lý Mộ Uyển vẫn chưa luyện đan, mà đứng ra chủ trì trận này, thì đại trận này sẽ không dễ dàng bị phá như thế. Đại trận vừa bị phá vỡ, lộ ra một hang động đang sắp sụp đổ bên sườn núi, những tên ma tu đấu tà phái này lập tức bao vây lấy nó. Nhưng vừa tiến vào trong được hơn 20 trượng, từng trận sấm sét đánh đến. Tuy rằng uy lực không lớn nhưng có số lượng rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng tạo ra cảnh tượng có chút đồ sộ những trận pháp cơ sở vương lâm bố trí trước đó lúc này biểu lộ ra uy lực của nó nhưng cũng chỉ là những trận pháp cơ sở nên uy lực có hạn dưới sự giận dữ của mấy tên kết đan kỳ ma tu này chúng liên tiếp bị phá hủy ánh mắt tiễn không lạnh lùng vẫn chưa ra tay vì mục tiêu của hắn là tên giả đang tiểu bối một đoàn điện võng trong tay hắn dâng lên tiễn không đã tính toán kỹ với khoảng cách hiện tại chỉ cần tiểu bối kia lộ diện là ngay lập tức hắn sử dụng tiên võng vây khốn hắn lại lúc trận pháp cuối cùng trong mấy trăm cái trận pháp cơ sở này bị phá hủy thạch phủ đã không còn tầng phòng ngự nào nữa một hình ảnh nổi bật bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động với trang phục thanh nhã thoát tục đôi môi đỏ thắm nàng đẹp tựa mỹ nhân khiến cho người ta rung động và không kìm nổi lòng mình mặc dù là tiễn khôn cũng phải nhíu mày lại nhưng rất nhanh ánh mắt hắn nhìn vào phía sau nàng tập trung vào sâu bên trong động ở đó bao phủ một màu đen kịt không rõ nội tình lý mộ uyển quan sát mấy tên kết đan kỳ ma tu trước mặt ngọc thủ vừa nhất trong tay xuất hiện bách thú đan lô nàng lạnh giọng nói các ngươi muốn vật này tiễn không nhếch mép mỉm cười lúc này tên công tang vốn truy kích vương lâm đầu tiên lập tức nhìn chằm chằm vào bách thú đan lô cười khặt khạch. khạch ta không nghĩ một tên tiểu tạp chủng như ngươi lại thật sự có luyện đan lô. Hơn nữa, lại là bách thú linh lô đáng ghía đến 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Không sai, hai người lão phu và phát thủ chính là vì luyện đan lô này mà đến, Nha đầu kia, đưa chiếc luyện đan lô này cho ta. Nói xong, lập tức bàn tay hắn duỗi ra, luyện đan lô trong tay Lý Mộ Uyển lập tức bay đến tay hắn. Giá trị của luyện đan lô này tất cả mọi người đều biết lúc này công tang trực tiếp thu đến đại trưởng lão luyện đăng lô này thuộc về hai chúng ta đi sau này hai người chúng ta ắt có hậu lễ trọng tạ được không công tang và phát lâm đứng chung một chỗ ông quyền nói ánh mắt tiễn không đảo qua luyện đăng lô gật đầu không nói lúc này ánh mắt dâm tà của đại đầu tu sĩ sáng lên hướng về lý mộ uyển miệng cười nói tiểu nương tử từ nay về sau trong những người hầu hạ lão phu ngươi chính là lô đỉnh của ta sắc mặt lý mộ uyển tái nhật thoáng một chút thê lương nhìn trảo thủ của đối phương lao đến đang định tự đoạn tâm mạch tuy nhiên ngay lúc này tên đại đầu tu sĩ bỗng nhiên hét lên thanh âm cực độ thê thảm máu ở mũi và miệng hắn phun ra thất khiếu cũng lập tức ứa máu thân mình hắn giống như bị chạm thật mạnh bị hất văng ra xa hắn còn chưa kịp rơi xuống đã bị một cỗ lực lượng vô hình kéo trở lại phịch một tiếng Đầu hắn đã bị chặt đứt, chỉ lưu lại một cổ thi thể không đầu, thần thức tiêu tán. Kim đan của hắn lướt qua bên người Lý Mộ Uyển, bay vào trong động. Từ lúc này, Vương Mỗ chính là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh Kỳ. Nếu trong số các ngươi không có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thì các ngươi có thể coi như đã chết. Một thanh âm lạnh như băng từ trong động truyền ra. Ngay sau đó, một bóng đen to dần, từ từ ở trong động hiện lên và dần xuất hiện trước mặt mọi người. Với đầu tóc đen nhánh, diện mạo lạnh lùng, đôi mắt vô tình, tất cả như là một khối huyền băng sừng sững đứng ở giữa đất trời. Một cảm giác giống như gặp được thiên địch xuất hiện, giống như có con sóng giận dữ đang ập đến tâm thần của mỗi tên tu ma. Đây là cảm giác rung rẩy xuất phát từ linh hồn. Khoảnh khắc này, trước mắt chúng, người này như hóa thân thành một con hồng hoang cự thú. Từng trận linh hồn dao động, làm cho ý thức hải cũng dậy sóng, thậm chí xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn quay cùng như sấm chớp mùa xuân xuất hiện trong cơ thể bọn chúng hai tay như đồng thời bị nổ vang trong cơ thể phát lâm vốn còn thương thế trước đó thần thức đã bị cực cảnh thần thức làm cho dao động tuy có thể ngăn chặn nhưng vẫn chưa có thời gian khôi phục lúc này trong thức hải hắn như dậy sóng từng trận sóng lớn làm cho thức hải vỡ nát miệng mũi phun huyết lui về phía sau vài bước đầu hắn gập xuống thân thể không ngừng run rẩy mỗi lần co giật lại khiến máu tươi tù thất khiều trào ra càng nhiều. Thần sắc tiễn không đại biến, tâm thần chấn động, điện võng trong tay phát ra tiếng ba ba, dần tiêu tan. Hắn lộ ra vẻ hoảng hốt, lui vài bước ra phía sau, không chút do dự hóa thành một đạo ánh sáng nháy mắt bay đi. Ý muốn cướp lấy băng diễm đã sớm tan tành, không nửa điểm dũng khí nữa. Hắn sợ hãi. Bản thân là kết đang trung kỳ tu vị, trong phạm vi nam đẩu thành, hắn chưa từng quá sợ hãi tu vị kết đan hậu kỳ tu sĩ hắn cũng đã từng gặp qua không ít lần hàng năm nội hải đều phái các sứ giả đến thu tài liệu sứ giả chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ tuy đánh không lại nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy quá e ngại đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất hắn thực sự sợ hãi vì thế hắn không chút do dự lập tức bỏ chạy nếu như là ngày trước mặc dù trốn chạy nhưng hắn tuyệt đối không lựa chọn là người chạy đầu tiên hắn sẽ chờ người những người khác chạy trước rồi mới chọn một hướng an toàn mới chạy nhưng hiện tại hắn chỉ có một cảm giác là nếu không bỏ chạy lập tức thì hắn chỉ có con đường chết một đám kết đang tu sĩ còn lại thần sắc ngay lập tức cũng biến hóa nhất là phát lâm cũng không hề có nửa điểm dấu hiệu đã ngã xuống bỏ mình đại trưởng lão tiễn khôn đã bỏ chạy không chút do dự sau đó đám còn lại cũng lập tức xuất ra toàn bộ linh lực tỏa về bốn phương tám hướng tấp tốc chạy trối chết sợ mình chậm hơn một chút sẽ thành người bị giết đầu tiên. Lý mộ uyển nhìn những thân ảnh đó một lát, thở vào nhẹ nhõm, thân mình mềm nhũng ra, tựa vào vách tường. Đột nhiên một cánh tay lạnh như băng vòng qua dưới nách nàng. Lý mộ uyển cả kinh, lập tức cảm thấy thân mình đang bay lên cực nhanh. Trong mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, đáy lòng nàng liền yên tâm lại. Trước mắt nàng hiện ra sương mù cuồn cuộn, đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vương Lâm không nên cử động ta mang ngươi đi giết người vương lâm mang theo lý mộ uyển dừng lại giữa không trung một chút từ trong túi trữ vật xuất ra dao long cân tay phải hắn vung lên long cân biến dài ra bắt đầu động đậy nó trực tiếp cuốn lấy thi thể của tu sĩ đầu to sau đó phía cuối của long cân lại phân ra làm hai nhánh nhánh kia cuốn lấy xác của phát lâm tay phải của vương lâm cầm lấy long cân thần thức đảo qua phát hiện phương vị của mấy tên đang chạy trốn đáy lòng quát lên một tia châm chọc. Thân hình hắn lập tức động, lao về phía đông bắc đuổi theo. Hắn phi hành giữa không trung, nắm chặt long cân trong tay, ở phía sau kéo theo hai thi thể của kết đan kỳ tu sĩ. Đáy lòng côn tan kinh hoàng, vừa rồi hắn cảm giác được trong một khắc, ý thức hải của hắn giống như bị một bàn tay to đang quấy động trong đó, dường như chỉ cần sờ nhẹ hắn sẽ lập tức hình thần câu diệt mà chết. Nhất là phát lâm tử vong một cách rất quỷ dị khiến hắn kinh hải đảm chiến. Giờ khắc này sự hối hận trong tâm của hắn nếu dùng hai từ ngập trời để hình dung cũng không đủ. Chỉ vì một lò luyện đan, trong ba người bọn hắn thì hai người đã chết. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn càng thêm bối rối, cắn răng vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một miếng đan dược, không chút do dự nuốt vào trong miệng, thúc dục linh lực, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra huyết vụ. Hai tay hắn đánh ra mấy đạo linh giác vào thân thể, theo đó thân thể hắn dần héo rũ nhưng tốc độ của hắn đã tăng nhanh mấy lần. Tại chỗ chỉ lưu lại một cổ tàn ảnh, thân thể hắn đã lao ra trăm dặm bên ngoài. Khuôn mặt Vương Lâm lộ ra nét cười lạnh, thân mình như sao băng, phá không mà đi. Từ rất xa hắn đã thấy được Cung Tang, trong mắt hiện lên hàng mang, hé miệng phun ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang chợt lóe đã lập tức biến mất, nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Côn Tang đang kinh hoảng phi hành, chợt hậu tâm đau nhói, cúi đầy nhìn một đạo tinh quang xuyên qua ngực hắn. Kim đan của hắn cũng từ trong ngực cũng lao ra, bay về phía sau. Hắn mở miệng nhưng cũng không thể phát ra chút thanh âm nào, trước mắt dần tối đen, cuối cũng thân mình cũng rung lên, từ không trung ngã xuống. Trước khi chết hắn thủy chung vẫn không rõ vì sao tất cả đột nhiên nghịch biến, con mồi như thế nào lại biến thành thợ săn. Ngay khi thân mình hắn rơi xuống, một sợi dây kim sắc lập tức từ đầu cuối của long cân bung ra, cuốn lấy xác chết, buộc chặt lại. Khi vương lâm bay qua, xác của công tang lại bị long cân kéo theo phía sau. Ba cổ thi thể kết đan kỳ như ba cái lông đuôi của con khổng tước, giữa không trung bị long cân thẳng tắp kéo đi. Mà vương lâm chính là đầu của con khổng tước này. Người thứ ba, sắc mặt của vương lâm âm trầm. Hắn cầm lấy kim đang ném vào trong túi trữ vật, thân mình vừa động, hướng đến mục tiêu kế tiếp bay đi. Lý mộ uyển nhìn những cảnh tượng trước mắt, đáy lòng tuy có chuẩn bị nhưng vẫn nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, sự cường đại của Vương Lâm đã thành một dấu vết không thể xóa nhòa, khắc sâu vào đáy lòng nàng. Trần Hải là trưởng lão của đấu tà phái, hắn ngày thường được hưởng thụ sự tôn sùng nhưng lúc này lại như chó nhà có tan, hoảng sợ chạy trối chết. Hắn biết tốc độ của mình không đủ nhanh, vì thế chạy đi không xa, lập tức sử dụng pháp thuật đào một cái hố to trên mặt đất, thu liễm hơi thở, đem chính mình chôn xuống khi hắn còn là trúc cơ kỳ, đã từng sử dụng phương pháp này để tránh kiếp nạn. Lúc này nằm dưới nền đất, đáy lòng của hắn cười khổ không thôi, thầm nhũ chính mình đã lâu không sử dụng lại biện pháp bảo mệnh này rồi. Hắn than nhẹ một tiếng. Nhưng sau đó, tiếng thở dài liền như động lại. Ánh mắt hắn trợn lên, trong đồng tử lộ ra một hồng sắc thiểm điện. Không chỉ thất khiếu chảy ra máu tươi mà trong thức hải cũng lộ ra hồng sắc điện mang. Một đạo kim tuyến từ dưới đất lao ra, trói thi thể của Trần Hải, nhấc ra khỏi lòng đất. Tên thứ tư. Phần cuối của Long cân chia ra làm bốn nhánh, ngoại trừ thi thể mất đầu của tên tu sĩ đầu to kia còn lại ba cổ thi thể đều bị máu tươi tràn ra thất khiếu, nhìn qua trông cực kỳ đáng sợ. Liên tục sát hai người, hàng mang trong mắt Vương Lâm chẳng những không giảm bớt mà còn nặng hơn, thân hình hắn di chuyển càng lúc càng nhanh. Một nén nhang sau theo sau vương lâm từ bốn đã lên đến chính cổ thi thể cuối cùng chỉ còn lại tên chạy trốn sớm nhất là tên đại trưởng lão tiễn khôn hắn càng chạy đáy lòng càng lạnh nhất là khi thần thức quét qua thấy được vương lâm đang dùng long cân trói chín cổ thi thể da đầu hắn như tê dại chỉ với thời gian ngắn như thế không ngờ hắn đã giết sạch toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ đây là tu vị đạt đến cấp bậc nào mới có thể làm được chẳng lẽ hắn là nguyên anh kỳ cao thủ đáy lòng tiễn khôn run rẩy. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ nhận. Trước đó bọn họ đuổi giết Vương Lâm, đối với tu vị của hắn đã nhất thanh nhị sở, rõ ràng là trước cơ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Nếu không chúng cũng không dám truy kích. Nhưng hiện tại, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Quá trình nghịch chuyển này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi hiện tại tiễn khôn có một cảm giác như đang mơ và tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi vương lâm đuổi theo phía sau trong mắt hắn hàng mang càng lúc càng dày nhìn tiễn không đã chạy được rất xa đáy lòng cười lạnh tên này dù sao cũng là kết đan trung kỳ tốc độ so với mấy tên kia nhanh hơn mấy lần tuy thế vương lâm cũng không vui đối phương chạy trốn nhanh như thế thì sự tiêu hao linh lực sẽ rất lớn không thể duy trì được lâu lát nữa sẽ chậm lại thôi tiễn không cắn răng một cái thay đổi phương hướng hắn nhớ rõ cách đấy không xa có một phân bộ của đấu tà phái có hai kết đan kỳ cao thủ tọa trấn trước nguy cơ sinh tử tồn vong hắn cũng bất chấp tất cả chỉ cần cản trở đối phương một lúc chính mình có thể bảo mệnh đã mọi việc khác để sau hắn sử dụng toàn bộ linh lực dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến phân bộ của đấu tà phái ngũ đinh phong là một tòa núi rất cao trên núi có rất nhiều lầu cát ngàn năm trước chính là một môn phái lớn nhất vùng phụ cận Đáng tiếc, ngàn năm sau môn phái đã xuống cấp, vừa bị đấu tà phái diệt môn, trở thành một phân bộ của nó. Ngày hôm nay, các đệ tử đang tự luyện tập, hai tên kết đang trưởng lão một nam và một bắc huynh đệ đang đã tọa đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn nhau một cái, vội vàng đẩy cửa bước ra. Ở giữa không trung, tiễn không chật vật bay đến, chưa tới gần đã cao giọng quát, một nam, một bắc, ta ra lệnh toàn bộ đệ tử của ngũ đinh phong hiệp lực ngăn cản tên truy kích sau ta, không cho phép các ngươi chạy ra ngũ đinh phong nửa bước. Nếu có thể thành công, tưởng thưởng vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong, hắn thân mình chợt lóe, hoảng hốt chạy đi. Một nam, một bắc vừa hiện thân đã nghe được thanh âm của tiễn khôn, sắc mặt hai người đang sửng sốt đột nhiên đại biến. Có thể khiến cho đại trưởng lão chạy trối chết thì hai người bọn họ sao có thể ngăn cản. Đúng lúc này, ánh mắt hai người nhìn được một người xuất hiện đáy lòng một nam và một bắc đang đoán xem là ai khiến cho đại trưởng lão chật vật như thế, nhìn thấy vương lâm đến thì tâm thần lập tức đại chấn, nhất là khi nhìn đến chinh cổ thi thể bị vương lâm kéo theo phía sau. Hai người ngưng thần nhìn lại, sắc mặt lại đột biến, một nam thất thanh nói, chính vị trưởng lão của tổng bộ, này, này. Một bắc thở dài, hơi lạnh tràn khắp toàn thân, hắn kéo lấy một nam, đứng sang một bên cung kính nói, phản bối một bắc tham kiến tiền bối một nam thân mình rung lên cũng khúng núng cung kính nói vãn bối một nam tham kiến tiền bối vương lâm lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái tốc độ không giảm từ giữa không trung xẹt qua một cái liếc mắt này đã làm hai người hết hồn quần áo phía sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh tiễn không phi hành đã lâu linh lực có chút không kịp bù đắp hắn vỗ túi trữ vật xuất ra linh đang ăn vào chẳng qua trì hoãn một chút như vây khoảng cách giữa hắn và vương lâm đã càng gần Thấy Vương Lâm đã đuổi đến gần, hắn cười thảm một tiếng, nhìn ánh mắt độc ác nhìn Vương Lâm, hắn cắn răng, lấy từ trong túi trữ vật ra một khối lệnh bài màu đỏ, trên đó có viết một chữ màu đỏ đậm, tru. Lệnh bài này chính là loại lệnh bài nổi danh nhất tu ma hải, vạn ma bạch nhật tru sát lệnh. Đây chính là từ thượng của lưu truyền xuống, phương pháp luyện chế đã tuyệt tích, cả tu ma hải bây giờ cũng chỉ còn không hơn 10 khối. Tiễn không trong lúc vô ý đạt được, lập tức tế luyện trở thành chí bảo, là đòn sát thủ tối hậu của mình, luôn sợ có người biết được. Hắn dự định cất giấu để ngày sau sử dụng để tăng trưởng thực lực. Để mở nó ra yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải hy sinh tính mạng của một kết đan kỳ tu sĩ trở lên. Khi giết được kẻ bị truy sát, tu vi của hắn sẽ bị hiến tế để luyện thành tu đan, người khác ăn vào thực lực sẽ tăng lên không ít. Chính là bởi hiệu quả quỷ dị này cho nên một khi ma tu thấy kẻ bị truy nã, bình thường đều luôn lao lên chém giết. Cũng bởi vì đặc hiệu này cho nên người có được lệnh bài này gần như không ai lại tự thân mở ra nó mà tìm một tên kết đang tu sĩ để bắt hắn mở ra. Còn kẻ bị truy sát thì có thể tùy ý tìm lấy một người bên cạnh. Đến lúc đó có thể dễ dàng có được một quả tu đan. Kể từ đó, lệnh bài này còn lại ngày càng ít. Toàn bộ cả tu ma hải bây giờ chỉ sợ còn không đến 10 khối mà thôi trong lòng tiễn khôn cũng có tính toán như thế. Hắn định sử dụng khi chuẩn bị tiến giai nguyên anh kỳ. Nhưng tại nguy cơ sinh tử tồn vong trước mắt, hắn trong lòng độc ác. Sau khi xuất ra lệnh bài, hắn dừng lại, chờ cho vương lâm đuổi đến. Phàm là bị lệnh này truy nã, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi của tu ma hải thì ít ai có thể sống hơn trăm ngày cả. Ngược lại, nếu qua trăm ngày mà vẫn vô sự thì sẽ tự hành nuốt vào tu đan của người mở ra lệnh bài tăng cường tu vị. Mắt thấy đối phương đã đến gần, tiễn không cầm trong tay vạn ma bách nhật tru sát lệnh quát lên, đứng lại, ngươi có nhận ra lệnh bài này không? Ta đã tế luyện nó, linh hồn dung nhập vào nó, nếu ngươi giết ta, chắc chắn bị truy nã tru sát. Hôm nay là chúng ta sai, ngươi cũng đã giết chính người, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Ngươi nếu tha cho ta một mạng, ta sẽ dẫn tiếng người để ngươi có thể giống ta, trở thành đại trưởng lão của đấu tà phái ngươi thấy thế nào? Vương Lâm đang nghe truyện trên TV audio CV dừng lại, ánh mắt liếc qua lệnh bài trong tay tiễn khôn, rồi lại nhìn chầm chầm vào hắn. Sau khi thấy lệnh bài này, Lý Mộ Uyển sợ run lên cả người. Sau đó cẩn thận nhìn lại, thần sắc lập tức đại biến, thấp giọng nói, đây là vạn ma bách nhật tru sát lệnh. Thật không ngờ tu ma nội hải vẫn có pháp bảo đến cấp bậc này. Ta cũng chỉ xem trong một số sách cổ mới có giới thiệu về nó. Lý Mộ Uyển kể ra tất cả những gì nàng biết về sự lợi, hại của lệnh bài này, cuối cùng giọng điệu có chút chậm lại, trong lời nói có thể rõ ràng cảm nhận được sự kiên kỵ của nàng đối với lệnh bài này. Tiễn không đúng là sợ Vương Lâm không biết về lệnh bài này, mặc cho mình nói như thế nào đối phương cũng sẽ bán tính bán nghi, không tin tưởng, còn đem mình giết đi, như thế mình đã khéo quá hóa vụng mất. Hiện tại nếu tiểu nha đầu kia đã giới thiệu qua về lệnh bài này, Tiễn Khôn sẽ không tin có người biết rõ về sự lợi hại của vạn ma bách nhật tru sát lệnh mà vẫn có thể động thủ giết người. Đáy lòng hắn thở vào một hơi, nói, đạo hữu, ngươi thấy đề nghị của ta như thế nào? Không cần quá cố chấp, nếu là giết ta, đến lúc đó ngươi sẽ bị tru sát lệnh truy nã, phiền toái không ngừng. Vị nữ tử bên cạnh ngươi dù không có tội gì nhưng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Có phải hay không? Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiễn Khôn. Quay đầu nhìn lại Lý Mộ Uyển, từng chữ một nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Nếu có thể vượt qua một trăm ngày thì có thể đạt được toàn bộ tu vị của hắn phải không? Lý Mộ Uyển thở sâu, gật đầu. Tiễn không đáy lòng rung lên, thầm nhũ không ổn, đang định lui về phía sau. Trong mắt vương lâm hàng mang thoáng hiện, miệng quát lên một chữ, tử tiễn không hừ thảm một tiếng, thất khiếu chảy ra máu tươi, ánh mắt dại ra, thần thức bị phá liệt, ngã xuống đất tử vong ngay khi hắn chết, lệnh bài trong tay hắn nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn, một đạo hồng mang bỗng nhiên bay ra, hình thành một chữ diệt thật lớn ở giữa không trung. Chữ diệt này có màu sắc đỏ tươi, giống như vừa từ trong huyết trì phóng ra, treo cao cao giữa không trung, ở trên đỉnh đầu của Vương Lâm, trông cực kỳ chói mắt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chữ diệt lớn ở giữa không trung, mặt không biến sắc, long cân phía sau lại tách ra một nhánh nữa, cũng lấy sát tiễn không kéo về phía sau vương lâm kéo lấy lý mộ uyển quay đầu bay đi nháy mắt đã trở lại ngũ đinh phong hai người một nam một bắt ngơ ngác nhìn chữ diệt đỏ tươi đáy lòng nổi lên lòng tham nhưng tham niệm này nhanh chóng tiêu tán hai người đứng cung kính ở trên ngũ đỉnh phong như ve sầu đang run rẩy đứng trước mặt bọ ngựa vương lâm lạnh lùng nhìn qua bình thản nói tổng bộ của đấu tà phái có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn không một nam vội vàng giành nói trước không có đừng nói đấu tà phái dù trong phạm vi trăm vạn dặm quanh Nam Đẩu Thành đều không có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nào. Những bậc tiền bối như thế làm sao lại để ý đến nơi này, bình thường vẫn chỉ đi lại trong nội hải mà thôi. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào mắt của một nam, làm cho hắn run rẩy, đáy lòng hoảng sợ. Lúc này hắn mới lại hỏi, trưởng môn của đấu tà phái tu vị như thế nào? Một bắt tiến lên một bước, cung kính nói, tiền bối, đấu tà phái trưởng giáo đại nhân đạt đến kết đan trung kỳ tu vị chẳng qua đã đạt đến đỉnh bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ vương lâm đáy lòng cười lạnh song hai mắt lại hiện lên hàng mang lạnh ngôn bảo hai người các ngươi dẫn đường đến tổng bộ đấu tà phái hai người một bắc và một nam sao dám cự tuyệt vội vàng cung kính vân dạ đứng lên dẫn đường trong khi phi hành ánh mắt hai người thỉnh thoảng vẫn quét đến chữ diệt lớn trên đỉnh đầu của vương lâm đáy lòng cầu mong nó sẽ hấp dẫn thật nhiều người đến đây đem người này giết đi là tốt nhất. Một đường đi đến, những nơi vương lâm đi qua nổi lên từng trận phong lôi. Những tu sĩ phía dưới kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại không tự chủ được hít vào một khẩu lãnh khí. Đầu tiên là thấy được chữ diệt đỏ tươi cao lớn trên đầu vương lâm, sau lại thấy 10 cổ thi thể như sao băng bị hắn kéo đi giữa không trung. Trong mắt mọi người không tự chủ được đều liên tưởng đến việc 10 người này bị tru sát lệnh hấp dẫn, kết quả từ truy sát trở thành bị diệt sát đưa những thi thể này buộc lại kéo đi tất nhiên là vì mục đích cảnh cáo trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là ai thấy được cảnh này đều kinh hồn tán đỡm, nhanh chóng sử dụng ngọc giảng truyền âm, đưa tin tức này thông tri cho bằng hữu, đồng môn. Vạn ma bất nhật tru sát lệnh tái hiện tại tu ma hải. Tin tức này lập tức bằng nhiều con đường khác nhau lan truyền ra bốn phương tám hướng tru sát lệnh xuất hiện đồng nghĩa với việc nếu ai có thể thành công giết được người này thì có thể đạt được toàn thân tu vị của một tên kết đan kỳ tu sĩ. Sự tình khiến cho bất kể là trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ đều có sức hấp dẫn rất lớn. Nhất là kết đan kỳ, nếu có thể thành công thì thậm chí có thể tiến lên một cảnh giới mới cũng hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí kết đan trung kỳ cũng không phải là không có khả năng tiến nhập hậu kỳ. Nhất là khi có người đoán rằng người mở ra lệnh bài này là do một tu sĩ hiến tế. Nếu là một kết đan hậu kỳ tu sĩ hiến tế thì việc này chắc chắn sẽ càng gây được oanh động lớn hơn nữa. Trong khi Vương Lâm đang phi hành, đang phôi trong cơ thể đang dần chuyển hóa thành một viên kim đan to bằng khoảng một nắm tay, tản mát ra từng trận linh lực dao động, tràn ngập toàn thân hắn. Vương Lâm tính toán tu vị của kết đan hơn khoảng hơn trăm lần so với trúc cơ. Hắn nhìn về một phương hướng nơi tu ma hải, ánh mắt như xuyên thấu nội hải, trực tiếp nhìn đến triệu quốc, khóe miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh, nội tâm trầm mặt nói, đằng hóa nguyên, vương lâm ta đã kết đang thành công, đợi ta đạt đến nguyên anh tu vị thì sẽ là ngày ta quay trở về. Ngươi ngàn vạn lần không thể chết sớm được đâu đó, ta sẽ khiến cho cả đằng tộc của ngươi chôn cùng ngươi. Một nam trộn liệt vương lâm một cái, thấy nét tươi cười của vương lâm làm thân hình hắn không tự chủ được, khẽ rung lên, trái tim co quắp, nội tâm thầm mắng, sao vẫn chưa có ai đến giết tên này, chữ diệt trên đỉnh đầu lớn như thế cơ mà. Mau đến giết hắn đi, nếu không thực sự dẫn hắn đến tổng bộ, hai người bọn ta dù không bị hắn giết cũng bị trưởng môn diệt hồn. Đang lúc hắn đang cầu nguyện, sương mù phía xa đột nhiên xuất hiện một người. Người này dáng vẻ bệ vệ, từ xa phóng đến, sương mù cuồn cuộn tản ra, tóc đen, mắt đen, hắc y, hắc kiếm. Toàn bộ thân thể hắn lộ ra hắc mang dày đặc. Nếu người này sắc mặt cũng lạnh lùng thì sẽ có vẻ toàn thân tràn ngập sát khí. Đáng tiếc, hắn chừng trung tuổi, bụng lại phệ ra, mặt tròn tròn, khóe miệng lại lộ ra nét tiếu ý. Do đó, không những không có chút sát khí nào, ngược lại mang đến cho người khác vẻ buồn cười. Tuy nhiên, sau khi một nam, một bắt thấy được người này, sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Khạch, khạch, vạn ma bách nhật tru sát lệnh. Được lắm hai mắt lộ ra một tia lục mang, nhìn chầm chầm vào chữ chu to lớn trên đỉnh đầu của Vương Lâm, cười lên tán thưởng. Tiểu bối, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để tự giải quyết hậu sự, không nên có ý đồ phản kháng, lấy tu vị kết đan sơ kỳ của ngươi, vẫn chưa đáng để hắc y ma quân ta xem vào mắt. Người này nói xong, hai tay chấp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một tư thế bể nghệ thiên hạ. Lý mộ uyển che miệng bật cười, nhìn vẻ ngạo mạn của tên tu sĩ béo ú, lại nhìn Vương Lâm, ý cười trên mặt càng đậm. Một nam đáy lòng có chút kích động. Đây mới chính là cao thủ, không hổ là hắc y ma quân thượng quan mặt, người mà ngay cả trưởng môn đều phải kính lễ ba phần. Nghe nói hắn cũng như trưởng môn, tu vị đã đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hậu kỳ. Tu vị này cũng mạnh hơn vài phần so với đại trưởng lão. Vương Lâm nhướng mày, cười lạnh quát, muốn chết. Thượng quan mặt ngẩn ra, lục mang tiểu nhãn đánh giá vương lâm một lúc, cười nhạt nói, thật không biết trời cao đất dày, để lão phu tiễn ngươi đoạn đường, để ngươi biết tôn trọng, kết đan trung kỳ là như thế nào. Không chờ hắn nói xong, vương lâm tay phải điểm về hắc y ma quân, âm thanh lạnh lùng nói, tử. Chữ tử này vừa thốt ra, bỗng nhiên trên ngực của thượng quan mặt bay ra một khối ngọc bội, nó vang lên một tiếng rắc rồi vỡ thành hai mảnh, quát ra cổ khói nhẹ rồi tiêu tán. Ý, Vương Lâm tay phải chụp tới, hai khối ngọc phù lập tức rơi vào tay hắn, thần thức đảo qua, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thuận tay ném vào trong túi trữ vật. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chầm chầm vào thượng quan mặt đang lộ vẻ đầy hoảng sợ. Tử chú thuật Trên mặt thượng quan mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Khối ngọc phù này chính là khối pháp bảo duy nhất sư phụ hắn lưu lại cho hắn trước khi lâm chung nó có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cao thủ nguyên anh kỳ hắn vẫn ở ngoại vi của tu ma hải nếu gặp được nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức tránh đi không dám trêu chọc nếu gặp phải tu sĩ có tu vị không bằng mình thì cũng cướp bóc một chút dần dần có chút uy danh nhưng hiện tại hắn lập tức tỉnh táo lại hết hồn nhìn ánh mắt vương lâm sợ đối phương đột nhiên quát một tiếng tử chân hắn lập tức mềm nhũng quỳ vội xuống mặt đất run rẩy nói tiền bối tha mạng, vãn bối thượng quan mặt biết sai rồi, mong tiền bối không trách tội. Một nam ngơ ngác xem xét cảnh tượng trước mặt, nội tâm cực kỳ kinh sợ, kiên kỵ liếc nhìn vương lâm một cái, đáy lòng lại không dám nổi lên chút tâm tư nào như trước nữa. Hắn đứng bên cạnh một bắt, vội cúi đầu xuống che giấu sự kinh hãi trong ánh mắt mình. Thượng quan mặt, thấy biểu tình vẫn lạnh như băng của vương lâm, trong lòng lại rung lên, cắn răng một cái nói, tiền bối, vãn bối nguyện xin bái ngài làm sư phụ, từ nay về sau xin bên cạnh hầu hạ ngài. Sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ của người. Nói xong hắn vội vàng nhìn về phía Lý Mộ Uyển, cầu xin nói, ngài hẳn là sư mẫu phải không? Sư mẫu, mong người khuyên nhủ sư phụ để lão nhân gia thu ta làm đệ tử đi. Khuôn mặt xinh đẹp Lý Mộ Uyển hơi ửng đỏ, liếc trộm vương lâm một cái, nhìn không rõ biểu tình của hắn. Cô hơi thở dài một cái, cúi đầu không nói gì. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng nhìn chầm chầm thượng quan mạch, cực cảnh thần thức ở trong thức hải quay cuồng, trong mắt như lộ ra hồng sắc thiểm điện. Thượng quan mạch vẫn luôn quan sát phản ứng của Vương Lâm, lúc này thầm nhũ không ổn. Hắn biết rõ đối phương nếu có thể khiến tự thân Ngọc Phù chủ động phòng ngự và vỡ thành hai mảnh thì tất nhiên công kích của hắn không kém gì Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa tử chú thuật quỷ dị lại khiến hắn hết hồn, tự biết nếu có chạy trốn cũng khó tránh khỏi kiếp này. Dưới sự kinh hoàng lo lắng, hắn vội điểm mi đi tâm, bổn mạng tinh huyết của tu sĩ kết đan trung kỳ bỗng nhiên từ trán phiêu ra, có màu kim hoàng sắc. Bổn mạng tinh huyết vừa xuất, vẻ mặt hắn lập tức trở nên quẻ oải, linh lực trong cơ thể dao động mãnh liệt, tu vị cảnh giới có dấu hiệu bị thụt lùi. Bổn mạng tinh huyết của tu sĩ có tu vị càng cao thì càng đáng trân trọng, một khi dâng ra, toàn thân tu vị tất nhiên bị tổn hại. Tu vị càng cao, tổn hại càng lớn. Bản mệnh tinh huyết màu vàng bay ra từ mi tâm của thượng quan mặt tỏa ra ánh hào quang dịu dịu. Vương Lâm thản nhiên nhìn thượng quan mặt, tay phải vẫy nhẹ. Dọc bản mệnh tinh huyết lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. Vương Lâm không nghĩ ngợi gì nuốt luôn vào miệng. Bản mệnh tinh huyết lập tức tiến vào thức hải của hắn, bị cực cảnh thần thức bao lấy. Từ bây giờ, hắn chỉ cần niệm chú là thượng quan mặt sẽ chết ngay tức khắc. Tương tự, nếu như vương lâm chết thì đối phương cũng không thể thoát được tử vong. Trên thực tế bản mệnh tinh huyết không khác so với cấm chế. Chỉ có điều cấm chế có tác dụng trực tiếp hơn. Thức hải của con người xem có vẻ chắc chắn nhưng trên thực tế lại vô cùng mỏng manh. Nếu như nuốt quá nhiều bản mệnh tinh huyết rất có thể sẽ khiến cho thức hải bị hỗn loạn, dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể tưởng tượng được. Vì vậy bản mệnh tinh huyết có một sự hạn chế nhất định không thể khiến đại bộ phận tu sĩ vì thế mà vui sướng. Có tới hàng ngàn loại cấm chế có thể đạt được hiệu quả tương tự so với bản mệnh tinh huyết. Ngoài ra còn một điểm nữa là bản mệnh tinh huyết phải là do tu sĩ can tâm tình nguyện xuất ra. Nếu như dùng sức mạnh cưỡng ép thì trừ khi người đó có được đại thần thông. Nếu không, cho dù có muốn cũng không thể lấy nó ra được. Thượng quan mặt cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng buông tha. Thậm chí, người ta có thể sẽ đặt một số cấm chế lợi hại lên cơ thể mình vì vậy trong khi hắn khẩn cầu đối phương nhận hắn làm đệ tử đã chuẩn bị tâm lý rồi việc bái sư này thực tế chỉ là cái cớ để hắn tìm lối thoát thân mà thôi nhưng hắn không thể ngờ được đối phương không hề động lòng rơi vào bước đường cùng để bảo toàn tính mạng mới chủ động hiến ra bản mệnh tinh huyết đợi sau khi đối phương thu nhận nỗi hoang mang trong lòng hắn mới bớt đi một chút vương lâm lạnh lùng nhìn hắn quay người đi, nói với một nam, tiếp tục dẫn đường. Từ khi Vương Lâm giết chết trưởng lão của đấu tà phái, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, không thể mềm lòng được. Nếu như giết một kẻ bình thường của đấu tà phái thì cũng dễ giải quyết, nhưng giết trưởng lão thì chắc chắn đối phương sẽ truy cứu đến cùng. Giờ đây Vương Lâm đã không còn là một thiếu niên thôn giả, một mạc, chất phát như ngày xưa nữa rồi. Bất luận là tâm tính hay là phương thức hành xử đều lão luyện hơn xưa rất nhiều. Năm đó giết chết đằng lệ đã dẫn tới một loạt chuyện không hay. Vì vậy, từ đó khiến Vương Lâm hạ quyết tâm nếu như đã giết một người thì để loại bỏ hậu hoạn, có giết thêm 10 người nữa cũng chẳng sao. Chính vì thế mà hắn mới quyết định tận diệt đấu tà phái. Chỉ có diệt đấu tà phái mới có thể ngăn chặn được những hậu họa sau này. Nghĩ như vậy nên Vương Lâm kéo Lý Mộ Uyển, thân mình vọt lên. Đồng thời, dẫn lực thuật hóa thành hai cánh tay to tóm lấy một nam một bắt bay về phía trước. Sắc mặt hai huynh đệ này tái mét, nhưng không dám kêu ca nửa lời. Bọn họ vội vàng ổn định thân hình, cúi đầu đi trước dẫn đường. Về phần thượng quan mặt. Lúc này, hắn mới lau mồ hôi trên trán theo sát sau đó. Hắn cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Sợ sát tinh lại nổi sát tâm. Tử chú thuật, nhất định là hắn sử dụng tử chúc thuật người có thể luyện được loại công pháp độc ác thế này chắc chắn không phải người bình thường thượng quan mặt nghĩ thầm trong lòng thỉnh thoảng lại nhìn trọng vương lâm trong lòng lý mộ uyển xuất hiện một cái cảm giác không thể nói thành lời nàng ngước đầu nhìn vương lâm có nằm mơ nàng cũng không ngờ được đối phương quả nhiên đã đạt đến kết đan kỳ hơn nữa tất cả những việc xảy ra trên đường đều ứng với lời nói trước khi hắn rời khỏi động dưới nguyên anh kỳ không có địch thủ Nghĩ lại cuộc sống ở Tu Ma Hải mấy năm qua, Lý Một Uyển có cảm giác như trong mơ vậy. Tất cả những điều đó khác xa với cuộc sống trước đây của nàng. Trước kia Lý Một Uyển nếu không phải là thổ nạp thì cũng luyện đang dược, hiếm lắm mới ra ngoài một lần. Mà mỗi khi ra ngoài, ca ca của nàng cũng sẽ đi cùng. Có ca ca bảo vệ gần như không có nguy hiểm gì xảy ra. Thêm vào đó nàng là người có thiên tư thông minh đặc biệt là trong luyện đan và trận pháp thì đúng là một thiên tài nàng được trưởng bối của lạc hà môn yêu mến trong môn phái cũng không ít người theo đuổi nàng chỉ có điều những người đó không thể làm cho nàng động lòng lần đầu tiên gặp vương lâm nàng đã coi thường hắn suýt chút nữa thì mắc phải sai lầm bây giờ nghĩ lại nếu như lúc đó đánh nhau với hắn cho dù có là ca ca nàng cũng không phải là đối thủ của vương lâm nàng biết bây giờ kết cục duy nhất của những người kia sẽ là bị giết sạch thậm chí ngay cả một người có dung nhan xinh đẹp như nàng cũng chẳng khiến đối phương thương hại hắn là một người vô tình lý mộ uyển nhìn vương lâm trong lòng thở dài mấy năm nay nàng hoàn toàn tin tưởng đối phương không thể có những ý nghĩ hạ lưu đối với mình bởi trong mắt hắn mình chẳng qua chỉ là một cái lò luyện đang di động mà thôi trong lòng lý mộ uyển nổi lên sự chua xót cảm giác này càng ngày càng tăng cuối cùng tỏa ra khắp thân thể Vương Lâm trong lúc cấp tốc phi hành, cho mày nhìn Lý Mộ Uyển lạnh lùng nói, cô không cần quá lo lắng. Đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện này sẽ đưa ngươi tới hỏa phần minh. Sắc mặt Lý Mộ Uyển càng thêm tái nhợt. Nàng cắn nhẹ vào môi, xoa trán một cái. Hai người cùng Lâm vào im lặng. Bỗng nhiên hai huynh đệ một nam, một bắc đang đi phía trước chợt đứng lại. Sắc mặt bọn họ bất định. Từ trong sương mù xuất hiện trước mặt bọn họ là hàng trăm tu sĩ. Tất cả đều chăm chú nhìn vào cái chữ chua đỏ như máu trên đỉnh đầu Vương Lâm. Ánh mắt bọn họ không thể che giấu sự thèm muốn. Chỉ có điều trong ánh mắt thèm muốn đó lại ẩn chứa một chút e ngại. Vương Lâm đưa con mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, bình thản nói, đi tiếp đi. Ai dám cản, giết. Thượng quan mặt vội vàng đáp lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ cơ hội đã đến. Lần này nhất định phải thể hiện mình thật tốt. Nghĩ tới đó, hắn liền vọt tới, đứng bên cạnh một nam, một bắc, cười sằng sặc nói, bọn tiểu tốt trúc cơ kỳ. Các ngươi nghe thấy rồi đó, ai dám ngăn cản, chết. Tất cả tu sĩ đều tránh sang một bên nhường đường cho đám người đi qua. Những tên tu sĩ đó vốn không định động thủ, mà chỉ muốn nhìn xem người được tuyên truyền thành vạn ma bách nhật tru sát lệnh thông tập như thế nào. Đặc biệt là đằng sau, Vương Lâm dùng long cân trói 10 thi thể, càng khiến người ta ớn lạnh, cho dù là muốn động thủ cũng phải do dự một chút. Chỉ có điều tin tru sát lệnh lan truyền quá nhanh, phàm là người trong giới tu chân hầu như không ai không biết chuyện này. Người người đổ ra dò la thông tin. Dần dần, số lượng tu sĩ bay trong không trung càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, đám người Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Do số lượng tu sĩ quá nhiều vì vậy tốc độ khó tránh khỏi chậm xuống. Vương Lâm thấy bực mình, hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của đám tu sĩ khiến sát tâm trong hắn dần nổi lên. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ đi theo đằng sau. Ánh mắt bọn họ không hề có chút hảo ý, một nam và một bắc trong lòng có chút sợ hãi. Tuy hai người đều là tu sĩ kết đan kỳ nhưng trên đường gặp không ít tu sĩ có tu vi cao hơn, thậm chí có những người chỉ nghe danh chứ chưa hề gặp mặt cũng lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đều bám theo họ ở phía sau. Điều này khiến cho hai người kinh hãi. Không nói bọn họ mà ngay cả thượng quan mặt cũng không khỏi kinh sợ. Hắn thầm nhủ, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ khiến tu sĩ trong ngoài Nam Đấu thành chú ý, đến khi đó khó nói được sẽ có tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện hay không. Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm tại sao sát tinh kia vẫn chưa ra tay. Nếu như là hắn, hắn đã sớm ra tay từ lâu rồi. Chỉ có thể lấy sự ác độc ra uy hiếp mới có thể phá giải được tình hình này nếu không khi đám tu sĩ kéo đến càng lúc càng đông sẽ gặp rất nhiều phiền toái bốn xung quanh đều là tu sĩ lý mộ uyển có chút sợ hãi nhưng sau khi nhìn vương lâm nàng lai cảm thấy yên lòng sự lạnh lùng trong ánh mắt vương lâm càng ngày càng nhiều cuối cùng hắn đột nhiên dừng bước nhìn những người xung quanh miệng nở một nụ cười lạnh lùng âm thanh vọng ra bốn phía trong ba hơi thở nếu người nào vẫn còn ở lại đây chết nói xong hắn nhắm mắt lại. Sau một nhịp hô hấp, Vương Lâm mở mắt ra. Một tia chớp màu đỏ trong mắt thoáng hiện, cùng với đó hắn buông tay Lý Mộ Uyển chuyển thành ôm eo. Không kịp cảm nhận sự mềm mại trong tay, thân mình hắn đã phóng về phía sau như một tia chớp. Cực cảnh thần thức điên cuồng tỏa ra. Một đạo tinh quang từ trong miệng hắn bay ra. Nó lóe lên vài cái rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên, Vương Lâm ra tay chém giết trong một phạm vi lớn trong phạm vi của cực cảnh thần thức, việc giết những tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng giống như giết những con kiến mà thôi. Từng tên kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Tất cả những tên còn lại lộ rõ vẻ kinh hãi đều lui ra phía sau. Dần dần đại bộ phận tu sĩ đều dốc toàn lực, nhanh chóng đào tẩu. Tuy nhiên cũng không chạy được bao xa. Mới được một đoạn, bọn họ liền gặp phải một tia sáng lóe lên. Ngay lập tức, đầu người vỡ ra làm đôi, tuế máu tươi ra mà chết. Sắc mặt vương lâm lạnh lùng, lộ rõ vẻ vô tình. Nơi hắn đi qua, đám tu sĩ đều thất khiếu rỉ máu mà chết. Mỗi thi thể từ trên không trung rơi xuống đều được long cân phía sau hắn vương ra trói lại. Tốc độ vương lâm không hề giảm sút, thân thể di động càng nhanh. Hắn chuyên chọn những tu sĩ kết đan kỳ để ra tay. Còn đám trúc cơ kỳ thì chỉ bị tai bay và gió mà thôi. Lúc này, phàm là những tu sĩ bao quanh vương lâm, trong lòng đã sớm không còn sự thèm muốn. Trong lòng họ chỉ còn lại một sự sợ hãi khủng khiếp. Chữ tru trên đỉnh đầu vương lâm, sau mỗi lần giết thêm một người lại đậm thêm mấy phần. Sau cùng, nó như ngọn đèn sáng lên trong đêm khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Màu sắc của chữ tru đậm đến mức như muốn phun máu ra ngoài. Ngoài ra, những tên tu sĩ bỏ chạy cũng đang kinh hồn bạc vía. Ti tinh quan thần bí khó lường, không hề có âm thanh chỉ cần có tia sáng lóe lên nhất định sẽ có người tử vong nó giống như một tên sát thủ ẩn hình thu gom từng linh hồn này đến linh hồn khác thời gian tàn một nén nhang cho dù là những tu sĩ đã chạy rất xa cũng phải bỏ mạng dưới sự tấn công của phi kiếm mà số lượng chết dưới cực cảnh thần thức của vương lâm lại càng không thể đếm được long cân đằng sau vương lâm đã trói lại hơn nghìn thi thể một đống thi hài trải dài sau lưng vương lâm giống như một tấm áo choàng được dệt bằng xác người Cùng lúc đó ở một nơi mịt mù sương cách đó nghìn dặm, bảy tám ma tu có bộ mặt già đang trầm ngâm không nói, chỉ là cho mày nhíu mặt nhìn vương lâm. Sự e ngại trong ánh mắt càng lúc càng nhiều. Đám đạo sĩ này đều có tu vi kết đang trung kỳ. Bình thường, bọn họ chuyên dốc sức tu luyện, cho dù là ở ba phái lớn ở Nam Đấu Thành hay Đấu Tà Phái, đều phải có ba phần kính nể bọn họ. Nếu như không phải tru sát lệnh xuất hiện, thì bọn họ cũng chẳng hiện thân chúng ta phải tranh thủ thật nhanh nếu không sẽ kinh động tới lão quái nguyên anh kỳ đừng có nghĩ trong mấy vạn dặm ở thành nam đấu này không có nguyên anh nhưng ở ngoài thành thì sao một khi lão quái nguyên anh đến đây chúng ta chẳng còn lấy một chút cơ hội một lão già tráng kiện nhưng quanh người tràn ngập tà khí nhìn vương lâm ở phía xa nói một cách chậm rãi người này có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng tại sao lại lợi hại như vậy các ngươi xem thượng quan lão ma cũng cam lòng trở thành đệ tử của hắn ta sợ có ra tay cũng chẳng thể làm gì được một lão già gầy khô đứng bên cạnh mắt nhìn thấy vương lâm nhẹ nhàng giết chết một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ sau đó lấy đi kim đan mà sợ hãi nói còn có thanh phi kiếm kia ta chưa bao giờ gặp một thanh kiếm nào lợi hại như vậy không ngờ nó lại có thể thuấn di đây là thần thông mà chỉ những tu sĩ nguyên anh kỳ mới có Phẩm chất của thanh phi kiếm này không hề thua kém pháp bảo cấp nguyên anh, thậm chí là cấp độ hóa thần. Nó đã giết chết cả trăm tu sĩ rồi. Hừ, các ngươi có để ý 10 người bị buộc chặt ở phía sau sát tinh không? Hình như đó là đám trưởng lão của đấu tà phái. Hắn giết chết đang kỳ giống như đạp chết một con côn trùng. Nếu các ngươi vẫn có lòng tham, thì đó là việc của các ngươi, lăng mổ không tham gia nữa. Cáo từ một người chạc tuổi ngủ tuần nhìn thấy Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết mấy người, ánh mắt liền trở nên e ngại. Sau khi nói xong, hắn vội vàng ôm quyền, rút lui. Tay hắn vỗ vào túi trữ vật, ném ra một con thuyền rồi ngồi lên. Sau đó giống như một ngọn lưu tinh, chạy đi. Đám tu sĩ còn lại, trầm mặt không nói. Đột nhiên, một người mở miệng nói lớn, sứ giả của nội hải sắp đến rồi. Lão Phu không cam tâm nhìn công sức trăm năm của mình mất đi. Đây là cơ hội duy nhất. Một khi có thể giết chết người này, đoạt được Kim Đan, ta chắc chắn sẽ đạt tới Kết Đan hậu kỳ. Đến lúc đó, có thể giữ được những gì đã tích lũy. Ta cũng giống như vậy. Lão phu không còn thọ được lâu nữa. Nếu như không thể nâng cao cảnh giới trong vòng 10 năm, vì vậy nói gì thì nói, lần này ta cũng phải thử một lần. Một lão già mặt đầy nếp nhăn đứng ở cuối cùng, nói một cách chậm rãi. Nói xong, người hắn hơi động rồi như một tia chớp biến mất trong nháy mắt lao về hướng của vương lâm phía sau hắn vị tu sĩ vừa nói chuyện cũng hóa thành kiếm quan bám theo đám tu sĩ còn lại không nói không rằng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú giỏi theo hai người kia quan sát tình hình nếu như hai người kia có thể thành công thì họ sẽ lập tức xông lên còn nếu như hai người kia không có hy vọng bọn họ sẽ từ bỏ ý định đối địch với vương lâm Vương Lâm buông tên tu sĩ kết đan kỳ đã chết xuống, bỏ kim đan trong tay vào túi trữ vật. Nhìn đám đạo sĩ đang tán loạn ở xung quanh, trong lòng cười lạnh. Hắn vỗ vào Long Cân phía sau, nói: "Ra đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể tha hồ cắn nuốt." Ma đầu vẫn bị nhốt trong Long Cân, mắt thấy xung quanh có rất nhiều thứ ngon, trong lòng đã rất nôn nóng. Nhưng nó không dám chui ra ngoài khi chưa có mệnh lệnh của Vương Lâm. Lúc này khi nghe thấy lời của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng, từ trong long cân chui ra ngoài, hiện nguyên hình. Nháy mắt một cái, nó đã lao về phía một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang chạy trối chết. Thân mình của tên tu sĩ đó chợt run rẩy, co giật. Một lúc sau, thân thể của hắn liền biến thành một bộ xương khô. Một tia sáng màu hồng từ trong đầu cái xác nhảy ra. Ma đầu gào lên một cách sung sướng, tuyệt quá. Cuối cùng thì ta cũng có thể có thể thỏa sức cắn nuốt. Ha ha! Lần này ta phải nuốt cho no mới được. Vương Lâm nhìn ma đầu một cái, rồi không để ý đến nó nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lúc này, Lý Mộ Uyển mặt tái nhợt, nhìn chầm chầm vào ma đầu, cắn chặt môi dưới. Nàng không biết cái thứ này rốt cục là cái gì, chỉ có điều khi con ma đầu đó xuất hiện, nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Sự sợ hãi thể hiện rõ ra bên ngoài. Vương Lâm lạnh lẽo, liếc nhìn ma đầu nó vội vã chạy ra xa trong lòng đang cười thầm nó nghĩ chính mình cũng chẳng muốn ở gần hắn như vậy nếu có thể cách xa hắn càng xa càng tốt tốt nhất là từ nay về sau không gặp lại nhau nữa đến lúc đó được tự do bay lượn trong trời đất rộng lớn kia thật là thoải mái nhưng đáng tiếc nó cũng biết rằng suy nghĩ đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi ma đầu vừa nghĩ thầm trong lòng vừa đuổi theo một tên tu sĩ đang chạy trốn nó nghe răng cười, đang định lao tới. Đột nhiên, có một tia sáng lóe lên trước ngực tên tu sĩ, ma đầu ngơ ngác nhìn thi hài tên tu sĩ hồi lâu, rồi há miệng chửi ầm lên một phen. Sau đó, nó lại đuổi theo một tên tu sĩ khác. Mất bao nhiêu công sức mới đuổi theo được, đang định cắn xé, thì tia sáng lại lóe lên. Đợi cho ma đầu rời xa, Lý Mộ Uyển mới bình tĩnh trở lại. Nàng do dự một lát, ngẩng mặt lên nhẹ nhàng hỏi, nó, nó là. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, trong vòng trăm dặm xung quanh hắn không hề có bóng một tên tu sĩ nào hết. Bất cứ kẻ nào bị giết cũng đều bị long cân trói chặt, biến thành một phần của tấm áo tròn sau lưng hắn. Trong trận chiến này, sát danh của Vương Lâm đã lan truyền khắp thành nam đấu. Giờ phút này, những thi thể chết dưới tay hắn đã lên đến cả nghìn người, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhất là chữ Chu trên đỉnh đầu hắn đã rực lên màu máu trong mắt của những người may mắn còn sống sót nó không còn là miếng mồi ngon hấp dẫn nữa mà chính là minh chứng của một cường giả nó là ma đầu vương lâm lạnh lùng nói mắt nhìn về phía trước cách đó khoảng ngàn dặm có hai thân ảnh một trước một sau đang đang lao tới hắn chớp chớp mắt rồi quay người bỏ đi thượng quan mặt một nam một bắc ba người đã nhìn thấy rồi đấy chứ giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong đầu ba người đang đứng chết lặng thân hình thượng quan mặt khẽ rung lên một cái, vội vàng ổn định tinh thần, bay về phía hai tên tu sĩ đang lao đến. Trong lòng hắn bây giờ đang hết sức hỗn loạn. Mặc dù đã biết trước sát tinh rất mạnh, nhưng không thể nào tưởng tượng được pháp thuật của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Quy lực của nó hoàn toàn không phải bình thường. Nó chẳng khác gì uy lực của trời đất. Tử chú thuật, quả là đáng sợ. Nếu lần này, lão phu may mắn sống sót, thế nào cũng phải luyện một ít nếu như có thể có được thực lực như thế thì sau này ở tu ma hải cũng chẳng còn phải sợ ai nữa thượng quan mạch thở dài lần đầu tiên trong lòng lão không còn cảm thấy buồn vì đã đưa ra bản mệnh tinh huyết của bản thân thậm chí trong lòng lão còn có chút mâu thuẫn cường giả cho dù là ở đâu cũng đều được người khác kính nể về điểm này trong tu ma hải lại càng chính xác lúc này tâm trạng của hai huynh đệ một nam một bắc cũng giống như thượng quan mạch trong lòng hoang mang bọn họ thầm nghĩ với thực lực của sát tinh thì đấu tà phái không có cách gì đối phó được như vậy nếu mình muốn giữ được tính mạng thì cần phải kiếm được một cái đầu danh trạng hai người nhìn nhau rồi cắn răng nhanh chóng đuổi theo thượng quan mạch ha ha đây chẳng phải là âu dương lão nhân hay sao tới đây nào đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau có lẽ phải đối xử thân thiết với nhau một chút thượng quan mặt nhìn một trong hai người, cười sàng sặc. Cùng lúc đó, lão vung tay phải lên, hắt kiếm phía sau lập tức bay ra khỏi vỏ, tỏa ra kiếm quan sắc bén, lao tới. Về phần huynh đệ họ mộc, mặc dù tu vi của hai người mới chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ, nhưng rất giỏi về liên thủ. Cả hai đối phó với người còn lại, tuy có chút khó khăn, nhưng có thể bám trụ được một chút. Vương Lâm liếc mắt nhìn chầm chầm về phía mấy tên tu sĩ ở cách đó ngàn dặm trong mắt lóe lên hàng quang. Những tên tu sĩ may mắn sống sót đã tháo chạy rất xa. Tất cả đều sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc, cố gắng bỏ chạy cho nhanh. Hình dạng của Vương Lâm giống như một dấu ấn khắc vào sâu trong tim bọn họ, theo họ cả đời, không bao giờ phai nhạt được. Cách đó ngàn dặm chỉ còn lại bốn gã tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này, lão già tráng kiện, toàn thân đầy tà khí lắc đầu, xoay người đang định bỏ đi bỗng cặp đồng tử của lão co rút lại. Một nam một nữ, xuất hiện đằng sau hắn cách mười trượng. Trên đỉnh đầu có một chữ chu cực lớn đang tỏa ra một mùi máu tanh nồng. Những tên tu sĩ còn lại thấy có điều bất thường, quay đầu lại nhìn. Tất cả đều biến sắc, vội vàng lấy ra pháp bảo. Ánh mắt nhìn vương lâm chầm chầm, nhưng không một ai dám ra tay. Động thủ trước vương lâm liếc mắt nhìn bốn người nói một cái rồi lạnh lùng nói, cút đi. Trong bốn người, ngoại trừ lão nhân gầy như que củi tỏ vẻ cảm kích, thu pháp bảo rồi vội vàng bỏ đi. Nét mặt ba người còn lại lúc đỏ lúc trắng. Một người chợt lui lại đằng sau, hừ nhẹ, nói, "Chuyện hôm nay." Lý Mộ Uyển thầm than một tiếng. Trong đầu nàng thầm nghĩ ngươi còn không mau chóng biến đi, nói những câu vô nghĩa như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quả nhiên, không đợi hắn nói hết, Vương Lâm nhíu mày, phất tay một cái. Cực cảnh thần thức lập tức tỏa ra trong nháy mắt, câu nói của người đó chợt biến thành tiếng kêu thảm thiết, hai mắt đỏ bừng, đưa tay lên ôm đầu. Một tiếng, vịt, vang lên. Cái đầu của hắn hóa thành một làn sương máu. Một viên kim đang còn dính máu tươi, bay vào trong tay Vương Lâm. Hai tên tu sĩ còn lại không nói một câu, quay người tháo chạy. Vương Lâm chớp chớp hai mắt nhìn theo hai người đó. Cực cảnh thần thức tản ra, lưu lại một ấn ký trên thân họ. Đúng lúc đó, một tiếng kêu thê thảm phát ra từ trận đấu giữa thượng quan mặt và tên tu sĩ. Ngay sau đó, tên tu sĩ kia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa, tia sáng và hồng quang của ma đầu cùng xuất hiện. Ma đầu giận dữ hét lên, ngươi lại định đoạt của ta. Lần này nhất quyết không được. Nó là của ta, của ta. Chỉ có điều, nó vẫn chậm một bước. Tia sáng lóe lên, trên ngực tên tu sĩ xuất hiện một vết thương rất lớn khoảng chừng nửa nén nhang, trận chiến giữa huynh đệ họ một và tên tu sĩ kết đan kỳ kết thúc. Tên tu sĩ đó bị thượng quan mặt đánh lén mà chết. Vương Lâm khẽ động một cái, thu lấy phi kiếm vào trong cơ thể. Mặc dù không cam lòng nhưng mà đầu vẫn phải trở về trong long cân. Tiếp tục dẫn đường. Thanh âm của Vương Lâm hết sức lạnh lẽo, tỏa ra sát khí kinh người. Vương Lâm biết rằng, nếu muốn đứng vững ở nơi này, thì cần phải tạo được uy danh đấu tà phái là sự lựa chọn tốt nhất để cho hắn lập uy. Vào lúc này, tận đáy lòng hai huynh đệ một nam và một bắc vô cùng tôn sùng vương lâm. Nhất là một bắc. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ điều đó. Mới nghe thấy mệnh lệnh của vương lâm, hắn liền lập tức bay ra dẫn đường, đi về phía đấu tà phái. Sau lưng vương lâm nhan nhãn xác chết. Những luồng tử khí tỏa ra, có uy lực chấn nhiếp hơn bất kỳ lời nói nào. Dọc theo được đi, bất kỳ người nào manh nha có ý định nhưng khi nhìn thấy hơn một ngàn cái thi thể phía sau cũng đều cắt không còn một chút máu tất cả đều nhanh chóng né tránh chỉ sợ bị liên lụy tới bản thân kể từ đó tốc độ của bọn họ tự nhiên được tăng lên rất nhiều vừa bay vương lâm vừa tiến hành điều chỉnh lại thần thức bên trong cơ thể mình cực cảnh thần thức sau khi trải qua nhiều cuộc tranh đấu đương nhiên sẽ bị hao tổn đôi chút tia chớp màu đỏ ánh lên trong ý thức hải từ từ lớn dần lên Trưa ngày hôm sau, tại địa phận của Tổng giáo phái đấu tà, thần thức của Vương Lâm đã hồi phục lại như ban đầu, hắn phóng mắt ra xa nhìn cảnh vật ở nơi đây. Trước mắt là một dãy núi lớn, đỉnh của ngọn núi đã bị người ta dùng phép thuật biến thành hình rồng, cả dãy núi trông từ xa lại giống như hình một con rồng đang uống lượng. Đứng trên đầu rồng là một ông lão tóc bạc trắng, gương mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn về phía Vương Lâm. Phía trên không của đầu rồng, Mười vị kết đan kỳ tu sĩ đang hợp thành kiếm trận, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, mỗi người có một tâm trạng khác nhau, người thì kiên nể, người thì lại sợ hãi. Giữa vòng tròn do 10 người họ tạo thành có 10 thanh phi kiếm đang chuyển động, chúng va vào nhau gây ra những hồi tiếng len ken, những tia lửa lóe lên sáng chói. Từ trong thân rồng tỏa ra từng luồng từng luồng linh lực, đặc biệt là từ những chiếc vảy rồng. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy trên từng chiếc vảy đó chính là từng vị tu sĩ nhìn từ xa khi tất cả các thanh kiếm cùng ánh lên thì cả thân mình con rồng như bừng sáng như một chú rồng sống thực sự đấu long đại trận thượng quan trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm một mình một bắt vội giải thích đấu long đại trận này là trận pháp trấn phái của đấu tà phái tương truyền nếu như không phải là tu sĩ có tu vi nguyên anh thì không thể hóa giải được tuy những lời đồn đại đó đều là nửa thật nửa giả nhưng trong toàn bộ nam đẩu thành này không trận pháp của môn phái nào mạnh như vậy Vương Lâm có chút tinh thông về trận pháp. Sau một hồi suy ngẫm, Lý Bộ Uyển đột nhiên nói: "Đây không phải là trận pháp mà là một loại phép thuật huyền bí, tập trung linh hồn của hàng vạn người vào người đứng ở đầu rồng. Như vậy khiến cho người ở trên đó trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi. Lúc này, người đứng ở đầu rồng ánh mắt sáng quắc, tiếng nói như thế: Đạo hữu đang mang tru sát lệnh trên người, lão phu là trưởng môn đấu tà phái giải Đông Lai." một vạn ba nghìn năm trăm sáu mươi hai người của đấu tà phái đều đang ở đây. Hôm nay ngươi đã tới đây, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của trưởng bối môn phái ta thì từ nay đấu tà phái sẽ nghe theo mệnh lên của ngươi. Còn nếu ngươi thua thì đừng trách lão phu nặng tay. Ngươi có dám không? Tiếng nói của ông ta vang vọng, như tiếng sấm rền, trung chuyển bốn phương. Cùng lúc đó, hàng vạn người ở trên mình rồng đồng thanh thét lên từng đám sương mù đang cuồn cuộn trên bầu trời bỗng dưng tản ra sau tiếng thét đó. Tia sáng tỏa ra từ hàng vạn thanh kiếm, linh lực từ những đồ đệ ở nơi thấp nhất cũng nhanh chóng bay lên, tất cả tập trung lại nơi đầu rồng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được một quần sáng linh lực đang di chuyển từ dưới lên, ngưng tụ lại ở nơi đầu rồng, mỗi lúc một lớn hơn. Khi đó, 10 tu sĩ đang kết thành vòng tròn ở trên bầu trời nhanh chóng bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm buông lý mộ uyển ra, cũng nhanh chóng lao tới, ánh mắt như nảy lửa. Mười vị tu sĩ chưa kịp tới gần thì toàn thân đã rung lên, họ đã thông qua các thông tin khác nhau mà hiểu biết được đối phương, cho nên khi nhìn thấy đối phương lao lên, họ bất giác chững lại. Ánh mắt vương lâm liếc qua họ một lượt, vung tay phải lên, hàng nghìn thi thể ở phía sau anh hung hãn tiến về phía con rồng kia. Những thi thể này đã leo lên được trên mình rồng nhưng lại bị ngăn cách bởi một quần sáng đột ngột xuất hiện, dần biến thành sương đỏ bỗng nhiên quần sáng bảo vệ vòng ngoài của đấu tà phái cũng bị nhuốm đỏ quần sáng lớn di chuyển từ thân rồng tới người đứng trên đầu rồng một thứ mùi lạ bỗng lan tỏa ra từ người ông ta quần áo ông ta rách toạt ra cơ thể bỗng nhiên lớn lên gấp bội linh lực khổng lồ giống như sóng biển đang toát ra mạnh mẽ từ người ông ta lão ta gầm lên vài tiếng sức mạnh tăng lên gấp bội cuối cùng gần đạt tới thời kỳ sơ nguyên anh nhưng không đạt được tới ảo anh cảnh giới của Nguyên Anh. Ảo anh cảnh giới thường chỉ xuất hiện trong hình nhân do một vị tu chân quốc thượng cấp luyện ra. Giải đông lai gầm nhẹ, cả thân người bay lên không trung, ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía những tu sĩ kết đan kia, hét, lũ vô dụng, cút hết đi cho ta. Mười vị tu sĩ kết đan kỳ mặt đầy phẫn nộ, nhanh chóng lùi sang một bên, lạnh lùng quan sát. Giải đông lai đảo mắt, cười dữ tợn, ta đã nghe hết tất cả những lời đồn đại về nhà ngươi, dường như dưới Nguyên Anh không có ai là địch thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng nổi ta không. Lý mộ uyển mặt mày trắng bệt, khẩn thiết nhìn Vương Lâm, cô chợt phát hiện ra sự dẻo cực trong ánh mắt của hắn. Cô không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Lúc này hai anh em một nam và một bắc trong lòng cảm thấy lo lắng, Họ vốn cho rằng Vương Lâm sẽ dễ dàng thắng được nhưng bây giờ, xem ra tình thế đảo ngược mất rồi. Nếu như Vương Lâm bại trận, chờ đón họ chắc chắn là sự tức giận của giải đông lai trưởng giáo. Họ biết đấu tà phái có kiểu hình phạt vô cùng tàn khốc đối với những kẻ phản đồ. Bổn mạng tinh huyết của Thượng quan Mặt cũng đang ở trong tay Vương Lâm, nếu như Vương Lâm bỏ mạng, hắn cũng không tránh khỏi cái chết. Lúc này từ tận đáy lòng hắn đang gào thét, thầm nghĩ phải làm sao phá được thế trận. Vương Lâm cười thầm trong lòng, nhúng một bước, anh lao lên, đứng cách giải đông lai khoảng 30 trượng, lạnh lùng nhìn đối thủ. Không phải ngươi biết tự chú thuật hay sao? Cho lão phu diện kiến sức mạnh tự chú thuật của nhà ngươi đi. Giải đông lai bỗng biến mất, khi xuất hiện đã ở cách đó 30 trượng rồi. Khi đối thủ biến mất, Vương Lâm cũng bay ra sau, giải đông lai lại di chuyển. Vương Lâm cũng vẫn lùi lại, lạnh lùng nhìn giải đông lai. Giải đông lai cho mày nhìn chằm chằm Vương Lâm, rốt cuộc ngươi muốn gì? Sự suy nghĩ trong ánh mắt của Vương Lâm càng lộ rõ, nhưng hắn bình thản đáp, ta không đấu nữa. Nói rồi hắn bay ngược lại nơi Lý Mộ Uyển đang đứng, tay ôm lấy eo cô rồi cả hai lùi lại tới đỉnh một ngon núi cách đó khoảng 100 trượng, sau đó Vương Lâm nhìn giải đông lai, cười khẩy. Giải đông lai càng cao có thêm, gầm gừ, một khi đã như vậy, chuyện này. Hắn chưa nói hết lời, đã biến mất, khi hiện hình trở lại đã đứng trước mặt vương lâm hắn cười hung tợn há miệng phun ra một tia sáng trắng ánh sáng trắng đó biến thành một chiếc đầu hổ gào thét lao tới chỗ vương lâm cùng với đó tay phải hắn vung lên trong vòng ba trượng quanh vương lâm xuất hiện một tấm lưới điện đang hung hãn siết chặt vào trung tâm sắc mặt của vương lâm vẫn bình thản khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh băng trong khoảnh khắc chiếc đầu hổ lao tới ma đầu ở long cân lập tức nhảy ra cười một tiếng rồi nuốt trọn chiếc đầu hổ đó vào trong miệng. Cùng với đó, tinh quang phi kiếm cũng lóe sáng, lưới điện xung quanh vương lâm vang lên những tiếng nổ lục bục, phi kiếm lao tới tấn công vài lần, lưới điện tự khắc vỡ vụn. Còn giải đông lái, trên tay phải của vương lâm đột ngột xuất hiện băng diễm, từ đó toát ra từng làn khí lạnh toát. Lúc vòng cầu lửa xuất hiện, sắc mặt của giải đông lai thay đổi nhiều lần, hắn liền nhảy về sau. Nhưng ngay sau đó, Nhìn thấy tia sáng đỏ trong ánh mắt Vương Lâm, thần thức trong hắn bỗng bị chấn động. Thần thức chấn động khiến cho cả người hắn đứng im, do đó vòng sáng lửa cứ lặng lẽ đâm trúng vào ngực hắn. Một thứ ánh sáng xanh lam nhanh chóng lan tỏa ra ngoài theo hình mạng nhện từ chỗ bị đâm trúng. Máu đã xuất hiện trên khóe môi của Giải Đông Lai, hắn lại lùi về sau, mãi khi tới chỗ cách đầu rồng khoảng 30 trượng thì mới dừng lại. Hai tay hắn bắt ấn, điểm huyệt vào ngực, sau khi rít lên vài tiếng hắn đã đẩy lùi được thứ ánh sáng xanh đó về với điểm xuất phát của nó tầm một tiếng nó thoát ra khỏi ngực hắn vòng băng lửa lóe sáng nhưng ánh sáng đã nhạt đi đôi phần rồi bay trở lại nơi vương lâm cho tận tới lúc đó vương lâm vẫn chưa chủ động ra tay chỉ là đứng ở ngoài một trăm trượng mỉm cười lạnh lùng trong ánh mắt ánh lên sự dẻo cực. giải đông lai dừng lại nhìn chầm chầm vương lâm sau một hồi trầm ngâm hắn đột nhiên nói sao ngươi phát hiện ra được Vương Lâm bình thản đáp, ta chẳng phát hiện ra gì cả, chẳng qua ta biết hơi thở của ngươi trong 30 trượng khác với 50 trượng mà thôi. Lý Mục Quyên nhanh trí hiểu ra, nói, việc hắn bị thương cũng là giả vờ. Còn về chuyện bị vòng băng lửa làm cho bị thương là có thật, nhưng khi hắn trở về phía sau 30 trượng thì đã được linh khí của con rồng chữa lành rồi, giả thương chẳng qua chỉ là để dụ ta qua đó đấu với hắn thôi. Đó là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói với Lý Mộ Uyển nhiều như vậy. Tuy là nói với cô nhưng ánh mắt anh vẫn đang giỏi theo giải đông lai. Khi hắn nhìn về phía đầu rồng, trong lòng đã có chút lo sợ, tự nhủ, nếu có pháp thuật như thế trong tay thì ta không thể xem thường được. Chỉ cần nó có đủ linh lực thì việc đạt được sức mạnh hóa thần cũng là việc trong tầm tay. Nếu thực sự như vậy thì phái đấu ta đã sớm làm chủ nam đẩu thành, trở thành đệ nhất bang phái trong phạm vi trăm vạn dặm rồi tất nhiên phép thuật này cũng có sơ hở chết người nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới đều là như vậy đối phương nhất định cũng nắm rõ điều đó ít ra thì cũng biết được giới hạn thời gian ở đâu dựa trên cách tính thời gian mà hoàn toàn có thể bù đắp được nhược điểm này nếu như chỉ có yếu điểm đó thì sức mạnh của pháp thuật này cũng đã quá mạnh rồi sau một hồi quan sát kỹ lưỡng nhất là khi thấy đối phương dùng mọi cách để dụ mình tiến lên giao đấu chứ không phải là giết ngay sau khi gặp nhau. Vương Lâm nhẩm tính, chỗ mình đang đứng cách chỗ đối phương khoảng 90 trượng. Trong lòng Vương Lâm bỗng nảy sinh nghi ngờ, Vương Lâm khi đó mới tấn công, quan sát trong phạm vi 30 trượng, sau đó là 50, 70 rồi cuối cùng là 100 trượng, tới lúc này hắn mới tìm ra được yếu điểm chết người của pháp thuật này. Càng ở cách xa đầu rồng, nội công của đối phương càng yếu đi. Lúc này, sắc mặt của giải đông phương hoàn toàn thay đổi, Tuy rằng vẫn còn nội công nhưng không làm thế nào có thể dụng được. Những gì đối phương đoán ra được không sai là mấy, thực ra không đến 100 trượng mà chỉ cần vượt qua 90 trượng thôi là nội công của hắn suy giảm, khó có thể đánh thắng được đối phương. Thậm chí nếu như đối phương tấn công, không giao đấu với đối phương, chỉ cần lùi lại vài trượng thôi thì nội công sẽ tụt hẳn về kết đan kỳ. Nếu tiếp tục giằng co, tình thế nhất định sẽ trở nên bất lợi cho hắn thời gian của đấu long đại trận chỉ duy trì được khoảng chừng hai nén nhang cho đến lúc này đã trôi qua một nửa thời gian cuối cùng phải làm như thế nào đây giải đông lai thầm tính toán trong lòng vốn ban đầu hắn định cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng kiếm trận vây khốn đối phương một lúc chỉ cần có một chút thời gian hắn liền ra tay giết chết đối phương nhưng vào thời điểm quan trọng này trong lòng vị trưởng lão lại nảy sinh một sự e ngại Bất đắc dĩ lắm hắn mới tự mình ra tay, không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra thật giả trong đó. Đã lâm vào thế cưỡi hổ, hắn nhìn Vương Lâm chầm chầm, không nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, rồi kéo tay Lý Mộ Uyển lui lại mười trường. Nét châm chọc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nhiều. Giải đông lai than nhẹ một tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại, đứng trên đầu cự long. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói, được rồi lão phu nhận thua. Dứt lời, chân hắn điểm nhẹ vào đầu cự long một cái, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn về trong đó. Hai mắt cự long càng lúc càng sáng. Một quần sáng linh lực từ trên đầu cự long nhanh chóng lan xuống phía dưới. Thân thể giải đông lai run rẩy theo linh lực đang thoát ra. Nét mặt hắn hiện lên một sự thống khổ. Từ từ, sự thống khổ trên mặt hắn càng lúc càng nhiều. Thân thể hắn bắt đầu khô héo, cuối cùng thở hổn hển, quỳ trên đầu cự long. Cơ thể hắn thoáng cái đã già nua đi vài chục năm. Hắn ngẩng đầu, nói một cách yếu ớt, lão phu nhận thua. Từ nay về sau, tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngài. Đây là trưởng giáo lệnh của đấu tà phái. Vừa nói, hai tay hắn vừa run rẩy lấy ra một cái lệnh bài tam giác có màu hồng sắc tím. Hắn cố gắng thổi ra một hơi, đẩy nó về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn giải đông lai, rồi lại nhìn lệnh bài bất chợt, cặp đồng tử của hắn chợt thu lại. Không nói tiếng nào, hắn nhanh chóng lôi Lý Mộ Uyển lui lại phía sau mấy trượng nữa. Tại vị trí mà Vương Lâm vừa mới đứng, trong nháy mắt, xuất hiện một đạo tàn ảnh của giải đông lai. Đạo tàn ảnh hóa thành một luồng kiếm quang, với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đâm về phía Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm đã nhanh nhưng vẫn không bằng phi kiếm. Sau khi thối lui hơn 30 trượng, phi kiếm chợt lóe lên, đâm qua ngực hắn tốc độ của phi kiếm quá nhanh so với sự thuấn di của tiểu kiếm cũng không chậm hơn nhiều lắm trong nháy mắt khi phi kiếm đâm vào ngực hắn bất chợt dừng lại nó bị sự phòng ngự của dao long giáp cản trở lại hai ngón tay phải của vương lâm giống như một cái kìm kẹp chặt trên thân kiếm sắc mặt của vương lâm hết sức âm trầm phi kiếm của đối phương rất khó phòng bị cũng may hắn đã lùi lại cả trăm trượng nên từ khi phi kiếm bắn ra tới gần vẫn có một khoảng thời gian nhỏ. Nếu không, có quỷ cũng chẳng chịu nổi. Phi kiếm rung rẩy vài cái, rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một ngọn lửa màu đen từ trong thân kiếm lan ra, bao lấy thân kiếm. Trong nháy mắt, những mảnh kiếm liền hóa thành tro bụi. Sau khi ngọn lửa màu đen xuất hiện, Vương Lâm liền buông hai ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Giải Đông Lai đang đứng trên đầu cự long. Ánh mắt Giải Đông Lai có phần tiếc nuối thân thể hóa thành tro bụi, cuốn đi theo gió. Một chiêu cuối cùng chính là đòn sát thủ bí mật của hắn. Hắn, hắn là kiếm tu. Lý mộ viễn lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ. Một cảnh vừa rồi khiến cho trong lòng nàng vẫn còn run rẩy. Kiếm tu. Vào thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người tu luyện. Chỉ có điều đến bây giờ, có rất ít người thích tu luyện về kiếm. Mà phi kiếm có thể nói chính là một trong những loại pháp bảo. Kiếm tu bất luận là tốc độ hay công kích đều cao hơn so với tu sĩ bình thường đồng thời khẩu quyết tu luyện kiếm cũng có rất nhiều nhưng chỉ có tu luyện khẩu quyết đến mức cao nhất đồng thời phải có một thanh cực phẩm phi kiếm thì mới có thể phát huy được thực lực đáng sợ của kiếm tu khẩu quyết kiếm tu mà giải đông lai tu luyện hiển nhiên là không cao phẩm chất của phi kiếm cũng bình thường nếu không với lực công kích mạnh mẽ của kiếm tu lại thêm tu vi kết đan trung kỳ của hắn hoàn toàn có thể đứng trên nam đấu thành chứ không thể bị áp chế ở đây. Đơn đấu thì phi kiếm của hắn chắc chắn có thể xuất kỳ bất ý mà thắng địch. Nhưng nếu địch nhân quá nhiều, hắn lại không thể phân tán công kích, chỉ có cơ hội xuất thủ một lần. Một kích cuối cùng, chính là giải đông lai xuất ra kiếm hoàng bên trong cơ thể của hắn. Kiếm hoàng thực tế cũng là kim đan. Vốn nó có thể xuất kỳ bất ý mà giành được chiến thắng nhưng đáng tiếc lại thất bại. Giải Đông Lai vừa mới chết thì người cao hứng nhất chính là huynh đệ một nam, một bắc. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền quỳ xuống, bái vương lâm rồi cao giọng nói, cung nghênh trưởng giáo. Trong lòng thượng quan mặt thầm mắng cặp huynh đệ họ một là vô sĩ. Nhưng ngay sau đó, chính hắn lại đi nhanh tới bên cạnh vương lâm, nghiêm túc nói, chúc mừng sư tôn trở thành trưởng giáo của đấu tà phái. Mười vị trưởng lão của đấu tà phái đang tạo thành kiếm trận cùng thu hồi phi kiếm, nét mặt có chút xấu hổ. Trầm mặt một chút, tất cả cùng không người thi lễ với Vương Lâm, ý tứ của họ không cần nói cũng biết. Về phần hơn vạn đệ tử đứng phía sau, linh lực toàn thân của chúng bị tiêu hao đến 7, 8 phần. Lúc này, bọn họ đều cố gắng đứng dậy, nhìn chữ chu trên đỉnh đầu Vương Lâm đang nhỏ máu mà cao giọng cung nên. Việc giải đông lai bỏ mình, vương lâm cũng chẳng cảm thấy vui sướng ngược lại còn có chút cảm giác bất đắc dĩ trong thế giới tu chân không hề có đúng sai chỉ có mạnh được yếu thua để sinh tồn chỉ có cách loại trừ tất cả những gì uy hiếp đến bản thân có thể tưởng tượng được nếu hắn không tìm đến đây thì chắc chắn chờ đợi bản thân sẽ là những cuộc phản công vô tận của đấu tà phái nếu muốn bảo vệ mình thì chỉ có một cách cho mọi người biết bản thân không phải là một kẻ dễ trêu chọc một khi có người chọc vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên lập uy của Vương Lâm tại Tu Ma Hải đến đây tạm dừng. Lần lập uy này hết sức thành công. Tối thiểu trong phạm vi trăm vạn dặm quanh Nam đấu thành không có người nào mà không biết tới cái biển máu cùng thi thể chất đống đáng sợ, khiến cho tất cả những người tỏ ý thèm muốn với tru sát lệnh phải bỏ ý định. Nhìn vạn tu sĩ quỳ lạy dưới chân, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng thầm nói, đằng hóa nguyên. Vì báo thù thì tiên cũng tốt mà ma cũng được. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực cho dù là trở thành ma đầu cũng chẳng sao. Hắn nhếch mép cười lạnh, liếc mắt nhìn thượng quan mặt, nói, bắt đầu từ hôm nay ngươi là trưởng giáo của đấu tà phái. Thượng quan mặt ngẩng người, đang định mở miệng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của vương lâm mà ấn lạnh. Những lời đang định nói ra vội nuốt vào trong bụng, liên tục vân dạ. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Ta muốn bế quan vương lâm lạnh nhạt nói một câu sau đó kéo lý mộ uyển nhảy về phía đấu tà phái mật thất nhanh chóng được chuẩn bị ở chính nơi mà giải đông lai vẫn thường bế quan nó nằm đúng trong đầu cự long vương lâm khoanh chân ngồi xuống nhìn nét mặt phức tạp của lý mộ uyển mà nói đợi ta bế quan xong sẽ đưa người trở về bây giờ ngươi có thể hoạt động tự do nói xong hắn nhắm mắt im lặng không nói lý mộ uyển kinh ngạc nhìn vương lâm một lúc sau nhẹ nhàng nói, cảm ơn, nói xong, trong lòng có chút lo lắng, xoay người đi ra. Sau khi Lý Mộ Uyển đi ra ngoài, Vương Lâm mở hai mắt. Trong ánh mắt của hắn không hề có một chút lạnh lẽo vô tình như lúc nãy, mà chỉ có một sự mê mang. Sự mê mang đó càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì biến thành sự bi thương. Trong đầu hắn, không dằn được lại nhớ tới cảnh tượng năm đó, thiết trụ. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa mấy năm nay có không ít người tìm bà mai tới đây làm thân. mẫu thân nghe nói tiên nhân cũng có thể thành gia thất. nếu ngươi đã trở về thì đừng đi vội. tạm thời cứ cùng mẫu thân đi gặp mặt. nếu ưng ý, ta sẽ xin về làm dâu. tên ranh con. lớn bằng tuổi ngươi ở trong thôn, chúng nó đã có con chạy lẫm chậm từ lâu rồi. phụ thân của hắn thấy vậy nói, thiết trụ của chúng ta là tiên nhân. tìm một người vợ là người bình thường có được không? Ý của thiết trụ là tìm cho bà một người con dâu là tiên nhân đấy. Tiên nhân thì có gì là tốt? Tiên nhân lại đi 5 năm chẳng về nhà. Nếu ta có một người con dâu là tiên nhân, thì hai đứa chúng nó có 10 năm cũng chẳng về lấy một lần. Hừ. Nghe theo phụ thân ngươi vậy. Tên tiểu tử này có ánh mắt cao, không để ý tới thôn nữ thì thôi. Mẫu thân chờ xem cuối cùng ngươi sẽ dẫn về cho ta người như thế nào. Mẫu thân người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ dẫn về cho người một người vợ thật tốt. Từ từ, hai hàng lệ máu từ bên khóe mắt của Vương Lâm chảy xuống. Hắn siết chặt tay mình lại. Một lúc sau, hắn lau đi hàng lệ Vương trên mặt. Tay phải đánh một cái về phía vách tường. Nhất thời miệng rồng từ từ khép lại, không còn một chút khe hở. Sau khi bày thêm một số trận pháp bên người, Vương Lâm đặt tay phải lên mi tâm, thần thức ngưng tụ vào trong nghịch thiên châu thân thể của hắn chợt biến mất. Ngay cả chữ Chu vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn cũng không hề thấy bóng dáng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Vương Lâm kết đang mới bước vào mộng cảnh không gian. Trong nháy mắt, khi hắn tiến vào trong đó, Thượng quan mặt đang khiển trách mấy vị trưởng lão kết đang kỳ chợt trung lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng sát tinh đã biến mất. Nói một cách chuẩn xác thì bản mệnh tinh huyết của hắn đã biến mất, không hề có một chút dấu vết. Việc đó khiến cho hắn sợ hãi thân thể vội vàng xoay người lại nhìn về phía đầu cự long. Một lúc sau, mới chậm rãi quay lại, nét mặt hết sức hoài nghi. Lý mộ uyển đang đi xuống cũng ngẩn người. Nàng ngẩng đầu nhìn đầu cự long, trầm mặt một chút rồi than nhẹ. Trong mộng cảnh không gian, nguyên anh của tư đồ nam đang khoanh chân, lơ lửng giữa không trung. Hai mắt lão nhắm nghiền, thân thể hoàn toàn trong suốt, chỉ có một chút linh lực đang lưu chuyển bên cạnh hắn có hai quan cầu màu trắng sữa đang lơ lửng vương lâm đứng dưới nguyên anh kinh ngạc nhìn hai cái quan cầu quỳ xuống đất thì thào phụ thân mẫu thân hai người yên tâm thiết trụ nhất định sẽ dẫn về cho hai người một người vợ thật tốt nhưng không phải bây giờ một lúc sau vương lâm hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn nguyên anh của tư đồ nam ánh mắt có một sự cảm kích thấp giọng nói tư đồ nam ngươi yên tâm bây giờ ta đã kết đan sau khi đạt tới nguyên anh hóa thần đến một ngày nào đó ta sẽ đạt tới anh biến kỳ đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây tìm cho ngươi một cái thân thể đó chính là lời hứa của bản thân ta đối với ngươi nói xong vương lâm đứng thẳng người vái nguyên anh của vương lâm một cái thật sâu sau đó thân thể của hắn biến mất khỏi chỗ đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha